bí thư trùng sinh, vương tử quân. Chương 1191, quan trường không tiến thì lùi. Trong phòng tổ chức, Lục Trạch Lương đang xoay xoay chiếc điện thoại mới mua, hắn vuốt bàn phím bóng loáng, nhìn màn hình màu sắc rực rỡ, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Hai ngày trước Lục Trạch Lương đã được xem đoạn quảng cáo về chiếc điện thoại này, biết rõ đây là kiểu mới nhất. Dựa theo những gì nói trên quảng cáo, sử dụng chiếc điện thoại này rõ ràng là biểu hiện của thân phận quý tộc. Mặc dù trưởng phòng lục căn bản không quan tâm đến những điều này, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy rất thích chiếc điện thoại này. Nhưng nếu so với chiếc điện thoại thì lục trạch lương căn bản lại rất thích chuyện liên quan đến vương tử quân hơn nhiều. Bí thư diêu quả nhiên là bí thư diêu, chỉ cần ra tay thì tất cả vấn đề đã tan thành mây khói. Tuy sự việc tuyệt đối không thể nào cho ra thỏa hiếp, Thế nhưng Lục Trạch Lương căn bản không thích đơn vị mình phát ra những âm thanh không hài hòa. Lúc này thì quá tốt, mọi chuyện đều đã xong, nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu Lục Trạch Lương, hắn chợt chuyển tâm tư sang phương diện bổ nhiệm nhân sự của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy. Hắn sẽ kéo dài một chút, để xem Vương Tử Quân có thể gây ra được sóng gió gì, để xem mình không thông qua thì đối phương làm được trò gì. Lục Trạch Lương nghĩ đến bộ dạng vừa vội vàng vừa không làm gì được của Vương Tử Quân thì cảm thấy rất thoải mái, cảm giác thoải mái này đã lâu chưa được hưởng thụ qua. Tút tút tút. Điện thoại đổ chuông kéo Lục Trạch Lương ra khỏi trạng thái đắc ý, hắn cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua rồi khẽ nói. "Alo, tôi là Lục Trạch Lương." "Ha ha ha, chào trưởng phòng Lục, tôi là Kim Hành Thuấn, anh có bận rộn gì không?" Phó chủ tịch thường ủy Kim Hành Thuấn mở miệng nói. Lục Trạch Lương có quan hệ không tệ với Kim Hành Thuấn, vừa nghe thấy người gọi điện thoại đến cho mình là Kim Hành Thuấn thì hắn cười nói: "Chủ tịch Kim, ngài có gì cần dặn dò thì cứ nói, đối với người khác thì tôi căn bản là nói mình rất bận rộn, thế nhưng chỉ cần ngài mở miệng thì tôi sẽ nhanh chóng chạy đến." Kim Hành Thuấn cười càng thêm khoa trương, hắn vừa cười vừa dùng giọng thân mật nói: "Anh Long cũng đừng nên nói lời ngon ngọt với tôi, ngài nói như vậy làm cho tôi cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng." hai người nói thêm vài câu buôn chuyện kim hành thuấn chợt cười nói trưởng phòng lục tối nay anh có bận rộn gì không nếu như không có việc gì hai người chúng ta đã lâu rồi không uống cùng nhau hôm nay uống vài ly được không tốt quá nhưng này anh kim anh cũng không nên cứ như lần trước không chịu uống ngụm nào đấy nhé mặc dù biết kim hành thuấn căn bản không phải vô duyên vô cớ mời mình uống rượu thế nhưng lục trạch lương vẫn sảng khoái tiếp nhận lời mời dù sao thì kim hành thuấn cũng không phải là người thường, tuy có vị trí thấp hơn mình trong thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng địa vị trong ủy ban nhân dân tỉnh lại căn bản là rất cao. kim hành thuấn thấy lục trạch lương sảng khoái đồng ý thì cười ha hà nói: khi đó tôi cảm thấy dạ dày có chút không thoải mái, thế nên mới chiếm chút tiện nghi. lúc này tôi phải uống no say với anh mới được. sau khi xử lý thêm vài hạng mục công tác thì lục trạch lương chợt nghĩ đã lâu mình không gọi cho lãnh đạo tuyến trên. Hắn có chút do so dự, sau đó gọi điện thoại cho một người bạn học của mình. Tuy người bạn kia của hắn bây giờ chỉ là cấp phó giám đốc sở, thế nhưng vị trí lại rất quan trọng, làm cho Lục Trạch Lương liên tục trò chuyện tăng cường quan hệ. Sau khi nối thông điện thoại thì Lục Trạch Lương cười hỏi thăm người bạn của mình vài câu, người bạn cũng tỏ ra rất vui với cuộc điện thoại của Lục Trạch Lương. Dù sao so sánh chức vụ thì hắn cũng là hạ cấp của Lục Trạch Lương. Hai người bạn học trò chuyện một lúc lâu thì càng thêm thân cận. Người bạn bên kia chợt mở miệng nói, "Anh Lục, hai ngày trước tôi nghe trưởng ban Dương nói đến anh." Trái tim của Lục Trạch Lương chợt treo lên, hắn biết rõ trưởng ban Dương trong miệng người bạn của mình là ai. Thế là hắn chợt dùng giọng cẩn thận nói, "Trưởng ban Dương nói thế nào?" "Trưởng ban Dương nói anh là người có năng lực mạnh, hơn nữa còn kiên trì nguyên tắc." Người bạn học tuy chỉ nghe được lãnh đạo nói vài câu, rốt cuộc là có ý gì thì hắn căn bản không hiểu rõ. Thế nhưng hắn vẫn dùng giọng thành thật nói. "Anh Long, lãnh đạo coi trọng anh, xem ra thời gian an nhàn của anh sắp đến rồi. Tôi nói cho anh biết nhé, có chuyện tốt cũng không nên hưởng thụ một mình, sau này đến thời điểm thì anh cũng nên vung tay kéo giúp tôi một chút." "Ha ha ha, nên kéo cũng là người ở bên cạnh lãnh đạo như anh mới đúng." Lục Trạch Lương cảm thấy rất vui mừng, thế nhưng lại mở miệng dùng giọng cực kỳ khách khí nói sau khi nói thêm vài câu thì Lục Trạch Lương chợt thay đổi chủ đề. Triệu Phong có năng lực công tác rất tốt, đã rèn luyện ở tuyến dưới được một năm, tôi cảm thấy phản ứng của cậu ấy là rất tốt. Ý của tôi là nên gia tăng trọng trách cho cậu ấy, dù sao thì như vậy mới có thể làm cho cậu ấy trưởng thành hơn. Triệu Phong là em trai người bạn học của Lục Trạch Lương, bây giờ đang làm phó bí thư huyện ủy. Sau khi người bạn bên kia nghe được lời của Lục Trạch Lương, hắn càng nở nụ cười thân cận anh Lục, những chuyện này cứ nên thực hiện theo đúng nguyên tắc, tôi là người làm anh, căn bản phải lảnh tránh ở những sự kiện thế này. Hai người cười ha hả nói thêm vài câu, Lục Trạch Lương đã đạt được mục đích của mình, hắn cũng không nói thêm điều gì khác, bắt đầu thay đổi chủ đề mời người bạn của mình khi nào rảnh thì đến nhà chơi, sau đó nói về vài câu chuyện cũ rồi vui vẻ cúp điện thoại. Lục Trạch Lương đặt điện thoại xuống và vẫn cảm thấy có chút không thỏa mãn. Tuy tin tức của người bạn làm cho hắn cảm thấy rất vui mừng, thế nhưng hắn căn bản không biết được tin tức này là tốt hay xấu. Lục Trạch Lương là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn luôn là người cực kỳ bình ổn ở chuyện của người khác, thế nhưng khi liên quan đến mình thì căn bản là không thể nào không vội vàng sao động được. Hắn thầm nghĩ đến nhiều khả năng, thầm nghĩ không phải là tuyến trên đang có ý nghĩ để bạt mình sao. Lục Trạch Lương nhận được sự giúp đỡ của Diêu Trung Tắc, hắn càng cảm thấy sự chênh lệch giữa mình và bí thư diêu là thế nào. Đồng thời hắn cũng thật sự sinh ra ánh mắt khác khi nhìn vào diêu trung tắc. Tuy hắn biết rõ ý nghĩ khác lạ của mình là không hay, dù sao thì diêu trung tắc cũng là minh hữu của hắn. Thế nhưng trong quan trường không tiến thì lùi, điều này càng làm cho tâm tư tiến lên của hắn càng thêm mạnh mẽ. Nếu như hắn tiến lên vị trí của diêu trung tắc, Phương tử quân còn dám mở miệng nói gì với mình sao? Mãi đến chiều khi tan việc thì Lục Trạch Lương vẫn còn đang nghĩ về điều này. Trước khi tan việc thì Kim Hành Thuấn lại gọi điện thoại đến mời Lục Trạch Lương đến khách sạn Hải Vân. Sau khi cho thư ký đi về thì Lục Trạch Lương ngồi lên xe chạy đến khách sạn Hải Vân. Đây là một khách sạn 4 sao ở thành phố Đông Hồng, mỗi lần có việc gì thì Lục Trạch Lương căn bản rất thường xuyên đến nơi này, còn vì sao thì nguyên nhân của nó không có mấy người biết rõ, nhưng những người có biết cũng chỉ giữ trong lòng mà thôi khi lục trạch lương xuống xe thì một người phụ nữ yêu nhã đã đi đến đứng sẵn bên cửa, người phụ nữ này thấy lục trạch lương thì tiến lên chào đón. Chào trưởng phòng lục, hoan nghênh ngài đến ủng hộ, nguồn t u n g h o a n h c o m Lục trạch lương nhìn người phụ nữ mặc váy xinh đẹp tươi tắn mà trong lòng không khỏi bùng bùng lửa nóng. Nhưng lục trạch lương biết không nên làm trò gì không hay với vợ bạn, thế nên hắn chỉ cười nói. Chào giám đốc Lý. chương 1192, đến Tết mới xong. Người phụ nữ kia chủ động bắt tay Lục Trạch Lương, sau đó yêu nhã mời Lục Trạch Lương đi lên lầu. Khi đi vào thang máy thì hương thơm từ trên người phụ nữ bùng ra càng làm cho xúc động trong lòng Lục Trạch Lương thêm bành trướng. Khi thang máy nhanh chóng tiến lên thì Lục Trạch Lương mới xem như áp chế được tâm tư của mình khi người phụ nữ ở bên cạnh nở nụ cười khanh khách thì một gian phòng xuất hiện trước mặt hắn lục trạch lương còn chưa kịp đi vào thì kim hành thuấn đã tiến ra chào đón hắn vừa đi vừa cười nói tôi vốn muốn đi ra tiếp đón trưởng phòng lục thế nhưng người biết mặt tôi là rất nhiều tôi chỉ muốn lặng lẽ dùng cơm thế nên mới làm phiền tiểu linh đi đón anh hai người thì ai tiếp đón mà chẳng được lục trạch lương khẽ cười cười với kim hành thuấn rồi dùng giọng đầy ý nghĩa nói da mặt của kim hành thuấn cũng không phải chỉ là dày như bình thường hắn cười cười với lục trạch lương cũng không phản bác lại khi hắn đi vào cửa lục trạch lương đi theo vài phía sau lúc này trong phòng có ba người bọn họ thấy hai người lục trạch lương đi vào thì nhanh chóng đứng lên đập vào mắt lục trạch lương đầu tiên chính là chân hồng lỗi mặc dù gương mặt đối phương vẫn đen nhẻm thế nhưng bây giờ gương mặt như vậy lại cực kỳ sáng lạn chào trưởng phòng lục chân hồng lỗi nhanh chóng đi ra khỏi bàn nghênh đón lục trạch lương. Lục trạch lương tỏ ra rất thân cận với chân hồng lỗi, hắn tiến lên bắt tay đối phương rồi cười nói. Chào cục trưởng chân, hai ta đã lâu rồi không có thời gian ngồi cùng nhau thì phải. Chân hồng lỗi cười cười không nói gì, nếu như tư thái này xuất hiện ở tình huống gặp mặt người khác, người kia nhất định sẽ kiểm điểm, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội gặp mặt lần sau nhưng chân hồng lỗi không mở miệng lúc này cũng không làm cho lục trạch lương bất ngờ dù sao thì tính cách của chân hồng lỗi cũng là như vậy nếu như đối phương mở miệng trò chuyện vui vẻ với mình thì cũng căn bản không phải là chân hồng lỗi nữa rồi trường phong anh chỉ chú tâm đến cục trưởng chân cũng quên mất tôi đứng bên cạnh một lúc lâu tôi đại biểu cho các đồng chí nữ tính trong tỉnh mãnh liệt kháng nghị hành vi trọng nam khinh nữ của ngài giọng nói phụ nữ trong trẻo vang lên Chủ tịch Tề Dự Cơ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Giang vang lên bên tai Lục Trạch Lương. Tề Dự Cơ năm nay hơn 40 tuổi, đã qua độ tuổi đẹp nhất của phụ nữ, thế nhưng nhìn qua thì thấy người phụ nữ này vẫn như trước. Tề Dự Cơ là một vị chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Giang, tất nhiên nàng càng nổi tiếng, những lời mà cánh đàn ông không dám nói thì nàng đều có thể lên tiếng. Thậm chí có một lần đi đến nghiên cứu công tác của thành phố Lâm Hồ một vị phó chủ tịch thành phố Lâm Hồ Tiếp đãi nàng nói một câu chuyện vui, vốn chỉ là một câu chuyện nói ra cho vui thế nhưng cuối cùng lại bị nàng lên tiếng làm cho vị phó chủ tịch kia phải đỏ mặt. Thế cho nên sau này đám cán bộ Nam Giang rất ít khi nói đùa giỡn với nàng. Lục Trạch Lương cũng vui vẻ chào đón tề dự cơ, thế nhưng lại khác biệt với chân hồng lỗi, hắn hoàn toàn có ưu thế với người phụ nữ này, thế cho nên trong nụ cười của hắn có vài phần ngạo nghế. Vị khách thứ ba trong phòng chính là phó chủ tịch thường vụ tống hách kiệt của thành phố Nhiêu Cương, hắn có thái độ cực kỳ cung kính với Lục Trạch Lương. Khi tống hách kiệt cung kính vươn hai tay ra bắt tay Lục Trạch Lương, lúc này Lục Trạch Lương hiểu chủ nhân của bữa cơm rượu hôm nay chính là tống hách kiệt. Chủ tịch thành phố Nhiêu Cương sắp về hưu, tống hách kiệt này mời mình dùng cơm, rõ ràng là có ý nghĩ. Lục Trạch Lương cũng không có gì là tức giận với ý nghĩ của tống hách kiệt, bây giờ ai ở trong quan trường mà không nghĩ biện pháp để đẩy mạnh vị trí của mình. Lúc này Tống Hách Kiệt căn bản mời những người tai to mặt lớn trong vòng quan hệ của mình để mời Lục Trạch Lương, điều này làm cho Lục Trạch Lương cảm thấy đối phương căn bản là rất biết cách làm việc. Dù xoa thì với thân phận của Tống Hách Kiệt cũng không thể nào mời được Lục Trạch Lương, Kim Hành Thuấn ra tay thì lại khác, căn bản không thể nào không mời được. Người đến tiếp khách cũng được Kim Hành Thuấn chú ý cao độ, độ nặng khá cao, căn bản có lực tác động nếu như người đến tiếp khách có độ nặng quá lớn, vượt mặt cả khách chủ yếu, như vậy căn bản không dễ xử lý. Khi mọi người ngồi xuống thì thức ăn liên tục được dâng lên. Kim Hành Thuấn để cho nhân viên phục vụ mở một chai rượu, sau đó hắn mỉm cười nói với Lục Trạch Lương. Anh Lục, hôm nay chúng ta uống cho thoải mái. Tôi biết gió anh gặp việc vui thì tinh thần vui sướng, hôm nay thấy anh cực kỳ vui vẻ, có phải là nên uống nhiều một chút không? lục trạch lương hiểu kim hành thuấn nói chuyện vui là chuyện gì nhưng hắn không mở miệng sau khi đưa mắt nhìn người khác một lượt chợt nghe tề dự cơ nói hai vị lãnh đạo có chuyện gì vui cũng nên chia sẻ với chúng tôi một chút chứ lục trạch lương không mở miệng thế nhưng kim hành thuấn lại cười nói cô không biết sao nếu như không biết thì nhanh chóng uống đi tề dự cơ cũng không phải không biết cách lên tiếng nàng cười hì hì tiếp nhận ly rượu nói Chủ tịch Kim, ly rượu này tôi nhất định sẽ uống, nhưng dù thế nào cũng phải kính trưởng phòng lục. Có ai mà không biết trưởng phòng lục của chúng ta ra tay căn bản không giống như người thường. Tề dự cơ nói rồi nâng ly cho ra một tư thế mời rượu lục trạch lương. Phụ nữ có tuổi có khác, tất nhiên có một người phụ nữ xuất hiện trên bàn rượu thì căn bản không thiếu bầu không khí vui vẻ. Lục trạch lương căn bản nâng ly lên rất có phong độ với lời mời của tề dự cơ, hắn khẽ cụm ly với tề dự cơ, sau đó uống nửa ly. Tề dự cơ đã uống cạn ly, nàng thấy lục trạch lương chỉ uống một nửa thì lập tức dùng giọng không thuận theo nói. Trưởng phòng lục, mọi người đều nói cảm tình sâu sắc phải uống cạn, ngài uống một nửa có phải là có ý kiến gì với tôi không? Lần này lục trạch lương là khách chủ yếu, ngoài kim hành thuấn là người mà hắn cần nể mặt thì căn bản những người khác uống bao nhiêu là tùy ý. Nếu Tống Hách Kiệt có gan nói chuyện với hắn, chưa chắn hắn đã uống cạn ly nhưng khi đối mặt với người phụ nữ duy nhất trên bàn rượu, Lục Trạch Lương nghe lời nói của nàng căn bản không những không cảm thấy thoải mái, ngược lại còn nở nụ cười nói. Đồng chí dự cơ, lời này căn bản là không đúng, tôi không có ý kiến gì với cô cả. Hi hi, dự cơ, ý tứ của trưởng phòng Lục là cảm tình giữa anh ấy và cô căn bản là không đủ sâu, thế cho nên không bằng cô nên làm sâu sắc thêm một chút nữa. Kim Hành Thuấn ngồi ở bên cạnh mở miệng trêu đùa với tề dự cơ. Tề cơ căn bản là cực kỳ có kinh nghiệm với những lời trêu chọc như vậy, nàng căn bản không sợ còn dùng giọng hào sảng nói. Tôi cung kính không bằng tuân mệnh, hy vọng trưởng phòng lục có thể cho tôi cơ hội này. chương 1193, tiệc lớn. Cậu bé, chú là người đại diện của công ty, không phải là chó sói trong chuyện cô gái quảng khăn đỏ, chỉ cần cháu và dì cùng gia nhập liên minh công ty của chú, chú đảm bảo chỉ sau một năm sẽ làm cho hai dì cháu nổi tiếng khắp Nam Bắc. Triệu Đạt Tinh nói rồi quay sang Mạc Tiểu Bắc, "Tiểu thư, xe lửa không cần phải đẩy, Gia Châu không thể thổi, hôm nay có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng của công ty chúng tôi đang hoạt động mạnh mẽ, thật sự rất có danh tiếng." Mạc Tiểu Bắc căn bản không có tính nhẫn nại với Triệu Đạt Tinh, nàng vung tay lên thản nhiên nói, "Mong anh giúp tôi một việc được không?" Triệu Đạt Tinh vừa nghe thấy Mạc Tiểu Bắc nói như vậy thì tỏ ra cực kỳ vui vẻ nói, "Chị cứ nói." Chỉ cần điều kiện không quá hà khắc, tôi sẽ thuyết phục công ty đồng ý ngay." Mạc Tiểu Bắc nhướng mày rồi thản nhiên nói. "Anh có ba hoa thế nào thì tôi cũng không hứng thú, vì vậy mong anh đừng quấy rầy chúng tôi được không?" Mạc Tiểu Bắc tỏ thái độ lạnh lùng rõ ràng là một pháp bảo cực kỳ khả quan. Triệu Đạt Tinh nhìn gương mặt lạnh lùng xinh đẹp của Mạc Tiểu Bắc, hắn thật sự cảm thấy rất tiếc nuối. Nếu như hắn kéo được một người như nàng vào trong công ty, chỉ cần đầu tư vào một chút đảm bảo sẽ không thua kém Liêu An Như. Tiểu thư, chị cũng đừng xem tôi là tên lừa đảo, tôi thật sự là người đại diện của công ty vô hạn động cảm. Nếu như ngài không tin thì ngày hôm nay công ty chúng tôi có một buổi tiệc lớn ở đường Thiện Sơn, chỉ cần ngài tham gia, một đêm tôi sẽ trả cho chị một triệu. Triệu Đạt Tinh cũng không chịu bỏ qua đơn giản như vậy. Mạc Tiểu Bắc nhìn Triệu Đạt Tinh mà trầm mặc không nói lời nào. Trạng thái này của Mạc Tiểu Bắc rơi vào trong mắt Triệu Đạt Tinh, hắn thầm nghĩ người phụ nữ đầy quyến rũ kia đã động tâm, thế cho nên xoa xoa hai bàn tay nói. Mong chị tin tưởng tôi, đúng là như vậy, là một triệu. Tôi mong anh đi cho, tôi không muốn nói chuyện với ngài. Mạc Tiểu Bắc chán ghét quay đầu kéo tay Tiểu Bảo Nhi chuẩn bị rời đi. Tiểu Thư, có một triệu lợi nhuận, thậm chí chị còn có thể được thấy nhiều người cực kỳ có thực lực, bọn họ có thể giúp cho mộng tưởng của chị thành sự thật triệu đạt tinh nghĩ đến số tiền mình nhận được khi giới thiệu được một người đẹp vào trong công ty thế là căn bản không chịu bỏ qua tiểu bảo nhi căn bản không thích triệu đạt tinh lúc này thấy đối phương còn lên tiếng thì nó dậm chân nói sao chú lại phiền phức như vậy chú nghe không hiểu hay là lãng tai dối nếu tiếp tục làm phiền mẹ tôi như vậy tôi sẽ báo cảnh sát cái gì mẹ của cậu triệu đạt tinh thật sự lắp bắp kinh hãi một người phụ nữ cực kỳ quyến rũ như vậy mà đã làm mẹ rồi khi hắn đang ngây người thì mạc tiểu bắc đã đi đến bên cạnh vương tử quân vương tử quân cũng không muốn so đo với triệu đạt tinh hắn ôm lấy tiểu bảo nhi rồi chuẩn bị đi lên đỉnh núi triệu đạt tinh có chút do dự sau đó hắn chạy đến tiểu thư à phu nhân một triệu đấy chẳng lẽ ngài bỏ qua sao kính xin ngài suy xét một chút thật xin lỗi chúng tôi không có hứng thú đừng quấy rầy chúng tôi. Vương tử quân suy xét và hiểu ngay ngành nghề gì dễ dàng kiếm tiền như vậy, hắn dùng ánh mắt tâm tức nhìn Triệu Đạt Tinh rồi dùng giọng lạnh lùng nói. Triệu Đạt Tinh nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, hắn không hiểu vì sao lại sinh ra cảm giác trột dạ. Hắn định mở miệng nói vài lời cuối cùng, thế nhưng đành phải nuốt xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn vợ chồng vương tử quân bỏ đi. Một đóa hoa lại cắm bãi cứt trâu. Triệu Đạt Tinh hung hăng mắng một câu vương tử quân căn bản không thèm quan tâm đến triệu đạt tinh đối với hắn thì đây chỉ là chuyện nhỏ xen vào chuyện lớn hắn vất vả lắm mới có thời gian rảnh đi cùng vợ và con trai tất nhiên không muốn chuyện nhỏ kia ảnh hưởng đến tâm tình của mình bố một triệu nhiều lắm sao tiểu bảo nhi thật sự không biết nghĩ thế nào khi lên đến đỉnh núi thì nó giữ chặt cánh tay của vương tử quân rồi hỏi vương tử quân véo gương mặt mập mạp của con trai sau đó cười ha hả nói Đối với bố của con thì số tiền này là không ít, là tiền lương cả đời bố, thế nhưng đối với mẹ con thì chỉ là chút tiền nhỏ nhặt, mẹ con là người giàu có đấy nhé." Tiểu Bảo Nhi cúi đầu suy tư một lúc, sau đó nó đột nhiên nói: "Bố, như vậy bố là trai bao của mẹ sao?" Vương Tử Quân thật sự trợn mắt há mồm, hắn nhìn gương mặt chăm chú của con trai, thật sự không biết nói gì cho phải. Vương Tử Quân nhìn con trai đang lệch đầu chờ câu trả lời. Hắn không khỏi cúi người cười hỏi con trai. "Tiểu Bảo Nhi, con nghe ai nói đến hai chữ trai bao kia vậy?" "À, hôm trước con nghe thấy cô giáo con gọi điện thoại, nói là nghèo kiết xác, không cần trai bao." Tiểu Bảo Nhi dùng giọng điệu vô tội nói. Bí thư Vương chợt á khẩu không thể lên tiếng, không ngờ tư duy của con trai mình lại là như vậy, liên hệ sự việc quá nhanh chóng. Khi hắn đang nghĩ phương án uốn nắn suy nghĩ của con trai, Chợt nghe Tiểu Bảo Nhi dùng giọng chính đáng nói: "Bố, sau này con lớn lên cũng sẽ học tập theo bố, tìm một người có tiền bao con như mẹ với bố vậy." Vương Tử Quân nghe lời của con trai mà thật sự là áp lực rất lớn, Mạc Tiểu Bắc đứng ở bên cạnh lại liên tục cười vì lời nói của con trai mình. Cả nhà ba người nở nụ cười vui vẻ, tiếng cười truyền xuống bên dưới. Vương Tử Quân nhìn Tiểu Bảo Nhi đang nhắm mắt buồn ngủ ghé sát vào Mạc Tiểu Bắc, hắn khẽ nói: để cho anh ôm con một chút không cần con trai đang buồn ngủ mạc tiểu bắc dịu dàng vỗ vỗ vào người tiểu bảo nhi nàng khẽ nói vương tử quân nhất quyết phải tiến lên ôm cho được mạc tiểu bắc trừng mắt nhìn hắn nói anh giữ một lát rồi đưa cho em không thì nó sẽ tỉnh lại mất vương tử quân lúc này đã thở hồng hộc vì mệt sau khi leo núi mạc tiểu bắc căn bản là người thường xuyên rèn luyện thể thao thế cho nên hắn căn bản khó thể nào so sánh được cả nhà ba người lại đi xuống dưới núi vương tử quân định đi lấy xe chợt thấy hai ba người thanh niên chạy đến tên thanh niên đi đầu nhìn thấy vương tử quân thì vung tay múa chân nói con bà nó thằng kia khi nào thì trả nợ cho ông tên thanh niên kia hét lên làm cho vương tử quân chợt sững sờ hắn đưa mắt nhìn tên thanh niên dù trong lòng tức giận thế nhưng cũng không thèm quan tâm với thân phận của hắn vào lúc này căn bản không cần tranh cường hiếu thắng với đám côn đồ đầu đường xó chợ. Tên thanh niên kia thấy vương tử quân không thèm quan tâm đến mình, hắn càng tỏ ra không chút kiêng nể gì, nhanh chóng tiến lên tát vương tử quân rồi mở miệng mắng. Con bà mày, không nghe thấy ông mày nói gì sao? Vương tử quân căn bản không khách khí với bàn tay đang đánh về phía mình, hắn vươn tay giữ lấy bàn tay của đối phương rồi lạnh lùng nói. Anh muốn làm gì? Audio điện tử võ tấn bền. Phương tử quân tuy yếu hơn mạc tiểu bắc một chút thế nhưng lực lượng vẫn lớn hơn tên thanh niên này. Hắn vừa ra tay thì tên thanh niên kia đã đau đến mức trợn mắt há mồm, gương mặt cực kỳ khó coi. Tuy đau nhưng hắn không dám lên tiếng, chỉ có thể phân phó anh em ở bên cạnh. Con bà nó, chúng mày nhanh lên, đánh nó cho tao. Đám côn đồ đi theo vừa nghe đại ca nói ra tay thì máu nóng bùng lên. Nhanh chóng sách ống Tuyết sắp lao về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tuyệt đối không ngờ gặp phải tình huống như thế này, hắn vừa định ra tay thì Mạc Tiểu Bác đã chạy đến. Nàng đặt con trai xuống rồi nhanh chóng tiến lên đón chào đám côn đồ. Chuyện kế tiếp căn bản là không có vấn đề, chỉ sau vài phút đám côn đồ đã bị Mạc Tiểu Bác đánh cho kêu cha gọi mẹ. Triệu Đạt Tinh đứng nhìn cách đó không xa, hắn không ngờ người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng kia lại có công phu mạnh mẽ như vậy. Chỉ sau vài phút đã đánh ngã một đám lâu la của mình. Điều này, đại ca, anh xem." Triệu Đạt Tinh nhìn tên đại ca đứng bên cạnh rồi dùng giọng không yên nói. "Ha ha ha, người phụ nữ như vậy mới có hương vị, không ngờ ở nơi thâm sơn cùng cốc thế này lại có thể tìm được chim quý, cậu làm rất tốt." Người nọ nói rồi lấy điện thoại ra bấm vài số, sau đó đặt điện thoại xuống triệu đạt tinh không ngờ mình chẳng những không bị mắng mà còn nhận được lời tán dương của lãnh đạo thế nên hắn nhanh chóng dùng giọng kính sợ nịnh hót đại ca căn bản là đám thuộc hạ không thể theo kịp trình độ thưởng thức của ngài vương tử quân nhìn đám người ngã xuống đất hắn nhíu mày rồi nói với mạc tiểu bắc đi thôi chuyện này để xử lý sau mạc tiểu bắc khẽ gật đầu nàng ôm tiểu bảo nhi đi lên xe nhưng xe của bọn họ còn chưa kịp chạy ra khỏi bãi đậu xe Ba chiếc xe cảnh sát chạy đến. Một tên cảnh sát bước xuống từ chiếc xe đầu tiên, hắn vừa xuống xe thì cho ra một hiệu lệnh yêu cầu dừng xe. Vương Tử Quân nhìn thấy cảnh sát đến nhanh như vậy thì vẻ mặt càng không tốt đẹp gì. Tuy nhiều chuyện hắn căn bản là không biết, thế nhưng dựa vào kinh nghiệm thì hắn biết đám người này đến tìm mình vào lúc này để làm gì. Sau khi xe chậm rãi dừng lại thì Vương Tử Quân mở cửa xuống xe, viên cảnh sát nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi lạnh giọng nói: vừa rồi anh đã thương những người kia sao? Vương tử quân nhìn thoáng qua viên cảnh sát, sau đó hắn thản nhiên nói. Trước khi nói chuyện anh phải cho tôi xem giấy chứng nhận thân phận. Hừ, hiểu pháp luật sao? Sợ tôi đây làm giả sao? Được, cho anh nhìn cũng không sao. Tên cảnh sát nói rồi lấy một tờ giấy chứng nhận qua qua trước mặt vương tử quân, sau đó nói ngay. Anh khả nghi đánh nhau gây rối, mau theo tôi một chuyến tôi còn chưa thấy rõ giấy chứng nhận thân phận của anh để cho tôi xem lại một chút vương tử quân thật sự nổi giận hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tên cảnh sát trước mặt sau đó nói tiếp nhưng lúc này tên cảnh sát căn bản không quan tâm đến vương tử quân hắn vung tay với những người đi theo phía sau đưa hắn ta lên xe đám người đi theo phía sau nhận được lệnh của chỉ huy thì nhanh chóng tiến lên vương tử quân càng căm tức hắn dùng giọng lạnh lùng nói các anh phá án như vậy sao đánh nhau cũng không phải chỉ là một mình tôi sao không đưa bọn họ theo anh xem bọn họ bên kia đang cầm cái gì vậy vương tử quân chỉ vào đám côn đồ đang nằm rên rỉ trên mặt đất lúc này đám người kia còn cầm gậy gỗ và tuyếp sắt chỉ cần nhìn qua là biết ngay đó là hạng người gì nhưng tên cảnh sát làm như không thấy được gì hắn cười hì hì nói tôi không thấy gì cả chỉ biết anh đánh người thế nên mang đi cho tôi vương tử quân nhìn tên cảnh sát kia rồi lạnh lùng nói tốt tôi đi với anh một chuyến vương tử quân nói rồi lấy điện thoại gọi cho đoạn văn đống tên cảnh sát kia thấy vương tử quân gọi điện thoại thì nhanh chóng tiến lên cướp lấy điện thoại của vương tử quân đám cảnh sát đi theo cũng nhanh chóng xông về phía vương tử quân mạc tiểu bắc ôm tiểu bảo nhi xuống xe nàng buông tiểu bảo nhi ra rồi đi về phía đám cảnh sát vương tử quân lui một bước Hắn dùng giọng nhàn nhạt nói với Mạc Tiểu Bắc, "Không nên ra tay, chúng ta lên xe." Vương Tử Quân nói rồi kéo Tiểu Bảo Nhi lên xe, Mạc Tiểu Bắc cũng đi theo lên xe. Vương Tử Quân khóa cửa xe lại rồi gọi điện thoại cho Đoạn Văn Đống. Đoạn Văn Đống vốn cho rằng Vương Tử Quân có chuyện gì muốn nói, hắn tươi cười vui vẻ nhưng chợt nghe Vương Tử Quân nói, "Tôi đang ở bãi đậu xe núi Tiểu Phong Sơn, anh đến ngay đi." Vương Tử Quân gọi điện thoại quá ngắn làm cho đoạn văn đống căn bản không kịp phản ứng, sau đó nhanh chóng cúp máy, điều này làm cho đoạn văn đống cảm thấy có gì đó rất xấu. Núi Tiểu Phong Sơn làm sao vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Hôm nay vốn là ngày nghỉ, nhưng sau khi Vương Tử Quân gọi điện thoại thì đoạn văn đống nhanh chóng mặt chế phục chạy đi, sau đó vừa đi vừa gọi cho đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Đông Hồng. Đám cảnh sát kia không ngờ Vương Tử Quân trốn trong xe không chịu đi ra, sau khi vỗ vỗ vào cửa xe không thấy vương tử quân đi ra thế là một tên nổi giận đập mạnh hai cái lên cửa kính mẹ con sợ tiểu bảo nhi tuy còn nhỏ và cực kỳ lanh trí thế nhưng nó sinh trưởng trong một gia đình tốt nào đã thấy qua cảnh tượng này lúc này nó không khỏi nhào vào lòng mẹ sợ hãi ôm lấy mẹ nói mạc tiểu bắc tuy là người có tính tình lạnh lùng thế nhưng lại cực kỳ quan tâm đến con trai của mình nàng nhìn con trai rồi lại nhìn vương tử quân sau đó chợt nói. Em có giấy chứng nhận sử dụng súng, nếu không thì trước tiên đuổi đám người này đi cái đã. Vương tử quân vốn đang nổi giận đùng đùng nhưng nghe lời của Mạc Tiểu Bắc thì chợt sợ ngây cả người. Hắn biết rõ ý nghĩ của vợ mình, nếu như tiếp tục kéo dài thì nàng chỉ sợ là không nhịn được. Không cần, đoạn văn đống sẽ đến ngay. Vương tử quân vỗ vỗ lên vai Mạc Tiểu Bắc rồi khẽ an ủi. Khi Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc đang trò chuyện với nhau thì Triệu Đạt Tinh và tên đại ca đã đi đến trước xe của Vương Tử Quân. Lúc này tên cảnh sát mặc đồng phục đang lớn tiếng yêu cầu Vương Tử Quân ra khỏi xe, khi nhìn thấy Triệu Đạt Tinh và tên đại ca kia đi đến thì nhanh chóng nở nụ cười sáng lạn nói. Chào giám đốc Triệu. À, đồn trưởng Hào, hôm nay vất vả cho anh rồi. Tên đại ca kia nói rồi chỉ về phía chiếc xe của Vương Tử Quân. Người này thiếu nợ tôi một triệu, còn đánh người của tôi, hy vọng Đồn trưởng Hào có thể mở rộng chính nghĩa. Đồn trưởng Hào biết người này là ai, tuy hắn cảm thấy khinh bỉ lý do của đối phương thế nhưng lại nở nụ cười sáng lạn nói: "Ông chủ tại cứ yên tâm, chuyện của ngài là chuyện của tôi, thiếu nợ thì phải trả, đây căn bản là chuyện quá rõ ràng, lát nữa tôi sẽ đưa hắn ra trả tiền lại cho ngài." "Ha ha ha, như vậy thì cảm ơn cậu. Đúng rồi, cậu Hào, bọn họ trốn trong xe cũng không tốt." tôi thấy nên đưa bọn họ ra khỏi xe sau đó đưa xe đi sửa xưởng sửa chữa của tôi cũng cách đây không quá xa khi ông chủ tại đang nói chuyện thì điện thoại chợt vang lên ông chủ tại lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua sau đó nụ cười trên mặt tăng thêm vài phần hắn cười ha hả nói với đầu dây bên kia cậu đấy à mọi người đều đến rồi sao ha 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 tôi lần này chuẩn bị không ít mỹ nữ anh em ta sẽ chơi đùa vui vẻ một chút tôi còn có chút việc ở bên ngoài, lát nữa sẽ quay lại. Tối nay tụ hội căn bản sẽ cực kỳ kích thích, tất nhiên sẽ cực kỳ tuyệt vời. Đồn trưởng Hào nghe thấy ông chủ tại nói như vậy thì nuốt nước miếng, hắn biết rõ ông chủ tại nói tụ hội là có ý gì. Hắn biết chắc cấp bậc của buổi tiệc như vậy căn bản không phải là mình, dù là lãnh đạo trực tiếp của mình cũng không có phần. 10 phút sau một chiếc xe 12 chỗ mở còi ưu tiên của Cục Công an thành phố chạy đến, những chiếc xe khác đều dạt sang hai bên. Lúc này ở bãi đậu xe, đám côn đồ đang đau đớn rên rỉ lại nhanh chóng đi về phía xe của Vương Tử Quân. Con bà nó, mau đi ra, nếu không ông cho chúng mày biết tay. Chương 1194, vị trí quyết định. Đi đến bãi đậu xe, nhanh chóng sửa trị đám người không biết trời cao đất rộng. Đặc biệt là con đàn bà kia, ôi, con kia ra tay quá nặng, đau chết thằng nhỏ của tao. Hừ, mày đúng là không có tương lai mày còn gào khóc cái gì nữa, thế nhưng nếu ra tay với con kia thì căn bản là không nỡ. Đủ loại ngôn ngữ ổ uế vang lên trong bãi đậu xe, đám côn đồ kéo cả về chiếc xe của Vương Tử Quân. Chẳng qua lúc này xe đã khoa cửa, căn bản gào thét ở bên ngoài cũng không có tác dụng. Để cho em xuống. Tuy chiếc xe Nissan Bluebird này không đáng tiền nhưng là thứ mà Mạc Tiểu Bắc sử dụng nửa năm qua, nàng vẫn có cảm tình với nó, thế nên nàng đã căn bản không nhịn được. May mà cửa kính cách âm khá tốt, nếu không mặc tiểu bắc đã sớm đi xuống. Đám côn đồ mắng chửi như vậy không cần nghĩ cũng biết đang có ý gì. Lúc này Vương Tử Quân đã bình tĩnh trở lại. Hôm nay khó có được thời gian đưa vợ con đi chơi, hắn cũng không muốn phát sinh những thứ không hay. Hắn nhìn bộ dạng đầy cam tức của Mạc Tiểu Bắc, thế là giữ lấy nàng rồi nói: Chấp nhất bọn họ làm gì? Âm, một âm thanh khá lớn vang lên. Đồn trưởng Hào đi đến bên cạnh cửa sổ xe hắn dùng sức gõ vào cửa sổ thủy tinh vương tử quân nhìn nụ cười trên mặt đồn trưởng hào hắn khẽ hạ cửa sổ xe xuống gần một nửa lúc này đồn trưởng hào cười hì hì nói với vương tử quân tiểu tử rượu mời không muốn lại thích rượu phạt bây giờ biết sợ chưa anh nói cho mà biết đã muộn lắm rồi phải không vương tử quân cười nhạt một tiếng hắn đang định lên tiếng thì âm thanh của đám côn đồ bên kia truyền vào tai hắn chợt nổi giận thế là đẩy mạnh cửa sổ xe ra vừa rồi vương tử quân luôn yêu cầu mạc tiểu bắc tỉnh táo thế nhưng lúc này lại căn bản không giữ được bình tĩnh thế nhưng hành động này của hắn lại làm cho đồn trưởng hào gặp xui xẻo vương tử quân dùng sức đẩy cửa xe cửa xe đập mạnh lên người đồn trưởng hào đồn trưởng hào không kịp chuẩn bị nên bị đánh ngã văng xuống đất đám côn đồ thấy tình huống như vậy thì không khỏi trợn mắt há mồm chúng mày làm gì vậy không thấy nó đánh lén cảnh sát sao đồn trưởng hào đứng lên rồi dùng giọng hồn hển nói. Lúc này đám cảnh sát bên kia mới kịp phản ứng, mặc dù bọn họ căn bản không quá trung thành và tận tâm với đồn trưởng hào, thế nhưng bọn họ là thuộc hạ, thấy lãnh đạo bị đánh thì nhanh chóng lao lên, có người vung rùi cui điện. Vương tử quân nhìn đám cảnh sát xông lên thì trong lòng có hơi lạnh lẽo, trình độ của hắn khó thể nào đánh được nhiều người. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua mạc tiểu bắc trong xe, xem như chuẩn bị cầu viện các anh làm gì vậy? Còn không chờ vương tử quân lên tiếng thì một tiếng hét lớn hơn vang lên, một đám cảnh sát lao lên chặn lại. Chúng mày! Đồn trưởng hào định lên tiếng mắng chửi, thế nhưng âm thanh vừa mới chuẩn bị ra khỏi miệng thì đã được hắn nuốt vào bụng, vì hắn đã thấy được người đi đầu phía bên kia là ai. Hắn thấy người đến là cục trưởng đoạn văn đống, thế là trầm ngâm dây lát rồi lớn tiếng nói. Báo cáo cục trưởng đoạn, đồn công an tiểu phong sơn đang vây bắt phần tử đánh cảnh sát phó đồn trưởng hào thành nham mời ngài cho ra chỉ thị đoạn văn đống nhìn hào thành nham cung kính đi đến đứng bên cạnh với bộ dạng chờ xin chỉ thị hắn không khỏi sinh ra xúc động muốn đánh đối phương một trận nên thân hắn liếc mắt nhìn hào thành nham sau đó đi đến trước mặt vương tử quân bí thư vương tôi đã đến chậm tuy đoạn văn đống không biết chuyện gì xảy ra thế nhưng lúc bảy bí thư vương bị đám thuộc hạ của mình vây quanh điều này không khỏi làm cho hắn đổ mồ hôi hột vương tử quân nhìn gương mặt áy náy của đoạn văn đống hắn thản nhiên nói đây là lính của anh sao đoạn văn đống đối mặt với gương mặt lạnh lùng của vương tử quân thì càng thêm kinh hãi hắn nhìn thoáng qua hào thành nham lúc này đang cực kỳ luống cuống sau đó ánh mắt rơi lên người đám côn đồ ăn mặc không giống người thường ở sau lưng hào thành nham đoạn văn đống nhìn đám người kia và căn bản hiểu chuyện gì đang diễn ra Hắn làm cảnh sát nhiều năm, hắn biết mèo chuột cùng một ổ, điều này làm cho hắn cảm thấy xấu hổ vì chính mình dung thứ cho đồng sự. Bây giờ vấn đề biểu hiện rõ trước mặt Vương Tử Quân, điều này làm hắn cực kỳ khó chịu. "Bí thư Vương, tôi nhất định sẽ xử lý tốt vụ này." Đoạn Văn đống khép hai chân lại dùng giọng đảm bảo nói với Vương Tử Quân. Triệu Đạt Tinh đang đứng sau lưng đám côn đồ, lúc này hắn đã đổ đầy mồ hôi hắn thầm nghĩ chỉ là một tên đàn ông trẻ tuổi chạy một chiếc xe không ra gì, không ngờ lại có quan hệ với Cục trưởng Cục Công an thành phố. Triệu Đạt Tinh luôn ở trong giới giải trí, thế cho nên không hiểu rõ ràng quan trường, cũng không biết người được gọi là Bí Thư Vương có địa vị thế nào. Nhưng nhìn bộ dạng cung kính của đoạn văn đống, biết rõ lần này mình đã phải cửa sắt. Lần này chỉ sợ rất phiền toái, Triệu Đạt Tinh thầm nghĩ như vậy, thế là hắn nhìn về phía ông chủ tại hắn nghĩ rằng tại đại ca là người thần thông quảng đại, thế nên tâm tư thả lỏng hơn một chút, hắn cảm thấy ông chủ của mình có thể giải quyết được chuyện này. Ông chủ, điều này. Triệu Đạt Tinh còn chưa kịp nói xong thì ông chủ tại đã phất tay đi ra ngoài, điều này làm cho Triệu Đạt Tinh căn bản là không phản ứng kịp. Lúc này đoạn văn đống thấy nhóm ông chủ tại đang bỏ đi, thế là vung tay với đại đội trưởng đội đặc công. Đưa bọn họ quay về. Đại đội trưởng đội đặc công cũng biết có chuyện gì xảy ra, hắn nhanh chóng nghe theo lời phân phó của đoạn văn đống lập tức vung tay lên với vài đội viên ở bên cạnh những người này nhanh chóng đi về phía hai người triệu đạt tinh cục trưởng đoạn không cần phải như vậy chứ khi thấy vài tên cảnh sát tiến lên chặn đường thì ông chủ tại nhanh chóng chấn định lại hắn quay đầu nhìn đoạn văn đống trên mặt nở nụ cười đoạn văn đống cũng không ngờ gặp được ông chủ tại ở đây đầu hắn lóe lên vài ý nghĩ sau đó hắn trầm giọng nói ông chủ tại Mong ngài theo chúng tôi đi về điều tra một chút." Đoạn Văn Đống nói rồi vung tay lên với bốn phía, "Mang mọi người về điều tra." Vương Tử Quân không nói gì nữa, hắn ngồi lên xe của mình, sau đó lái xe bỏ đi. Lúc này Đoạn Văn Đống đã đến tiếp nhận sự việc, còn xử lý thế nào thì hắn không quan tâm. Sau khi xe đi đến cục công an thành phố Đông Hồng, Vương Tử Quân nói những gì đã xảy ra cho Đoạn Văn Đống, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Đoạn Văn Đống rồi nói, Văn Đống, anh là cục trưởng cục công an thành phố, tình hình trật tự trị an của thành phố Đông Hồng lại ác liệt như vậy, tôi rất thất vọng. Nếu như không đảm bảo được ngay cả vấn đề an toàn cho nhân dân, tôi đề nghị anh nên đổi người. Vẻ mặt đoạn Văn Đống trợt trắng bệch, hắn biết rõ nếu Bí Thư Vương không ủng hộ mình, như vậy chức vụ cục trưởng cục công an thành phố của mình căn bản không giữ được bao lâu. Hắn nhìn gương mặt lạnh lùng của Vương Tử Quân, thế là trầm giọng nói. Mong Bí Thư Vương yên tâm, tôi đảm bảo khắc sâu bài học lần này, sẽ cố gắng đẩy mạnh công tác quan tâm trật tự trị an, một tháng có đổi mới, hai tháng có khác biệt. Vương Tử Quân không nói thêm điều gì mà nhanh chóng rời khỏi Cục Công an thành phố Đông Hồng. Tuy sự việc làm cho hắn mất hứng, thế nhưng với thân phận của hắn thì không nên tham dự vào vụ này. Hắn tin tưởng với năng lực của đoạn văn đống thì hoàn toàn có thể xử lý rứt điểm vấn đề này. Tuy nửa ngày đi chơi bị cắt ngang nhưng Tiểu Bảo Nhi vẫn rất vui. Nó cầm vài món đồ chơi mua được trong khu du lịch chạy qua chạy lại, tràn đầy vui vẻ. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng vui vẻ của con trai thì tâm tình cũng tốt dần lên. Hắn vứt bỏ tất cả ưu phiền của công tác, sau đó cùng con chơi đùa. Thời gian vui vẻ luôn qua nhanh, trời đã trở nên tối đen như mực. Khi Vương Tử Quân ngồi vào nhà ăn chuẩn bị dùng bữa tối mà Mạc Tiểu Bắc chuẩn bị sẵn, tiếng gõ cửa chợt vang lên. Vương Tử Quân đi ra ngoài nhìn thấy Đoạn Văn Đống đứng bên ngoài. Hắn có chút mất hứng, thầm nghĩ một sự việc như vậy anh để ngày mai báo cáo không hay hơn sao, bây giờ đến làm tôi mất cả hứng thú. Nhưng Vương Tử Quân vẫn mở cửa ra, Đoạn Văn Đống mặc đồng phục cảnh sát đi vào. Sau khi Đoạn Văn Đống đi vào nhà của Vương Tử Quân, thấy mọi người đang chuẩn bị dùng cơm thì có chút lúng túng. Bí thư Vương, tôi đến quá sớm, nếu không, chút nữa. Văn Đống, anh dùng cơm chưa? cùng ăn cho vui. Vương tử quân nhìn vẻ mặt của đoạn văn đống rồi khoát tay cười nói. Cảm ơn bí thư vương, tôi đã ăn rồi. Đoạn văn đống dù đói bụng kêu vang nhưng vẫn từ chối. Vương tử quân có thể thấy rõ đoạn văn đống không nói thật, tuy hắn muốn ép đối phương dùng cơm, thế nhưng nhìn bộ dạng của đối phương thì giống như ở lại ăn cơm cũng không hay, cũng giống như cha tấn, thế nên mới thôi. Anh theo tôi vào phòng làm việc vương tử quân nói rồi đi về phía phòng làm việc của mình đoạn văn đống cúi đầu đi theo vương tử quân vương tử quân vừa đi vừa nghĩ đến sự việc lần này lúc này đoạn văn đống đến với biểu hiện có hơi lạ trước kia đoạn văn đống không phải chưa từng đến nhà mình khi đó đối phương cũng không có chút gò bó cũng không quên chào hỏi mạc tiểu bắc và tiểu bảo nhi nhưng hôm nay sao đối phương lại bỏ quên chút lễ tiết nho nhỏ như vậy đây là làm sao có chuyện gì xảy ra Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, thế nhưng hắn đi vào phòng cực kỳ bình thản. Sau khi bình tĩnh ngồi xuống ghế sa lông thì hắn khẽ nói: "Cục trưởng Văn Đống, anh cũng ngồi đi." Đoạn Văn Đống ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân, hắn đang do dự xem nên mở miệng thế nào thì Vương Tử Quân đã nói: "Chỗ này của tôi có trà và cả cà phê, anh muốn uống gì?" "Bí thư Vương, không cần làm phiền, tôi đến để đoạn văn đống thấy vương tử quân chuẩn bị pha trà thì vội vàng đứng lên vậy thì uống trà đi vương tử quân khoát tay áo khẽ nói hôm nay tôi có hơi nóng vấn đề trật tự trị an của thành phố đông hồng cũng không phải là trách nhiệm của mình anh dù sao anh là cục trưởng cục công an thành phố cũng chưa lâu nhưng đến núi nào hát bài ca đó anh đã ngồi trên vị trí cục trưởng cục công an thành phố anh cần phải có hành động của mình cần phải làm xong công tác nếu anh làm cho nhân dân cảm thấy không an toàn, như vậy một cục trưởng cục công an như anh còn dùng được sao? Bí thư vương, hôm nay tôi để xảy ra chuyện này và cảm thấy cực kỳ hỗ thẹn. Tôi không làm tốt công tác của mình, Cục Công an thành phố đã tổ chức hội nghị khẩn cấp, chuẩn bị mở trong thời gian ngắn nhất duy trì hành động chỉnh đốn trật tự trị an trong thời gian một tháng, sẽ chỉ có tận gốc với những tình huống mà nhân dân phản ánh, đã kích vào phần từ tội phạm để nhân dân có hoàn cảnh sống thật sự tốt đẹp đoạn văn đống đứng lên khỏi ghế dùng giọng kiên quyết nói vương tử quân gật đầu tin tưởng nói tôi tin anh không làm cho tôi thất vọng đoạn văn đống nhìn nụ cười trên mặt vương tử quân thì yên tâm trở lại thế nhưng chuyện kia lại làm cho tâm tình của hắn trầm xuống hắn nhìn nụ cười trên mặt vương tử quân sau đó trầm ngâm dây lát rồi trầm giọng nói bí thư vương tôi lần này đến là có việc muốn báo cáo với anh đoạn văn đống nhìn gương mặt bình thản của vương tử quân hắn cắn răng quyết định nói ra. Thì ra sau khi vương tử quân đi thì hắn bắt đầu tiến hành lấy lời khai của đám người kia. Ông chủ tại kia là người quen, nói chuyện chủ yếu là pha trò, thực chất giống như không nói lời nào, còn cợt nhả với đám cảnh sát hỏi cung. Nhưng đám côn đồ kia thì lại khác, bọn họ nhanh chóng không chống đỡ được. Hơn nữa triệu đà tinh lại còn nói nhiều hơn. Đám người bọn họ gây dối chủ yếu là muốn mang người phụ nữ kia đi tham gia một buổi tụ hội nào đó muốn mang vợ của bí thư Vương đi, đám người này đúng là to gan lớn mật. Đoạn Văn Đống nghe thấy như vậy thì không khỏi đổ mồ hôi hột, hèn gì gương mặt bí thư Vương không quá tốt, thì ra có chuyện như vậy. Mặc kệ nhìn từ phương diện nào, hắn là người được Vương Tử Quân đề bạt lên vị trí hiện tại, hắn đều phải điều tra vụ này đến cùng. Cuối cùng Đoạn Văn Đống chú trọng vào lời khai của Triệu Đạt Tinh. Lúc bắt đầu thì Triệu Đạt Tinh còn nói này nói nọ, nhưng sau khi có đầy đủ chứng cứ thì phòng tuyến tâm lý cuối cùng của hắn cũng tan vỡ. Triệu Đạt Tinh khai báo một sự việc làm cho cảnh sát căn bản là không ngờ, đó là hắn sở dĩ muốn đưa Mặc Tiểu Bắc đi, chính là muốn nàng tham gia bữa tiệc. Bữa tiệc lần này được tổ chức ở bãi biển không xa thành phố Đông Hồng, người tổ chức sự kiện là ông chủ tại. Còn nội dung của bữa tiệc thì hắn không quá rõ ràng, thế nhưng những gì hắn nói ra cũng làm cho người ta phải kinh hoàng, vì nơi đó có gái có cả thuốc phiện. Cảnh sát tiến hành hỏi cung nhanh chóng báo cáo tin tức cho đoạn văn đống. Lúc này đoạn văn đống đã sớm điều tra đến cùng, thế là hắn không chút do dự mà điều động hơn trăm cảnh sát bao quanh khu vực diễn ra bữa tiệc. Tuy lúc bọn họ đi đến nơi thì căn bản chỉ mới là chập tối, thế nhưng mức độ điên cuồng của bữa tiệc không khỏi làm cho bọn họ trợn mắt há mồm. Vài chục con người trần chuồng trên bãi biển, bọn họ đang điên cuồng hút thuốc phiện và quan hệ tình dục tình cảnh này căn bản không có chút sức chống cự, thế nên tất cả bị cảnh sát đưa đi. Khi đoạn văn đống tự cho rằng mình đã đánh thắng một trận lớn thì phiền toái đi đến. Trong lúc xử lý thẩm tra đám người tham gia bữa tiệc, có vài ngôi sao danh tiếng, càng xuất hiện người mà hắn căn bản là không thể ngờ. Người làm cho đoạn văn đống cảm thấy không ngờ nhất chính là lục hỗ cương. chương 1195, không phải cá chết mà là lưới rách. Lục Hỗ Cương là ai? Là con trai của trưởng phòng tổ chức Lục Trạch Lương, là một thạc sĩ du học nước ngoài đang quay về nước thi thố tài năng. Nhưng Lục Hỗ Cương bị bắt trong bữa tiệc này, hơn nữa khi bắt được còn đang tạo ra một tình huống khó coi, khi bị bắt còn đang say thuốc, căn bản không biết mình bị cảnh sát bắt về. Khi Lục Hỗ Cương nói ra thân phận của mình, đám cảnh sát xử lý thẩm tra căn bản ý thức được sự việc đã quá lớn, bọn họ nhanh chóng báo cáo với đoạn văn đống, mà đoạn văn đống đang chuẩn bị đi về nhà cũng cực kỳ sướng sốt. Đoạn văn đống không ngờ con trai của Lục Trạch Lương cũng có mặt trong bữa tiệc kia. Hắn suy tư mãi, cuối cùng yêu cầu tất cả cảnh sát giữ bí mật, sau đó tìm đến báo cáo với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng thật sự không ngờ với tình huống này, hắn càng thêm tức giận. Tên khốn triệu đà tinh kia không ngờ lại muốn kéo mặc tiểu bắc đến nơi dơ bẩn như vậy, những chuyện này căn bản khó thể tha thứ còn lục hỗ cương có tham dự vào bên trong bắt lại thì có thế nào sao cục trưởng đoạn làm đơn vị chấp pháp thì cứ nghiêm khắc thực hiện theo đúng pháp luật dù là ai chỉ cần làm trái luật thì sẽ bị trừng phạt con trời phạm pháp tội như dân thường điều này anh còn chưa hiểu sao vương tử quân cầm một điếu thuốc lên trầm ngâm nói với đoạn văn đống thái độ của vương tử quân làm cho đoạn văn đống phải thở dài một hơi hắn chỉ sợ bí thư vương thả lục hỗ cương ra như vậy thì hành động lần này của cục công an thành phố đông hồng sẽ cực kỳ bị động người tham gia cần phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật những người tham dự bữa tiệc kia cần phải xử phạt trừng phạt theo đúng quy định tuyệt đối không vì một số người có quan hệ mà xuất hiện tình huống chấp pháp không nghiêm vương tử quân không chờ đoạn văn đống lên tiếng mà trầm giọng nói đoạn văn đống lại mở miệng bày tỏ thái độ sau đó rời khỏi nhà vương tử quân khi đóng cửa lại thì vương tử quân có chút cảm khái thầm nghĩ mình và Lục Trạch Lương có chút vấn đề, đang định đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa, không ngờ lại có liên quan đến con trai của Lục Trạch Lương. Tuy vương tử quân vô cùng cảm khái nhưng hắn không thèm quan tâm đến vụ này, vì dù sao thì sự việc của Lục Trạch Lương cũng sắp được giải quyết. Vương tử quân không quan tâm nhưng không có nghĩa là lục trạch lương không quan tâm. Dạng sáng hôm sau hắn nhận được tin tức con trai bị người của Cục Công an thành phố Đông Hồng đưa đi, sau khi biết được tin thì gương mặt hắn cực kỳ khó coi. Lục Trạch Lương luôn có kỳ vọng rất lớn vào con trai mình, hắn cảm thấy với năng lực của con thì sau này nhất định sẽ tạo ra bầu trời riêng cho mình. Nhưng hắn không ngờ một người con được kỳ vọng như vậy lại bị Cục Công an thành phố đưa đi vì tội sử dụng ma túy và quan hệ tình dục bừa bãi. Trưởng phòng Lục, Hỗ Cương cũng không tham gia bữa tiệc kia, cậu ấy chỉ đi theo góp vui với vài người bạn. Nhưng sau khi người ta xác định được thân phận của cậu ấy thì quyết định vu hãm bằng được. Người ở đầu dây bên kia biết rõ Lục Trạch Lương rất kỳ vọng vào con trai mình, hắn dùng hết khả năng để xúi dục Lục Trạch Lương phản kháng. Nếu như không có loại quan hệ không hay giữa mình và Vương Tử Quân, nếu như đoạn văn đống không phải là người của Vương Tử Quân, Lục Trạch Lương căn bản chỉ cần nói một lời là xong, tất cả được xử lý êm đẹp. Nhưng Vương Tử Quân làm như vậy vì Lục Hổ Cương là con trai của mình, thế nên mới ra tay, hay là vì mục đích khác, đang cố gắng đả kích thanh danh của mình lục trạch lương nghĩ đến sự việc con trai còn bị giam giữ trong cục công an thành phố đông hồng mà cảm thấy rất khó chịu hắn cầm lấy điện thoại bấm vài dãy số nhưng sau đó lại buông điện thoại xuống anh lục làm sao bây giờ tiểu cương chưa từng đến những nơi như vậy anh còn chưa mau nghĩ ra biện pháp gì sao vợ lục trạch lương đứng bên cạnh dùng giọng nóng lòng như lửa đốt để thúc giục lục trạch lương có tâm tình không tốt bây giờ hắn càng mất kiên nhẫn hắn nhìn bộ dạng vội vàng của vợ rồi hung hăng nói làm sao bây giờ tôi còn có thể làm sao được con của mình dậy bảo không tốt sao cô có thể cho nó đến những nơi như vậy tôi con trai chỉ nói đi chơi với vài người bạn tôi làm sao có thể giữ nó ở nhà được chứ vợ lục trạch lương có vài phần sợ hãi chồng thế nên sau khi nghe được lời gian dạy của chồng thì dùng giọng khúm núm nói được rồi cô đừng quản tôi xử lý là được lục trạch lương biết rõ nói gì với vợ cũng như không hắn nhanh chóng vung tay lên rất mất kiên nhẫn rồi dùng giọng lạnh lùng nói vợ đi ra ngoài với bộ dạng không yên lục trạch lương đốt một điếu thuốc rồi rơi vào trầm tư hắn đã gọi điện thoại và biết được chuyện gì xảy ra mặc dù hắn phẫn nộ với tình huống con trai mình đi đến những nơi hoang đường như vậy thế nhưng hắn lại căn bản là phẫn nộ vì thủ đoạn của vương tử quân căn bản là quá hèn hạ tôi bóp cổ anh sao anh không đối phó với tôi hãm hại con tôi làm gì nhưng lục trạch lương chỉ có thể phẫn nộ không không hắn khó không thể không tiếp nhận một sự thật là con trai mình còn đang bị giam giữ làm sao bây giờ làm sao với chuyện của con bây giờ gọi điện thoại cho chân hồng lỗi để điều tra rõ ràng sao chỉ sợ là không được chân hồng lỗi và đoạn văn đống có quan hệ thế nào thì cả thành phố đông hồng đều biết nếu cho chân hồng lỗi liên quan thì chỉ sợ không xử lý ổn mà còn bết bát hơn chẳng lẽ mình cúi đầu với vương tử quân sao lục trạch lương hít vào một hơi thuốc tay có hơi run rẩy lần này hai bên ra tay hắn cảm thấy mình có thể ung dung ngồi trên đài câu cá vương tử quân dù có ngàn thủ đoạn cũng không làm gì được mình nhưng không ngờ con trai lại bị liên lụy vào sự kiện không hay tuy không phải là gì quá nghiêm trọng thế nhưng lại ảnh hưởng đến thanh danh của con trai nếu như hắn cúi đầu với vương tử quân như vậy không chỉ là mình thanh danh của con mình cũng bị ảnh hưởng nếu không thể cúi đầu thì dùng biện pháp nào khác đây? Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, hắn cắn răng thầm nghĩ. Vương Tử Quân, anh đã dùng thủ đoạn như vậy, vậy đừng trách lục trạch lương này. Tôi muốn cho anh biết rõ, lục trạch lương này không dễ ăn hiếp như vậy đâu. Lục trạch lương rúi điếu thuốc xuống gạt tàn, sau đó hắn đứng lên đi vài bước xung quanh bàn, một phương án tốt đã được ra lò. Chử vận phong cầm thùng ô doa chậm rãi tưới cho vài cây hoa ở bên cửa sổ. Nói thật thì chử vận phong cũng không phải là người đặc biệt yêu hoa, lão tưới nước chủ yếu là tận dụng thời gian này để bình tâm tĩnh khí suy xét vài vấn đề. Không biết từ lúc nào thì chử vận phong đã dưỡng thành thói quen tưới hoa lúc sáng sớm, từ khi bắt đầu vì không có người biết, nhưng sau đó thì phần lớn người trong văn phòng đều biết được, sau đó mới bừng tỉnh. Vì chú ý đến sở thích của chử vận phong, thế cho nên thư ký lặng lẽ học tập tri thức trồng hoa, muốn biến phòng làm việc của chủ tịch trừ vận phong thành một vườn cây hoa ưa nước. Tất nhiên những cây hoa ưa nước như vậy là thích hợp, vì nó phù hợp với sở thích tưới nước mỗi buổi sáng của chủ tịch trừ vận phong. Tối qua trừ vận phong trần trọc mà căn bản không thể ngủ ngon. Lúc này kinh tế toàn cầu đang biến đổi, tỉnh Nam Giang cũng gặp nhiều khiêu chiến. Lão là chủ tịch tỉnh Nam Giang, lão cần phải cho ra nhiều biện pháp ứng phó với thời điểm này. Chữ Vận Phong cũng không phải là một người sợ khiêu chiến, khác biệt là khi còn trẻ gặp phải khiêu chiến thì cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Tất nhiên bây giờ sức mạnh dám nghĩ dám làm như trước vẫn còn, thế nhưng nếu so với dĩ vãng thì căn bản là đã trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Dù sao thì năm xưa cũng là tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, bây giờ Chữ Vận Phong không còn trạng thái sôi máu như năm xưa, trách nhiệm nặng nề trên người luôn làm cho lão phải suy xét thật kỹ càng trước khi xử lý vấn đề. Lúc này lão và Diệp Thừa Dân còn đang ở vào giai đoạn ma sát kết hợp, nhưng nói tóm lại thì cục diện bây giờ của tỉnh Nam Giang vẫn làm cho lão cảm thấy thỏa mãn. chương 1196, sự anh tài phải chịu nhiều đau khổ, nay công tử khó ngoan hiền. Tối qua không biết vì sao Trừ Vận Phong lại nghĩ đến những ma sát giữa Vương Tử Quân và Lục Trạch Lương. Tuy lão cảm thấy tình huống này là một cây không làm lên non, hai người đều nên phê bình, thế nhưng vị trí của hai người kia làm cho lão cảm thấy mình ném chuột sợ vỡ bình, thế cho nên nếu phê bình cũng phải xem xét phương pháp phù hợp. Chữ vận phong không hài lòng với phương pháp của lục trạch lương, thế nhưng càng không hài lòng với tình huống so sánh cọng dâu với cây kim của vương tử quân. Hai điều này cũng căn bản không phải làm cho chữ vận phong không thoải mái nhất, chủ yếu là có người đứng sau lưng nói sau lưng vụ này chính là hắn và Diệp Thừa Dân. Chữ vận phong nghe nói như vậy mà thiếu chút nữa thì nổi nóng, thế nhưng cuối cùng thì lão vẫn áp chế cảm xúc của mình. Kinh nghiệm tham chính nhiều năm nói cho lão biết, càng là những chuyện thế này thì càng không nói quá rõ ràng, vì càng nói nhiều thì chính mình căn bản là càng thêm bị động. Nhưng chuyện này cũng không thể cứ mãi tiếp tục, nên tìm thời gian trò chuyện với Diệp Thừa Dân, phải xử lý xong xuôi chuyện này mới được. Chử vận phong hạ quyết tâm và chợt nghĩ đến trình viên lệ. Gần đây người phụ nữ này cho ra nhiều lời đề nghị ở phương diện vệ sinh phòng dịch, lão căn bản là muốn giúp đỡ trình viên lệ thực hiện thế nhưng người không đi chợ không biết củi gạo đắt đỏ thế nào tuy tỉnh nam giang tài chính dồi dào thế nhưng điều quan trọng là tiêu tiền đúng chỗ người ta cảm thấy trong tay lão có nhiều tiền để chi phối thế nhưng bản thân lão thì hiểu rõ nhiều khi chính mình cũng phải chặt đầu cá vá đầu tôm trình viên lệ đây là muốn làm gì vì sao lại muốn làm như vậy cốc 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 tiếng gõ cửa nặng nề vang lên Điều này làm cho trừ vận phong cảm thấy rất mất hứng, trong lòng có chút bất mãn với xà tiểu cường. Thầm nghĩ anh theo tôi thời gian dài như vậy, vì sao không nhớ thói quen của tôi? Tuy trừ vận phong mất hứng nhưng đối mặt với tiếng gõ cửa vẫn phải nói một câu mời vào. Khi cửa mở ra, xà tiểu cường chợt xuất hiện. Nhưng lúc này gương mặt của xà tiểu cường rõ ràng là cực kỳ khổ sở, hắn tiếp đón ánh mắt trách móc của trừ vận phong, lại dùng giọng uất ức nói. Chủ tịch trừ, trưởng phòng lục đến, nói là có chuyện cần báo cáo với ngài. Trưởng phòng lục, Chử vận phong có hơi sững sờ, cho thấy lục trạch lương với gương mặt tiểu tụy đang đứng phía bên kia. Khi thấy bộ dạng này của lục trạch lương thì Chử vận phong vốn đang định nổi giận nhưng tất cả cảm giác đã tan biến nhanh chóng. Trưởng phòng trạch lương, ngày hôm qua không nghỉ ngơi cho tốt sao. Mời anh ngồi. Chử vận phong cũng không tiến về phía bàn làm việc của mình mà ngồi xuống ghế salon nói chủ tịch chử tối qua tôi không ngủ được lục trạch lương thấy gương mặt tiều tụy vô lực của mình có tác dụng hắn dùng giọng nói mất hết sức lực nói chử vận phong có chút sướng sờ thầm nghĩ hôm qua hình như không có chuyện gì lớn vì sao đối phương lại không nghỉ ngơi không phải có chuyện gì đấy chứ tuy trong lòng có chút hoài nghi nhưng chử vận phong vẫn trầm giọng nói nghỉ ngơi mới tốt cho công tác có phải là mất ngủ không đến tuổi của chúng ta thì nên quan tâm đến sức khỏe hơn sa tiểu cường biết rõ lục trạch lương có chuyện muốn nói nếu không cũng chẳng ép mình gọi cửa chủ tịch trừ vào lúc này vì vậy hắn nhanh chóng pha trà rót ra hai ly sau đó tranh thủ rời khỏi phòng làm việc của chủ tịch trừ vận phong cửa đóng lại lục trạch lương căn bản không khống chế được cảm xúc của mình hắn chợt đứng lên nói chủ tịch trừ lẽ ra với vị trí của tôi thì không nên biến hóa tâm tình như thế này nhưng hôm nay tôi muốn phản ánh tình huống với ngài, có vài người căn bản là quá mức. Chữ Vận Phong nhìn bộ dạng thờ hồn hển của Lục Trạch Lương, lão không biết đối phương vì sao lại như vậy. Lão và Lục Trạch Lương có quan hệ từ rất lâu, mà Lục Trạch Lương này gần đây trưởng thành xảo quyệt, gặp chuyện đại sự thì cũng cực kỳ bình ổn. Trong ký ức của Chữ Vận Phong thì căn bản chưa từng thấy Lục Trạch Lương thất thố như lúc này. Lão nhìn gương mặt có chút kích động của Lục Trạch Lương, thế là khẽ an ủi trưởng phòng trạch lương, có gì từ từ nói. Chủ tịch trừ, tôi căn bản không bình tĩnh được. Tôi thừa nhận ở phương diện lập hồ sơ cán bộ có ném cho vương tử quân một đề tài khó khăn, muốn làm khó anh ta, thế nhưng đó chỉ là chút chuyện công tác, anh ấy cũng đã làm cho tôi có chút khó khăn. Lục trạch lương không những bình tĩnh mà ngược lại càng thêm kích động, hắn chừng mắt nhìn chử vận phong rồi nói tiếp. Tục ngữ có câu tội người nào người đó nhận, không nên áp đặt lên đầu vợ con. Lục Trạch Lương tôi dù đắc tội với Vương Tử Quân, nếu hắn có bản lĩnh thì xông về phía tôi, nhưng hắn ta lại không làm như vậy, căn bản là ra tay với con tôi, hơn nữa thủ đoạn lại quá âm hiểm, quá hèn hạ. Chữ Vận Phong có chút sướng sốt, lão không ngờ sự việc có liên quan đến con trai của Lục Trạch Lương. Lão biết con trai Lục Hố Cương của Lục Trạch Lương, trong mắt lão thì tiểu tử kia căn bản là không tồi. Người ta thường nói ngày xưa anh tài chịu nhiều đau khổ, ngày nay công tử khó có kẻ đàng hoàng, với hoàn cảnh gia đình của Lục Trạch Lương thì một người con như Lục Hỗ Cương căn bản là khó có được. Người này không những thông minh học giỏi, hơn nữa còn cực kỳ hiểu chuyện, bây giờ có bằng thạc sĩ, là niềm kiêu ngạo của Lục Trạch Lương. Bây giờ theo lời của Lục Trạch Lương thì Vương Tử Quân rõ ràng là ra tay với Lục Hỗ Cương, điều này làm cho Trử Vận Phong phải giật mình, đồng thời cũng cảm thấy phẫn nộ. Trử Vận Phong cảm thấy va chạm giữa Vương Tử Quân và Lục Trạch Lương căn bản là mình phải ra tay xử lý bình đẳng thế nhưng bây giờ vương tử quân lại chủ động ra tay với con trai của lục trạch lương nếu sự thật là như vậy thì căn bản không thể để cho vương tử quân tùy ý làm sằng làm bậy được anh bình tĩnh một chút anh nói xem có chuyện gì đang xảy ra làm sao anh biết vương tử quân ra tay với hỗ cương chử vận phong dù sao cũng là chử vận phong lão áp chế tâm tình của mình rồi trầm giọng nói lục trạch lương khoát tay áo giọng nói cao vút vài phần chủ tịch chử thật xin lỗi tôi thật sự căn bản không thể nào giữ tỉnh táo được ngày hôm qua tiểu cương đi gặp mặt vài người bạn có tổ chức một bữa tiệc thật không ngờ những người bạn kia căn bản là không ra gì làm ra những trò không hay thế nhưng tiểu cương của nhà tôi không tham dự vào bên trong chuyện này bây giờ được cục công an thành phố đông hồng xử lý vì nó là con của tôi nên vương tử quân chỉ thị coi hỗ cương là đối tượng giáo dục trọng điểm hắn ta nói con tôi không những làm loạn còn sử dụng ma túy ngài nói xem anh ta đang định làm gì vậy trưởng phòng lục anh có thể đảm bảo hỗ cương không tham dự sao chử vận phong hít vào một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói chủ tịch chử hiểu con không ai bằng cha tôi có thể đảm bảo con trai mình căn bản không bao giờ tham gia vào những trò dơ bẩn như vậy vương tử quân làm như thế rõ ràng muốn hạ thấp danh dự của tôi muốn mượn cơ hội trả thù lục trạch lương càng nói càng kích động hắn vỗ tay lên mặt bàn nói chủ tịch trừ tôi có thể xin lỗi vương tử quân về việc trễ nãi lập hồ sơ đề bạt nhân viên của ủy ban tư pháp tỉnh ủy thế nhưng tôi tuyệt đối không thể để cho hắn làm hủy hoại thanh danh của tôi được trừ vận phong cũng đứng lên lão đi qua đi lại trong phòng sau đó trầm giọng nói với lục trạch lương trưởng phòng trạch lương chuyện này anh cũng đừng nên gấp thật không phải là giả mà giả không phải là thật nếu như vương tử quân dám cả gan làm loạn như vậy cho dù có người che chở tôi cũng sẽ phản ánh lên trên, sẽ làm cho những kẻ đầu cơ chính trị như vậy rời khỏi tỉnh Nam Giang. Chữ Vận Phong nói những lời cực kỳ cứng nhắc, những lời này lọt vào tai Lục Trạch Lương giống như một lời an ủi. Xem ra Chủ tịch Chữ đã thật sự cho ra quyết định, dựa theo những gì Lục Trạch Lương hiểu về Chữ Vận Phong, lúc này Chủ tịch Chữ sẽ không đơn giản chỉ là tỏ thái độ, lãnh đạo đã dám nói thì cực kỳ dám làm. Chủ tịch Chữ, tôi nghe lời ngài. Lục Trạch Lương nói rồi cố gắng nặn ra nụ cười. "Chủ tịch, vừa rồi tôi có chút kích động." "Trạch Lương, điều này cũng không thể trách anh được, việc không liên quan đến mình thì không sao, có liên quan thì sẽ loạn. Hơn nữa sự việc còn liên quan trực tiếp đến con trai bảo bối của anh. Nếu đồng chí Vương Tử Quân đã không chú ý đến đại cục như vậy, anh chờ tôi một chút." Trử Vận Phong nói rồi bấm số điện thoại của Diệp thừa dân. "Bí thư Diệp, tôi là Trử Vận Phong." tôi có chuyện cần báo cáo với ngài, bây giờ ngài có rãnh không? Chữ Vận Phong gọi điện thoại cố gắng làm cho giọng điệu của mình trở nên bình thản và tôn kính, thế nhưng lời nói vẫn khá cứng rắn, căn bản là không có chút cảm tình nào. Diệp Thừa Dân ở bên kia cũng biết Chữ Vận Phong đang tức giận, lão không biết vì sao Chữ Vận Phong mất vui như vậy, thế nhưng cũng nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của Chữ Vận Phong. Chữ Vận Phong đặt điện thoại xuống rồi nói với Lục Trạch Lương. Trưởng phòng Trạch Lương, chúng ta cùng đi qua, nói rõ ràng sự việc với bí thư Diệp. Lục Trạch Lương khẽ gật đầu, hắn theo sát trừ vận phong đi đến phòng làm việc của bí thư Diệp thừa dân. Khi hai người bọn họ đi xuống lầu, đám nhân viên văn phòng ủy ban nhân dân nhìn thấy gương mặt âm trầm của Lục Trạch Lương và trừ vận phong, ai cũng câm như hến không dám nói lời nào. Khi hai người đi đến cửa phòng làm việc của bí thư Diệp thừa dân, lúc này khuất Trấn hưng đã chờ sẵn ở bên ngoài khi thấy hai người trừ vận phong đi đến thì khuất chấn hưng tiến lên bắt chuyện, sau đó giúp đỡ hai người mở cửa đi vào. Diệp thừa dân thấy trừ vận phong và lục trạch lương đi vào thì cũng có chút sững sờ, mặc dù lão đã làm tốt công tác chuẩn bị đón tiếp trừ vận phong, thế nhưng cũng không ngờ có cả lục trạch lương đi theo. Chủ tịch vận phong, có việc gì mà anh vội vàng đến tìm tôi như vậy? Mời anh ngồi. Diệp thừa dân nở nụ cười rời khỏi bàn làm việc đi đến nghênh đón chử vận phong vẫn giữ gương mặt cực kỳ âm trầm lão ngồi xuống ghế sa lông không chút khách khí sau đó trầm giọng nói với diệp thừa dân bí thư diệp bây giờ có một vài đồng chí làm việc quá đáng tôi cảm thấy cần phải ánh sự việc với ngài chử vận phong nói rồi quay sang nhìn lục trạch lương trưởng phòng trạch lương anh nói sự việc với bí thư diệp đi trước khi đến thì lục trạch lương đã suy xét kỹ càng về lời nói của mình Bây giờ trừ vận phong cho hắn mở miệng thế là không khách khí nói. Bí thư Diệp, tôi có chuyện muốn phản ánh với ngài. Diệp thừa dân nhìn gương mặt tiều tụy của Lục Trạch Lương, lão thầm nghĩ, thì ra nhân vật chính là Lục Trạch Lương. Người này là trưởng phòng tổ chức tỉnh Nam Giang, là người quyền cao chức trọng, ai làm cho đối phương khó chịu như vậy? Diệp thừa dân thầm suy đoán sự việc, thế nhưng biểu hiện vẫn là nở nụ cười nói. Đều là đồng chí của mình cả. Có gì thì anh cứ nói thẳng. Bí thư Diệp, trước tiên tôi xin phép tự làm kiểm điểm, trước đó vì nguyên nhân của tôi mà phòng tổ chức căn bản chậm trễ khi chuyển văn kiện đề bạt cho ủy ban tư pháp tỉnh ủy, tôi tình nguyện tiếp nhận xử lý của tổ chức về vấn đề này. Lục Trạch Lương đứng lên dùng giọng chân thành nói. Lại là chuyện của ủy ban tư pháp tỉnh ủy, không phải tất cả đã giải quyết rồi sao? Vương Tử Quân hai ngày nay không nhịn được lại làm khổ Lục Trạch Lương sao? Diệp thừa dân thầm nghĩ như vậy, thế nhưng lại cảm thấy đó là không thể nào. Nhưng lúc này lão cũng không cần tiếp tục suy xét thêm, cần thiết nhất là đối phó với hai người trừ vận phong. Lão nhìn gương mặt phẫn nộ của lục trạch lương, thế là trầm giọng nói. Chuyện này anh làm việc căn bản là không thỏa đáng, đều là đồng chí trong ban ngành, có gì không thể nói ra được mà cứ níu kéo lẫn nhau như vậy. Nếu như là dĩ vãng thì Lục Trạch Lương sẽ có vài lời giải thích với lời phê bình này của Diệp Thừa Dân, Thế nhưng hôm nay hắn không có tâm tư như vậy, hắn dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. Bí thư diệp, ngài phê bình rất đúng, chuyện này tôi xử lý thiếu suy xét, căn bản tạo nên ảnh hưởng với công tác của mình. Những gì tôi nên chịu trách nhiệm thì nhất định sẽ gánh chịu, thế nhưng đồng chí vương tử quân căn bản là làm quá phận, hắn ta còn ra tay với con tôi. Lục trạch lương tức giận lặp lại những gì đã nói với chử vận phong trước đó sau khi nói xong thì hắn đi đến bên cạnh diệp thừa dân rồi trầm giọng nói lục trạch lương tôi đắc tội với vương tử quân đó là chuyện của tôi anh ta không thoải mái thì hoàn toàn có thể tìm ngài và chủ tịch trử để phản ánh thế nhưng phương pháp vô hãm con trai tôi thì căn bản không phải làm cho người ta cười chê sao diệp thừa dân khẽ nhíu mày lão nhìn bộ dạng thất thố của lục trạch lương sau đó trầm giọng nói trưởng phòng lục anh có chứng cứ chứng minh bí thư vương tiến hành vu hãm con trai của mình không? Nếu như không có, mong anh nói chuyện có lý trí một chút. Bí thư Diệp, có vài người tự cho rằng làm việc rất kín kẽ, thế nhưng trên đời này làm gì có chuyện nào mười phần vẹn mười. Nếu như ngài cảm thấy tôi vu hãm anh ta, tôi tình nguyện đối chất với anh ấy. Lục Trạch Lương căn bản không hài lòng với thái độ của Diệp Thừa Dân, hắn cảm thấy Diệp Thừa Dân rõ ràng là có thiên hướng về phía Vương Tử Quân, Thế nhưng dù là thế nào thì hắn cũng không thể để cho đối phương thực hiện được ý đồ này. Diệp thừa dân có chút do dự, Trử Vận Phong cũng đã trầm giọng nói: "Bí thư Diệp, tôi cảm thấy chuyện này nên nói cho rõ ràng mới được." Chương 1197, lấy lui làm tiến, sắc bén như dao. Nếu thật sự đối chất thì căn bản không cần phải giữ thể diện, Diệp thừa dân nhìn vẻ mặt âm trầm của Trử Vận Phong, trong lòng có chút không thoải mái. Lời nói của một vị lãnh đạo đứng đầu ban ngành có độ nặng hay không phải xem vào trình độ khống chế toàn ban ngành, lãnh đạo thứ hai có tác dụng gì? Căn cứ và phục tùng toàn cục, cá nhân phục tùng tập thể, phải trăm phương ngàn kế thực hiện chỉ thị của lãnh đạo mới đúng, anh bây giờ nói như vậy với tôi là có thái độ gì? Nhưng Diệp thừa dân có không thoải mái thì cũng không thể phát tiết, vì có hai người đang ngồi trong phòng của mình, lão cũng không thể nào có lý do kéo dài được. Diệp thừa dân thật sự hy vọng vương tử quân không vấp phải sai lầm, lão thầm mong như vậy, thế là nhấc điện thoại gọi cho khuất chấn hưng. Cậu thông báo cho đồng chí vương tử quân đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Phòng làm việc của Diệp thừa dân chợt trở, trở nên cực kỳ trầm mặc, dù là Diệp thừa dân hay trừ vận phong cũng không nói gì. Lục trạch lương thì dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hai vị lãnh đạo, căn bản không có ý lên tiếng. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, siêu trung tắc đi vào hắn dùng ánh mắt giống như bất ngờ để nhìn lục trạch lương và trừ vận phong sau đó chợt cười ha hả nói bí thư chủ tịch tôi đến căn bản là không khéo ha 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 bí thư diêu anh đến rất đúng lúc anh không đến tôi cũng định cho trấn hưng đi gọi anh diệp thừa dân nhìn nụ cười trên mặt của diêu trung tắc lão nào không rõ đối phương đến căn bản không phải là ngoài ý muốn nhưng lúc này lão căn bản không thể nói gì khác hơn nếu làm gì khác thì không bằng cho đối phương ở lại bí thư diệp có chuyện gì sao siêu trung tắc vẫn tỏ ra rất ngây thơ hắn khẽ hỏi diệp thừa dân diệp thừa dân cười cười cũng không nói nhảm với diêu trung tắc hắn nhìn thoáng qua lục trạch lương rồi nói trưởng phòng lục anh nói sự việc cho bí thư diêu đi lục trạch lương tin tưởng diêu trung tắc căn bản đã biết rõ điều này thế nhưng đối phương chỉ giả vờ mà thôi hắn cũng không biết làm gì hơn chỉ có thể dùng giọng cực kỳ căm phẫn để nói lại sự việc với Diêu Trung Tắc. Khi Lục Trạch Lương nói với Diêu Trung Tắc những gì đang diễn ra thì Diệp Thừa Dân căn bản là lo lắng thêm vài phần. Lúc này tình thế là như vậy, nếu như Vương Tử Quân thật sự động tay động chân vào vụ này, thế thì Vương Tử Quân căn bản không thể nào tiếp tục ở lại tỉnh Nam Giang được nữa. Tuy có nhiều người thủ đoạn không chút kém cỏi, thế nhưng nếu anh có động tay động chân làm loạn, căn bản sẽ không thể không tạo điều kiện cho người ta bắt được đuôi nhưng lúc này Vương Tử Quân là bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy đã có chút ma sát với trưởng phòng Lục Trạch Lương ở phương diện điều động cán bộ, bây giờ con trai của Lục Trạch Lương bị bắt, nếu thật sự là như vậy thì Vương Tử Quân căn bản không còn thể diện gì nữa. Đồng chí Trạch Lương, tôi thật sự phê bình anh vì sự việc ở ủy ban tư pháp tỉnh ủy, sao anh lại vì chuyện nhỏ mà làm trễ nãi công tác của bọn họ? Siêu trung tắc quả nhiên giống như ý nghĩ của Diệp Thừa Dân, vừa mở miệng giã phê bình những hành vi mở ám của Lục Trạch Lương trong phòng tổ chức tỉnh ủy. Những lời phê bình này nói là phê bình thì căn bản không bằng nói là bảo vệ Lục Trạch Lương, chỉ cần bị phê bình thì người ta sẽ không bao giờ dám cầm sự việc này nói này nọ với Lục Trạch Lương được nữa. Theo tôi thấy thì sự kiện liên quan đến hỗ cương có phải là hiểu lầm hay không? Lẽ ra Bí Thư Vương sẽ không làm ra sự việc này, dù sao thì Bí Thư Vương cũng ngồi trên vị trí Bí Thư ủy Ban Tư Pháp tỉnh ủy sao có thể làm ra những chuyện hèn hạ như vậy được sau khi lục trạch lương thành thật nhận sai lầm thì diêu trung tắc chợt thay đổi chủ đề nói ra những lời giống như giải thích cho vương tử quân nhưng lời giải thích của diêu trung tắc đã định nghĩa sự việc này là hèn hạ nếu như vương tử quân có dính vào căn bản không thoát khỏi hai chữ hèn hạ một người lãnh đạo đơn vị bị gán hai chữ hèn hạ như vậy sao có thể đảm bảo vị trí ở tỉnh nam giang khi Diệp Thừa Dân càng thêm lo lắng cho Vương Tử Quân, lúc này Khuất Trấn Hưng chợt gõ cửa phòng, đi theo phía sau Khuất Trấn Hưng chính là Vương Tử Quân với nụ cười vui vẻ. Vương Tử Quân nhìn đám người ngồi trong phòng, sau đó cười nói. Bí thư Diệp, các vị lãnh đạo triệu kiến tôi, không phải có chuyện nhân sự gì cần sắp xếp đấy chứ. Diệp Thừa Dân nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, thế là trong lòng không khỏi có vài phần tin tưởng đồng thời lão cảm thấy vương tử quân còn trẻ nhưng công phu biểu hiện trên gương mặt căn bản là quá sâu nhóm người mình ngồi đây nào có bộ dạng như nghiên cứu nhân sự đối phương còn có tâm tư mở lời chiêu chọc như vậy bí thư vương tôi có chuyện cần anh chứng thực không chờ diệp thừa dân mở miệng thì Trử vận phong đã trầm giọng nói tôi hỏi anh có phải cục công an thành phố đông hồng đã bắt lục hỗ cương ở trong một bữa tiệc thác loạn hay không Vương Tử Quân căn bản không thèm quan tâm đến ánh mắt đầy áp lực của Trử Vận Phong, hắn ngồi xuống không xa với Trử Vận Phong rồi mới trầm giọng nói. Ngày hôm qua cục công an thành phố Đông Hồng căn bản bắt được một đội ngũ tụ tập trích hút ma túy và quan hệ tình dục bừa bãi, nhưng bên trong có mặt Lục Hỗ Cương hay không, tôi căn bản không biết được. Anh lại không biết? Vương Tử Quân, tôi làm việc đắc tội với anh, nhưng tôi là một người cha, tôi còn muốn nói cho anh biết, dù anh làm gì thì tôi cũng nhận thế nhưng anh cũng không nên chút giận lên con trai tôi. Lục Trạch Lương đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi tức giận hét lên. Trưởng phòng Trạch Lương, anh nói những lời như vậy là không đúng, tôi sao lại chút giận lên con trai anh. Nếu như con trai anh không xúc phạm đến pháp luật, vậy thì không có vấn đề, ngược lại thì không ai cứu được cả. Nếu như không có vấn đề gì, tôi có thể làm gì được cậu ấy sao? Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt kích động của Lục Trạch Lương, hắn trầm giọng nói. Anh dám nói không phải sao? Con của tôi chỉ đi chơi cùng bạn bè, căn bản không tham gia trò gì cả, cũng vì nó là con trai của Lục Trạch Lương tôi, thế cho nên anh mới đẩy hết những thứ bẩn thỉu lên người nó." Lưu Tinh nói rồi đi đến bên cạnh Vương Tử Quân. "Bí thư Vương, tôi thừa nhận căn bản không sảng khoái ở phương diện lập hồ sơ điều động cán bộ ủy ban tư pháp, hôm nay có mặt các vị lãnh đạo ở đây, tôi thật sự xin lỗi anh. Tôi thừa nhận tôi căn bản là không có thủ đoạn gì ra hồn." Không làm gì được ngài, nhưng nếu ngài mất hứng thì cứ đi về phía tôi, cũng đừng nên dội nước bẩn lên người con trai tôi. Chương 1198, anh tung chiến kỳ tôi hành quân lặng lẽ. Văn phòng nghe lời nghị luận của Đoạn Văn Đống thì thầm cảm thấy buồn cười, không ngờ lúc này đối phương còn nói ra những lời như vậy. Hắn nhìn bầu không khí xấu hổ trong phòng, thế là khẽ nói với Diệp thừa dân. "Bí thư Diệp, sự việc đã quá rõ ràng." tôi thấy lúc này nên để cho các đồng chí Cục Công an thành phố Đông Hồng xử lý theo đúng trình tự pháp luật. Ừ, Diệp Thừa Dân nhìn thoáng qua lục trạch lương sau đó trầm giọng nói với đoạn văn đống. Chuyện này phải xử lý theo đúng pháp luật, xử lý thật nghiêm khắc, căn bản phải xem đó là trị bệnh cứu người. Vâng, đoạn văn đống tất nhiên không dám hàm hồ với chỉ thị của đoạn văn đống, hắn biết rõ chỗ này không còn dư âm cho mình. Thế nên hắn cúi chào cung kính với Diệp Thừa Dân sau đó rời khỏi phòng. Vẻ mặt trừ vận phong chợt trở nên âm trầm, lão không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này. Chính mình căn bản là không biết phân biệt tốt xấu, định nổi giận với vương tử quân, không ngờ sự việc lại là như vậy. Trừ vận phong nhìn bộ dạng mất hết hồn vía của lục trạch lương mà cảm thấy đối phương căn bản là rất đáng thương. Lục trạch lương vốn rất hy vọng vào con trai của mình, thế nhưng kết quả lại là như vậy, cảm nhận như vậy làm cho một người làm bố như trừ vận phong cũng thấu hiểu. Tốt tốt tốt! điện thoại đổ chuông, Diệp Thừa Dân cầm lấy điện thoại rồi cười nói: chào Bộ trưởng Trần. Điện thoại của Diệp Thừa Dân căn bản là cực kỳ tốt, dù có nhiều người ở bên cạnh thế nhưng căn bản là không ai nghe được bên kia nói gì, chỉ nghe được lời nói của Diệp Thừa Dân. Thế nhưng đó cũng chỉ là những từ như tốt tốt và biết rồi mà thôi. nguồn truyện tunghonh.com sau khi Diệp Thừa Dân đặt điện thoại xuống chưa đến một phút thì chợt có người gõ cửa sau khi nói một câu tiến vào thì thư ký trưởng đào nhất hành đi vào bên trong. Hắn nhìn thoáng qua đám người trong phòng rồi cung kính nói với Bí Thư Diệp. Bí Thư Diệp, tôi vừa nhận được thông báo, trưa nay ủy viên ngô của ban tổ chức trung ương sẽ đi đến tỉnh Nam Giang chúng ta. Ủy viên ngô đến để làm gì? Siêu Trung Tắc là phó bí thư nắm công tác tổ chức, hắn trầm giọng hỏi Đào Nhất Hành. Đào Nhất Hành trầm ngâm dây lát, hắn không nói gì, chợt nghe thấy Diệp Thừa Dân trầm giọng nói tuyến trên chuẩn bị điều chỉnh một vài đồng chí trong ban ngành của chúng ta. Đồng chí Trạch Lương có phân công khác, đồng thời hôm nay sự kiện tiếp đón ủy viên Ngô sẽ do hai đồng chí Vương Tử Quân và Đào Nhất Hành phụ trách. Tiến hành điều chỉnh Lục Trạch Lương, rõ ràng là Lục Trạch Lương không thể tiếp tục công tác ở Nam Giang. Tin tức này căn bản làm cho người ta cảm thấy chấn động, thế nhưng chấn động hơn là Diệp Thừa Dân không ra mặt tiếp đón ủy viên Ngô, cũng không cho Diêu Trung Tắc ra mặt, mà lại chọn Vương Tử Quân đây là có ý gì hầu như ai cũng hiểu ra vấn đề tin tức từ trong miệng của diệp thừa dân giống như một luồng xét đánh lên người lục trạch lương hắn là người ngồi trên vị trí trưởng phòng tổ chức nhiều năm hắn nào không hiểu ý nghĩa của nó là như thế nào chính mình được phân công công tác khác tuy không biết là đi đâu thế nhưng lại làm hắn sinh ra cảm giác không tốt nếu so sánh với vương tử quân lúc này vương tử quân tiếp đãi ủy viên ngô đã nói rõ sẽ tiếp quản vị trí của mình mà tuyến trên đã cơ bản có quyết định. Quyết định này là thứ mà Lục Trạch Lương không muốn nhìn thấy nhất, Vương Tử Quân có khả năng là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Nam Giang. Lục Trạch Lương đi qua cảm giác kinh ngạc, hắn càng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chính mình nắm chuyện nhỏ nhặt là điều động cán bộ của ủy ban tư pháp để làm khó Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Tử Quân căn bản là hành quân lặng lẽ. Hắn vốn tưởng rằng Vương Tử Quân đang lui bước chịu thua, thế nhưng không ngờ kết quả là như vậy. Vương tử quân rõ ràng phải biết rõ tin tức này từ sớm, nếu không thì sao lại hành quân lặng lẽ khi đang tranh chấp thắng thế như vậy? Chính Lục Trạch Lương thì rõ ràng là cực kỳ đắc ý, không biết trong mắt người ta thì mình chỉ là một con khỉ bị đùa bỡn mà thôi. Sự việc của con mình, mình lại sắp rời khỏi cương vị công tác, điều này làm cho Lục Trạch Lương cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn cảm thấy mình hình như không chống đỡ được nữa, thế nên đi ra khỏi phòng làm việc của bí thư Diệp. Không ai giữ lục Trạch Lương ở lại, lúc này mọi người đều hiểu tâm tình của lục Trạch Lương, tất nhiên không muốn sát muối vào lòng hắn. Nhưng bầu không khí xấu hổ trong phòng làm việc của Diệp thừa dân cũng không vì lục Trạch Lương bỏ đi mà tốt đẹp hẳn lên. trừ Vận Phong và Diêu Trung Tắc đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều thấy được vẻ bất an trong mắt đối phương. Trước đó bọn họ căn bản không nhận được chút tin tức nào, nhưng dựa theo quy định thì đáng lý ra lãnh đạo trung ương phải tranh thủ ý kiến của bọn họ mới đúng thậm chí có thể nói người ra tay là Diệp Thừa Dân cũng không phải nhất định. Diệp Thừa Dân ho khan một tiếng, sau đó lão nhìn thoáng qua trừ vận phong. Chủ tịch vận phong, trưa nay ngài ra mặt tiếp đãi ủy viên ngô, đến tối tôi có thời gian, tôi sẽ nói chuyện với anh ngô sau. Được, trử vận phong trầm ngâm dây lát, sau đó lão chỉ nói ra đúng một chữ. Vương tử quân rời khỏi phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, hắn đi cùng với thư ký trưởng đào nhất hành xuống lầu. Khi hắn xuống lầu thì thấy Lục Trạch Lương đang đứng bên dưới, khi thấy Vương Tử Quân thì ánh mắt của đối phương cực kỳ âm trầm. Vương Tử Quân trầm ngâm dây lát, sau đó hắn nói với Đào Nhất Hành. Thư ký trưởng, anh chờ tôi một chút, tôi có vài lời cần nói với trưởng phòng Lục. Đào Nhất Hành là người thông minh, vì vậy hắn không muốn tham dự vào sự kiện này, bây giờ Vương Tử Quân yêu cầu hắn chờ, hắn nhanh chóng cười hì hì đứng sang một bên. Lục Trạch Lương đang chờ Vương Tử Quân, thấy vương tử quân đi đến thì hắn nghiến răng nghiến lợi nói bí thư vương anh thật sự làm cho người ta phải bội phục lúc này lục trạch lương đã khôi phục lại bình tĩnh dù sao hắn cũng là người từng trải sóng gió tuy liên tiếp tiếp nhận đả kích làm cho hắn mất tỉnh táo thế nhưng kinh nghiệm thì vẫn còn được giữ lại vương tử quân nhìn vẻ mặt của lục trạch lương chút áy náy trong lòng chợt tan biến hắn nhìn vẻ mặt của lục trạch lương sau đó thản nhiên nói trưởng phòng lục thật ra trước đó một tuần tôi đã không có bất kỳ ý nghĩ gì với anh nữa rồi. Vương Tử Quân nói căn bản là cực kỳ trôi chảy, giống như một sự việc không đáng quan tâm, không quan trọng, nhưng Lục Trạch Lương nghe vào tai lại hiểu. Nếu như nói cái gì đau khổ hơn cả thất bị thì rõ ràng là chính mình lầm tưởng thực lực mạnh mẽ, nhưng sau đó kết quả cuối cùng chứng minh mình không là gì, thế nên lúc này tâm tình của Lục Trạch Lương càng thêm lạnh lẽo. Hơn một tuần trước đối phương đã không muốn nhắm vào mình, Vương Tử Quân nói quá trôi chảy, nó lại giống như một con dao đang cạo xương lục trạch lương. Lục Trạch Lương cảm thấy hai môi co giật, hắn muốn nói thêm điều gì đó, thế nhưng căn bản là không nên lời. Hắn nhìn Vương Tử Quân lạnh nhạt đứng bên cạnh, tuy có hàng ngàn lời muốn nói nhưng căn bản không biết nói sao cho phải. Chương 1199, một đấu thì hai bại, hòa thì hai hòa. Lục Trạch Lương đã gầy đi rất nhiều, gương mặt u ám, hai mắt thâm đen. Hốc mắt rõ ràng có thêm nhiều nếp nhăn, trạng thái cơ thể rất khó coi, căn bản giống như thái hóa sau thời gian. Vương Tử Quân nhìn gương mặt có chút hưu quạnh của Lục Trạch Lương, hắn không đành lòng mở miệng an ủi, "Trưởng phòng Lục, chuyện con trai ngày cũng đừng gấp gáp như vậy, dù sao bọn họ chỉ tham gia một bữa tiệc mà thôi, cũng không liên quan đến những chuyện khác." Lục Trạch Lương đi rất chậm, lúc này trong đầu hắn chỉ có một câu, đó là một tuần trước tôi đã không muốn nhầm vào anh. Lục Trạch Lương nhai nuốt những lời này của Vương Tử Quân mà chậm rãi rời đi, hắn đi xuyên qua hành lang, biết mất trong khoảng sân khu văn phòng tỉnh ủy. Đào Nhất Hành luôn đứng bên cạnh cũng quan sát Vương Tử Quân, hắn căn bản nghe rõ những lời nói vừa rồi của Vương Tử Quân. Đào Nhất Hành là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, hắn có con đường nhận tin tức riêng của mình. Vương Tử Quân và Lục Trạch Lương ma sát với nhau, hắn luôn thấy rất rõ, luôn lặng lẽ chú ý khi vương tử quân hành quân lặng lẽ thì trong lòng hắn sinh ra chút nghi hoặc mãi đến hôm nay thì tất cả mới rõ ràng thì ra từ trước đó thì vương tử quân đã biết được tin tức này rồi vương tử quân sắp trở thành trưởng phòng tổ chức tất nhiên sẽ không cần phải tiếp tục đấu với lục trạch lương nếu cứ phải níu kéo với lục trạch lương không bằng cứ để cho lục trạch lương thích làm gì thì làm trong thời gian tàn lụi lục trạch lương không những không biết ngược lại còn coi đó là thắng lợi Lần này con trai của Lục Trạch Lương sở dĩ bị bắt vì tham gia một bữa tiệc biến thái, hắn tưởng rằng Vương Tử Quân nhắm vào mình, vì vậy mà có ý kiến rất lớn với Vương Tử Quân. Sự việc náo loạn đến phòng làm việc của bí thư Diệp, tất nhiên Đào nhất hành hiểu tâm tư của Lục Trạch Lương. Hắn cũng có biết con trai của Lục Trạch Lương, khi nghe tin đối phương bị bắt, hắn cũng cảm thấy Vương Tử Quân có chút quá mức. Nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm tên thanh niên vốn tỏ ra ngượng ngùng khi đối diện với mọi người thì lại có sở thích khác người như vậy. Sau khi lục trạch lương náo loạn một lúc lâu thì bi ai phát hiện ra sự thật này. Vào vị trí của bọn họ thì đau khổ nhất cũng không phải là thất bại, mà chính là mình đang bừng bừng hào hứng chơi trò cao tay với đối phương, đột nhiên phát hiện người ta cũng không cần phải tẩy bài, vì chính mình đã mất đi tư cách là đối thủ rồi. Bí thư vương, chúng ta đi thôi, lát nữa máy bay sẽ đến vương tử quân khẽ gật đầu hắn cùng đào nhất hành lên xe khi xe khởi động thì đào nhất hành dùng giọng cảm khái nói trưởng phòng lục lần này căn bản là quá khó khăn rồi diều này là bình thường đáng thương nhất là các bậc cha mẹ trên thiên hạ đồng chí trạch lương cũng chỉ là quá yêu thương con mình mà thôi vương tử quân nhìn thoáng qua đào nhất hành rồi khẽ nói tôi đã từng tiếp xúc với thằng bé kia cũng không tệ lắm nó thông minh hiếu học từ bé từ nhỏ đã là điển hình của mọi gia đình, ôi, không ngờ lại làm ra những trò như vậy, thật sự làm cho người ta cảm thấy khó thể tưởng. Đào Nhất Hành cũng không quan tâm đến Vương Tử Quân, hắn thản nhiên nói. Đây là trí tuệ của Đào Nhất Hành, có một số việc nếu tiến hành làng tránh thì căn bản không bằng nói rộng ra, như vậy dễ dàng chiếm được hảo cảm của người khác hơn. Vương Tử Quân cười cười nói, thư ký trưởng Nhất Hành, không phải chúng ta không rõ mà chỉ là thế giới này thay đổi quá nhanh rồi. Đối với những nhân viên công tác trong các văn phòng trong khu văn phòng tỉnh ủy, lời nói sau cùng của Vương Tử Quân với đảo nhất hành căn bản khắc hòa tốt nhất tâm tình của bọn họ. Tuy lúc này khu văn phòng vẫn như trước thế nhưng bọn họ lại sinh ra cảm giác giống như biển cả bể dâu. Bọn họ vốn đang say sưa xem tranh chấp giữa hai người Lục Trạch Lương và Vương Tử Quân, lại không ngờ chỉ sau vài ngày thì Lục Trạch Lương đã bị phân công đến mặt trận tổ quốc tỉnh, còn Vương Tử Quân thì công khai chuyển đến vị trí trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Tuy hai vị trí bí thư ủy ban tư pháp và trưởng phòng tổ chức đều là thường ủy tỉnh ủy, hơn nữa vị trí trong ban ngành cũng không có nhiều khác biệt, thế nhưng nói thật lòng thì lực ảnh hưởng của một vị trưởng phòng tổ chức căn bản lớn hơn bí thư ủy ban tư pháp rất nhiều. Có thể nói trưởng phòng tổ chức là một nhân vật chủ yếu trong ban ngành thường ủy, dù sao thì quyền lợi của hội nghị thường ủy chủ yếu là quản lý cán bộ. Nếu có thể làm tốt công tác điều động phân công cán bộ, trên cơ bản đã làm được một nửa công tác của hội nghị thường ủy trưởng phòng tổ chức chính là một vị trí chủ yếu trong công tác nhân sự. Chuyện này căn bẩn làm cho nhiều người vui lắm kẻ sầu, nhưng Phùng Thường Quốc là trợ thủ của Vương Tử Quân, hắn không biết mình nên vui hay sầu. Bí thư Vương thành trưởng phòng Vương, như vậy phương diện xử lý đám cán bộ được điều động của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy căn bản không còn gì phải lo lắng. Nhưng nghĩ đến chuyện Vương Tử Quân rời đi, trong lòng hắn lại có chút không muốn. Mặc dù Vương Tử Quân công tác ở Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy chưa được nửa năm, thế nhưng phong cách của vị bí thư trẻ tuổi này lại làm cho hắn cực kỳ ưa thích và thưởng thức. Từ góc độ của hắn thì cực kỳ yêu mến và thích làm việc với một bí thư như vậy. Dưới sự lãnh đạo của bí thư Vương thì địa vị của Ủy ban Tư pháp liên tục dâng lên cao, dù Phùng Thường Quốc là phó bí thư cũng cực kỳ có mặt mũi. Người ta nể mặt một phó bí thư cũng không phải là vì Phùng Thường Quốc có bao nhiêu lợi hại chủ yếu là vì sau lưng của hắn có một vị bí thư ủy ban tư pháp cực kỳ cường thế lúc này bí thư vương không tiếp tục làm bí thư ủy ban tư pháp như vậy ủy ban tư pháp tỉnh ủy còn được vững chắc như lúc này không mặc dù bí thư mới đến nhận chức sẽ vẫn là thường ủy tỉnh ủy nhưng sự uy nghiêm của một vị thường ủy tỉnh ủy không phải lộ ra thông qua vị trí còn phải xem anh có thủ đoạn và sức cuốn hút như thế nào quan trường chính là như vậy có đôi khi một hạng mục công tác phổ biến thế nhưng tuyến dưới căn bản không chịu mở miệng hùa theo, sau đó tuy có chấp hành nhưng căn bản chỉ là qua loa đại khái, biểu hiện thì rất tốt nhưng bên trong không có gì, anh thấy rõ nhưng trong lòng chỉ biết tức giận chứ làm gì hơn được. Cho dù anh là một vị lãnh đạo cực kỳ có lực lượng có thể dùng thủ đoạn sấm xét, có thể chỉ cho đám quan viên ăn bám kia một trận nên thân, thế nhưng cũng không nhất định là sau này bọn họ sẽ nghe lời. Tình huống này thì quan viên chỉ có thể xem xét sức cuốn hút của bản thân mà thôi. Sau này sẽ xuất hiện vấn đề gì khác hay không? Thật sự là không muốn cho bí thư Vương ra đi. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Phùng Thường Quốc, hắn nói một câu mời vào thì thấy Vu Trường Long nhanh chóng đi vào. Vu Trường Long và Phùng Thường Quốc có quan hệ không tệ, hơn nữa đối phương sắp được thông qua vị trí thư ký trưởng văn phòng ủy ban tư pháp, sắp tiến vào danh sách lãnh đạo đơn vị, thế cho nên lúc này Phùng Thường Quốc trò chuyện cũng có chút tùy ý. Chương 1199, 2, đấu thì hai bại, hòa thì hai hòa. Bí thư Phùng, tôi có vài hạng mục công tác cần báo cáo với anh. Vu Trường Long ngồi xuống đối diện với Phùng Thường Quốc, hắn nói ra vài hạng mục công tác của ủy ban tư pháp với Phùng Thường Quốc. Lúc này Phùng Thường Quốc cũng không có chỉ thị đặc thù với những vấn đề trong miệng Vu Trường Long, hắn chỉ nhìn vẻ mặt của Vu Trường Long, cảm thấy người này đến đây căn bản cũng không phải vì báo cáo công tác. Phùng Thường Quốc nhìn gương mặt của Vu Trường Long, hắn cười nói, những chuyện này chủ nhiệm Vu cứ xem xét rồi xử lý, sau này anh làm thư ký trưởng, đây đều là những hạng mục công tác của anh. Mặc dù Vu Trường Long cảm thấy rất vui vì lời nói của Phùng Thường Quốc thế nhưng biểu hiện lại cực kỳ khiêm tốn. Hắn nói thêm vài câu buôn chuyện, sau đó cười nói, bí thư Phùng, tôi có chuyện cần xin chỉ thị của anh. Nói đi, Phùng Thường Quốc đốt một điếu thuốc rồi nói với Vu Trường Long bí thư vương đi đến nhận chức ở phòng tổ chức tỉnh ủy căn bản làm cho người ta cảm thấy không nỡ nhưng sự việc căn bản là rất tốt với bí thư vương chúng ta cũng không thể can ngăn tạo chướng ngại được vu trường long lên tiếng làm cho phùng thường quốc thiếu chút nữa thì cười phun nước ra khỏi miệng hắn thầm nghĩ vu trường long này hèn gì trước kia không được đề bạt căn bản là trình độ mở miệng có hơi kém bí thư vương tiến lên vị trí trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy đừng nói là anh không ngăn cản dù là chủ tịch tỉnh bây giờ cũng cản không được anh chỉ là một vị chủ nhiệm văn phòng ủy ban tư pháp anh khoa tay múa chân thì có kết quả sao thật sự đáng cười bí thư vương công tác ở ủy ban tư pháp chúng ta không quá lâu thế nhưng phong cách của lãnh đạo vẫn lưu lại thâm căn cố đế tôi cảm thấy chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc xem như tiến chân bí thư vương vu trường long nói xong thì dùng ánh mắt bức thiết nhìn phùng thường quốc khi Phùng Thường Quốc rời đi thì lúc này Phùng Thường Quốc là người tạm thời chủ trì công tác của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy, nhưng chỉ là chủ trì tạm thời mà thôi. Phùng Thường Quốc biết rõ bản thân mình căn bản không thể nào tiến lên vị trí bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy được. Phùng Thường Quốc căn bản là toàn tâm toàn ý đồng ý với lời đề nghị của Vu Trường Long, nhưng biểu hiện ra vẫn có chút khó xử, "Chủ nhiệm Vu, tôi cũng có suy nghĩ này." Thế nhưng khi Bí thư Vương rời đi có cường điệu không được lãng phí về phương diện ăn uống dùng tiền công. Bí thư Phùng, tất nhiên chúng ta không thể vi phạm chỉ thị của Bí thư Vương, nhưng chúng ta có thể đổi sang một phương thức khác. Chúng ta vì sao phải nhất định mời khách? Bí thư Vương đã từng công tác làm việc với chúng ta, đó là duyên phận khó thể có được. Có câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, mộ, làm một người bạn, chúng ta cần phải dùng tiền của mình để mời Bí thư Vương dùng cơm, như vậy không sai đấy chứ? phùng thường quốc nhìn nụ cười xảo quyệt của vu trường long hắn cũng nở nụ cười sau đó nói với vu trường long thư ký trưởng không hỗ là thư ký trưởng suy nghĩ chu đáo hơn cả tôi tôi sao lại không nghĩ ra điều này nhỉ tốt chuyện này cứ xử lý theo ý của anh bí thư phùng ngài không phải là không nghĩ như vậy chủ yếu là bây giờ tâm tư của ngài đã bị nhiều chuyện đại sự chi phối nào có thời gian suy xét những trò vặt vãnh thế này vu trường long mở miệng dùng giọng nịnh hót nói với phùng thường quốc Phùng Thường Quốc căn bản là cam tâm tình nguyện tiếp nhận câu nói vỗ mông ngựa của Vu Trường Long. Thật sự giống như những dự đoán của Phùng Thường Quốc, Vu Trường Long cũng không ở lâu, sau khi nói thêm vài câu thì rời khỏi phòng làm việc của hắn. Vu Trường Long này căn bản là một người rất biết cách đầu cơ luồn cúi. Phùng Thường Quốc thầm cảm thán một tiếng, sau đó mở văn kiện ra xem xét. Đây là những báo cáo về hoạt động đả kích mua bán động vật hoang dã của tuyến dưới, Lúc này tất cả đơn vị tuyến dưới đều báo cáo lên, thậm chí khi Bí thư Vương còn đang là Bí thư Ủy ban Tư pháp thì đám người kia cũng không nhiệt tình như vậy. Tuy Phùng Thường Quốc cũng cho rằng đây không phải là công tác gì quá quan trọng, thế nhưng Bí thư Vương coi trọng và tự thân nắm chắc hoạt động này, thế nên công tác này còn phải duy trì thêm. Tuy Bí thư Vương không còn là Bí thư Ủy ban Tư pháp, thế nhưng dù sao cũng là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, còn không biết bao nhiêu người đang muốn nịnh nọt Bí thư Vương cố gắng thực hiện theo đúng chỉ thị của lãnh đạo chính là một phương pháp định nọt tốt nhất. Tút tút tút, điện thoại đổ chuông, Phùng Thường Quốc nhìn thoáng qua dãy số, sau đó hắn cười rồi cầm lấy điện thoại, chào chủ tịch mạnh, lúc này gọi điện thoại cho thuộc hạ, không biết có chỉ thị gì đấy. Phùng Thường Quốc trước nay có quan hệ không tệ với mạnh trí đạo, vì thế cũng nguyện ý nói đùa với mạnh trí đạo, muốn nhờ vào những lời tùy ý vui vẻ như vậy để tăng tiến quan hệ với mạnh trí đạo. Quả nhiên Phùng Thường Quốc vừa nói như vậy thì Mạnh Trí Đạo bên kia đã cười nói, muốn nói là lãnh đạo thì người đó phải là anh Phùng, bí thư Phùng, anh có phải đang muốn nhắc nhở tôi đến nhưng không vào miếu thắp hương không? Tôi biết mình sai rồi, lần nào tôi đến thành phố Đông Hồng thì nhất định sẽ tìm anh. Hay cho Mạnh Trí Đạo anh, đến tuyến dưới không học được gì mà chỉ có được thói ham ăn của chư bát giới, bản lĩnh trả đũa của anh xem như đã ngày càng cao thâm rồi. Phùng Thường Quốc thấy tâm tình của Mạnh Trí Đạo khá tốt thì cũng cố gắng lên giọng đùa giỡn. Hai người khi ở cùng đơn vị thì cũng không quá hòa hợp như bây giờ, hai người hòa hợp cũng chính là vì cố gắng làm ra như vậy. Sau khi nói vài ba câu buôn chuyện thì Mạnh Trí Đạo đột nhiên nói, Bí Thư Phùng, lần này Bí Thư Vương rời khỏi Ủy ban Tư Pháp, lúc này Ủy ban Tư Pháp có mở tiệc tiến chân lãnh đạo không? Tuy Phùng Thường Quốc biết Mạnh Trí Đạo sẽ không vô công dỗi nghề gọi điện thoại cho mình, Thế nhưng sau khi nghe được lời nói của Mạnh Trí Đạo, hắn không khỏi cảm thấy bội phục ông bạn già của mình thêm một phần. Hèn gì Mạnh Trí Đạo có thể tiến lên, cho dù lúc này đã đi nhưng còn nhớ đến chuyện của Bí Thư Vương, người này không lên thì ai lên? À, chúng tôi đã chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc tiến chân Bí Thư Vương. Ha ha, anh Phùng, tôi tất nhiên đã rời khỏi Ủy ban Tư pháp tỉnh Ủy, nhưng anh cũng biết đấy, tôi công tác ở Ủy ban Tư pháp nhiều năm, lại từng công tác với Bí Thư Vương xem như ủy ban tư pháp là nhà mẹ đẻ của tôi. Lần này mọi người tiến chân bí thư vương, anh cũng không nên bỏ quên tôi được. Mạnh trí đạo nói mang theo vài phần vui mừng. Mặc dù Phùng Thường Quốc biết vì sao mạnh trí đạo lại vui vẻ như vậy, thế nhưng hắn lại sinh ra chút cảm giác ghen ghét. Hắn cười hì hì nói, bí thư mạnh, lời này của anh là không đúng, tục ngữ có câu gái gả ra ngoài như hắt nước ra khỏi cửa, anh đã rời khỏi ủy ban tư pháp, không còn là người của Ủy ban Tư pháp, sao có thể tiến vào được nữa? Chương 1199, 3, đấu thì hai bại, hòa thì hai hòa. Sao lại không thể, trong lòng tôi cảm thấy mình vẫn là người của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy. Tôi nói cho ngài biết, bí thư Phùng, nếu anh không cho tôi biết, sau này mỗi lần về tỉnh, tôi đều chạy đến nhà anh ăn sạch sẽ mọi thứ. Phùng Thường Quốc cúp điện thoại mà khẽ cười, Hắn không ngờ chính mình lúc này lại bận rộn như vậy. Hắn thầm cảm khái, đúng lúc này điện thoại lại đổ chuông. "Chào bí thư Phùng, tôi là Chu Tiến Liên. Bí thư Vương trước nay thường cho ra chỉ thị yêu cầu tòa án chúng tôi làm việc nghiêm túc theo đúng pháp luật, lần này ủy ban tư pháp tổ chức bữa tiệc tiến chân lãnh đạo, tôi cũng muốn đến chúc bí thư Vương vài ly." Điện thoại vừa nối thông thì chán án Chu Tiến Liên đã nở nụ cười cởi mở nói. "Phùng thường quốc sao có thể từ chối lời yêu cầu này?" Sau này hắn còn phải cộng sự với Chu Tiến Liên, tất nhiên không thể đắc tội với đối phương. Sau khi nói vài câu vui vẻ thì Chu Tiến Liên bên kia liên tục nói lời cảm ơn rồi cúp điện thoại. Khi Chu Tiến Liên vừa cúp điện thoại thì cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Kim Bồng vẫn đi vào với gương mặt tươi cười hớn hở nói: "Bí thư Phùng, tôi vừa vặn có việc đến văn phòng tỉnh ủy, thế nên đi vào đây báo cáo với lãnh đạo." Phùng Thường Quốc nhìn nụ cười trên gương mặt của Kim Bồng vẫn, hắn hiểu có chuyện gì xảy ra hắn cười ha hả đứng lên nghênh đón Kim Bồng Vẫn. Vương Tử Quân ngồi lên xe, tâm tư liên tục thay đổi. Bây giờ hắn đã nhận chức trưởng phòng tổ chức được một tuần lễ, tạm thời còn đang ở vào trong giai đoạn làm quen công tác. Trưởng phòng tổ chức căn bản là vị trí rất có cảnh tượng, thế nhưng căn bản đẩy Vương Tử Quân lên đầu sóng ngọn gió trong tỉnh Nam Giang. Tuy hắn vốn đi gần với Diệp Thừa Dân, thế nhưng sự kiện đề bạt lần này lại làm cho quan hệ giữa hai người càng thêm gắn kết. Người ngoài nhìn vào thấy Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức có lẽ là một hàng rào nhân sự chắc chắn của Diệp Thừa Dân ở tỉnh Nam Giang, vị trí tất nhiên là cực kỳ quan trọng. Nhưng Vương Tử Quân ở vị trí của mình, hắn cũng hiểu công tác của mình căn bản là không dễ làm. Tuy Diệp Thừa Dân sẽ giúp đỡ mình, thế nhưng Phó Bí Thư Diêu Trung Tắc sao có thể làm cho quyền lợi bị sói mòn trong tay mình. Hòa thì hai hòa, đấu thì hai bại, chỉ là hắn phải làm sao để bày ra vị trí của mình một cách xác đáng nhất. Quan trường luôn không thiếu những tình huống lục đục với nhau, nhưng mục đích đấu tranh không phải là đấu thắng, mà là đấu hòa, hoặc là thu lợi cho mình. Người ta chú ý nhất chính là cùng thắng có chung lợi ích, thật ra trên quan trường cảm giác của mỗi người không phải là như thế sao. Nếu như đấu tranh lớn mà đối phương thiệt hại thảm thiết, chính mình căn bản không đắc lợi, như vậy đấu tranh không khác nào tự sát. Đấu chẳng qua chỉ là một loại thủ đoạn, bất kỳ thủ đoạn gì cũng phải đạt được mục đích mới có thể tồn tại được. Nếu mục đích cuối cùng không đạt được mà còn bị đứt tay, như vậy con đường của chính mình cũng xem như chấm dứt. Vương Tử Quân không muốn đấu, nếu như có thể cùng đạt được lợi ích thì việc gì phải tranh chấp. Thế nhưng đấu mà có được lợi ích thì vì sao lại không làm? Lục Trạch Lương là trưởng phòng tổ chức tiền nhiệm, người này tuy rời đi nhưng người của hắn vẫn còn ở lại. Nếu như anh thao tác không tốt, sau này công tác của anh không có người phối hợp, như vậy sẽ xuất hiện cản trở nặng nề, kết quả sẽ là gì? Nếu tỉnh Nam Giang sinh ra vấn đề trong quá trình phát triển kinh tế, chỉ sợ kiếp sống chính trị của hắn cũng sinh ra tai họa lớn. Mặc dù khi Vương Tử Quân nhận chức thì mọi người trên cơ bản đều cung kính, thế nhưng chi nhân chi diện bất tri tâm, còn khôn biết đám người kia có thật lòng đi theo hắn hay không. Trong quan trường có nhiều ví dụ bị người ta lén đứng sau lưng đâm dao, vì vậy hắn căn bản không thể nào để xảy ra tình huống lật thuyền trong mương được. Khi Vương Tử Quân đang có những ý nghĩ như vậy thì điện thoại chợt vang lên. Hắn lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, sau đó mỉm cười nhận điện thoại, "Chào chị Trình, tôi là Vương Tử Quân." "Khanh khách." Tiếng cười trong trẻo truyền đến từ đầu dây bên kia, Trình Viên Lệ vừa cười vừa nói, "Trưởng phòng của tôi bây giờ anh bận rộn vì nhiều chuyện nhân sự, có thời gian tiếp đón một người như tôi không?" Trình Viên Lệ tạo ra ấn tượng rất tốt cho Vương Tử Quân hơn nữa hắn còn hy vọng có thể thông qua trình viên lệ để thúc đẩy công tác vệ sinh phòng dịch trong tỉnh Nam Giang, thế nên cũng không muốn đắc tội với đối phương. Vì vậy sau khi nghe được lời mời của trình viên lệ thì hắn cười nói, chị Trình nói như vậy rõ ràng là phê bình tôi, chúng ta có quan hệ thế nào chứ? Nếu chị triệu kiến tôi thì rõ ràng là để mắt đến tôi, thế này đi, tôi lại mời ngài uống cà phê nhé. Hi hi, trưởng phòng vương quả nhiên không quên tôi người ta nói cậu lên trước thì tính tình càng đổi khác, tôi thì không thấy như vậy. Anh rõ ràng vẫn đối đãi với tôi trước sau như một. Nhưng hôm nay tôi sẽ không cho anh phải tiêu pha, tối nay tôi mời anh dùng cơm, chúng ta đến Trung Tây kết hợp nhé. Trình viên lệ cảm thấy rất vui vì vương tử quân căn bản là nể mặt mình, sau khi nói thêm vài câu chúc mừng thì nhanh chóng cúp điện thoại. Vương tử quân căn bản có chút bất đắc dĩ với bữa cơm của trình viên lệ, hắn cười khổ một tiếng, chuẩn bị gọi điện thoại cho Mạc Tiểu Bắc nói là tối nay mình không thể về nhà dùng cơm. Từ sau khi hắn từ vị trí bí thư ủy ban tư pháp đến trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, người đến mời hắn dùng cơm căn bản là nhiều hẳn lên. Những vị lãnh đạo địa phương bên dưới trước kia như gần như xa với hắn, bây giờ tất cả đều tỏ ra ý nghĩ muốn dựa về phía hắn tuy đều là thường ủy tỉnh ủy thế nhưng phạm vi công tác của ủy ban tư pháp tỉnh ủy căn bản không có quá nhiều liên quan đến công tác của đám bí thư và chủ tịch thành phố tuyến dưới. Thế nhưng là trưởng phòng tổ chức thì lại khác, phạm vi công tác quan tâm quá rộng làm cho đám bí thư và chủ tịch thành phố bên dưới không thể không chú ý. Mặc dù vương tử quân có tác dụng hạn chế ở phương diện đám người kia có được đề bạt hay không, thế nhưng nếu như đám bí thư và chủ tịch thành phố muốn quán triệt ý chỉ của mình ở phương diện chọn thủ hạ, như vậy còn phải thông qua cửa ải của Vương Tử Quân. Nếu những bữa tiệc nào có thể không tham gia thì Vương Tử Quân sẽ từ chối, nhưng cũng có những người mà căn bản khó thể nào từ chối được. Ví dụ như hôm qua bí thư khổng Bình Cương của thành phố ô Phổ cùng Chủ tịch Mạnh Trí Đạo đến mời cơm, Vương Tử Quân không thể nào từ chối được. Lúc này lại càng không được, vì trình viên lệ căn bản không phải là người thường. Cũng may ở cấp bậc này thì Vương Tử Quân ăn cơm thì được, Thế nhưng phương diện uống rượu thì cũng không ai có thể ép được hắn. Sau khi Mạc Tiểu Bắc không tình nguyện cúp điện thoại thì Vương Tử Quân mới cúp điện thoại. Hắn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, hắn bắt đầu tính toán đến những phương diện cần xã giao, hắn đã ứng phó được khá tốt rồi. Tốt tốt tút tiếng chuông điện thoại lại vang lên, nhưng lúc này cũng không phải là điện thoại của Vương Tử Quân, mà là chiếc điện thoại trong tay Du Giang Vĩ. Lúc này Du Giang Vĩ vẫn đi theo Vương Tử Quân làm thư ký tuy còn chưa được phân công công tác rõ ràng, thế nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. chương 1200, đề bạt lớn gan, trọng dụng phá lệ. Đầu dây bên kia nói hai câu, sau đó Du Giang Vĩ khẽ nói với Vương Tử Quân, Bí Thư Vương, Bí Thư Diệp mời ngài đến phòng làm việc của anh ấy. Vương Tử Quân thu hồi tâm tư của mình rồi nói, khi nào? Bí Thư Diệp bây giờ đang chờ trong phòng làm việc, nói ngài nhanh chóng đi đến, Du Giang Vĩ dùng giọng cẩn thận nói, vừa rồi trưởng phòng khuất cũng không nói có chuyện gì xảy ra. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi nói một câu quay đầu xe với lái xe, xe cũng nhanh chóng chạy về phía văn phòng tỉnh ủy. Thành phố Đông Hồng cũng không quá lớn, vì lúc này không phải là giờ bắt đầu đi làm cho nên giao thông cũng không hỗn loạn. 20 phút sau Vương Tử Quân đi đến phòng làm việc của Bí Thư Diệp Thừa Dân. Sau khi tiếp nhận ly trà từ tay khuất chấn hưng, Vương Tử Quân lẳng lặng ngồi xuống đối diện với Bí thư Diệp. Vương Tử Quân vốn chuẩn bị nói vài lời làm sinh động bầu không khí, thế nhưng vẻ mặt nghiêm túc của Diệp thừa dân lại làm hắn thu hồi ý nghĩ của mình. Sau khi khuất trấn Hưng đẩy cửa đi ra ngoài thì Diệp thừa dân giống như đang xem văn kiện chợt nói, "Trưởng phòng Vương, tôi vừa nhận được báo cáo, nói là phó hiệu trưởng thường vụ trường Đảng tỉnh ủy Trung Dung Bình đột nhiên bị nghẽn mạch tim, lúc này đang được cứu chữa trong bệnh viện." Trung Dung Bình Hai ngày trước vương tử quân còn đi đến trường đảng tỉnh ủy một chuyến, người tiếp đãi hắn lúc đó là Trung Dòng Bình. Vị phó hiệu trưởng thường vụ này căn bản là nói chuyện rất gọn gàng linh hoạt, mặc dù đã gần 60 nhưng lại là người cực kỳ khôn khéo giỏi giang. Không ngờ mây gió khó lường, mới vài ngày đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Vương tử quân thầm cảm khái, hắn lên tiếng có nặng lắm không? Trước mắt đã thoát khỏi trạng thái nguy hiểm, thế nhưng dựa theo ý của bệnh viện, không nên tiếp tục ở lại trên cương vị phó hiệu trưởng trường Đảng tỉnh ủy. Diệp thừa dân chậm rãi ngồi xuống rồi trầm giọng nói: "Không thể tiếp tục ở lại cương vị, như vậy thì vị trí phó hiệu trưởng trường Đảng phải thay người. Hiệu trưởng trường Đảng là phó bí thư kiêm nhiệm, người chủ trì công tác chính là phó hiệu trưởng thường vụ, bây giờ trường Đảng sinh ra chuyện như vậy, tất nhiên sẽ không thể nào để cho trường Đảng mất đi người làm chủ trong thời gian dài được." Nhưng thay đổi phó hiệu trưởng trường Đảng tỉnh ủy cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mặc dù chức vụ này căn bản không có quyền lực mạnh mẽ bằng bí thư thị ủy, thế nhưng có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào vị trí này. Lúc này Diệp thừa dân gọi mình đến, rõ ràng là có ý nghĩ với vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường Đảng tỉnh ủy. Lúc này dự định sách lược của Vương Tử Quân chính là luôn theo sát Diệp thừa dân, hắn đã có ý nghĩ như vậy thì tất nhiên sẽ thực hiện cho đúng nghĩa. Sau khi nói hai câu đáng tiếc thì hắn đi thẳng vào vấn đề, Bí thư Diệp, công tác của trường đảng là rất quan trọng, nếu hiệu trưởng chung không thể nào ở lại vị trí, chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng, không thể để cho một công tác quan trọng như vậy phát sinh vấn đề. Diệp thừa dân khẽ gật đầu, lão căn bản rất hài lòng với phản ứng của Vương Tử Quân. Tuy Vương Tử Quân là người làm việc có tính tự chủ rất mạnh, thế nhưng nếu so với Lục Trạch Lương thì căn bản là tốt hơn rất nhiều. Trưởng phòng Tử Quân anh nói đúng, dù là thế nào thì cũng không thể không quan tâm đến công tác này, chúng ta phải đảm bảo tranh thủ tuyển ra một vị phó hiệu trưởng thường vụ mới, đảm bảo công tác của trường Đảng tỉnh ủy tiếp tục được triển khai mở rộng. Diệp thừa dân trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, người muốn chủ trì công tác của trường Đảng tỉnh ủy thì phải có đầy đủ trình độ lý luận và năng lực nghiệp vụ. Những ngày qua Vương Tử Quân căn bản là đã xem xét qua sơ yếu lý lịch của đám cán bộ cấp bộ trong tỉnh Nam Giang thế nhưng dù thế nào thì cũng chỉ là một thời gian ngắn mà thôi. Nếu lúc này muốn đề xuất một người đủ điều kiện cho Diệp Thừa Dân, căn bản là thật sự khó tìm ra được. Hơn nữa cho dù bây giờ Vương Tử Quân có chọn được người phù hợp cũng không bao giờ nói ra. Diệp Thừa Dân trịnh trọng tìm hắn đến trò chuyện, cũng không phải để cho hắn mở miệng nói ra ai là nhân tuyển. Vì vậy sau khi trầm ngâm dây lát thì hắn khẽ nói, Bí Thư Diệp, tôi thật sự cảm thấy khó tìm ra người có đủ điều kiện, Ngài là người quen thuộc tình huống cán bộ trong tỉnh, mong rằng ngài có thể nhắc nhở tôi một chút." Diệp Thừa Dân cười cười, lão cũng không khách khí nói, "Tỉnh Nam Giang chúng ta có không ít người có năng lực và tài năng, ví dụ như phó hiệu trưởng trường Đảng tỉnh ủy Khương Tập Minh, phó phòng tuyên truyền tỉnh ủy Triệu Quốc Đống, đều là nhân tài rất tốt." Diệp Thừa Dân nói những lời này còn ngại chưa đủ, còn bổ sung thêm vài lời, "Đồng chí Khương Tập Minh mặc dù là cấp phó nhưng năng lực công tác cực mạnh, Độ nhạy cảm và năng lực lĩnh ngộ không phải là người thường có thể so sánh được, người như vậy tỉnh ủy chúng ta nên lớn mật đề bạt, phá lệ trọng dụng. Hơn nữa thời điểm này là cực kỳ quan trọng, cần phải dùng người một cách cẩn trọng. Đồng thời Phó phòng tuyên truyền Triệu Quốc Đống có nhân phẩm rất tốt, nói về công tác thì căn bản là cực kỳ xuất sắc. Tuy Diệp thừa dân nói ra hai nhân tuyển, thế nhưng Vương Tử Quân có thể cảm nhận được ý nghĩ chủ yếu của lãnh đạo là ai hắn cũng không nói rõ ràng mà trầm giọng lên tiếng, mong bí thư Diệp yên tâm, phòng tổ chức chúng tôi sẽ nhất định chăm chú làm tốt công tác điều động cán bộ lần này. Diệp thừa dân cũng không tiếp tục ở đề tài này, lão cười nói trưởng phòng tử quân, công tác của phòng tổ chức khá nặng nề, hơn nữa liên quan rất rộng, sau này anh nên lớn mật công tác, vừa đề bạt phù hợp vừa đảm bảo phát triển và mở rộng tốt công tác tổ chức. Thời gian của Diệp Thừa Dân là cực kỳ quý giá, sau khi nói chuyện hơn 10 phút thì Khuất Trấn Hưng gõ cửa đi vào. Khuất Trấn Hưng nói có một tổ quan sát của Trung ương đến xem xét phương diện phát triển kinh tế của tỉnh Nam Giang, buổi trưa cần Bí Thư Diệp tiếp đãi. Sau khi nói lời cáo tử với Bí Thư Diệp, Vương Tử Quân đi xuống lầu. Nhưng khi hắn đi xuống lầu 2 thì Diêu Trung Tắc chợt đi đến. Diêu Trung Tắc giống như ngẫu nhiên gặp mặt Vương Tử Quân, khi thấy Vương Tử Quân thì cười nói, trưởng phòng Tử Quân, gần đây công tác có bận rộn quá không? Quan hệ giữa Vương Tử Quân và Diêu Trung tác là ấm lạnh thế nào thì hai người đều biết rõ ràng, thế nhưng những gì biểu hiện ra ngoài vẫn phải luôn tốt đẹp. Vương Tử Quân cười cười nói với Diêu Trung Tắc, cảm ơn bí thư Diêu quan tâm, hai ngày nay vì muốn làm quen với công tác của phòng tổ chức mà tôi thật sự có chút luống cuống tay chân. Điều này là rất bình thường, công tác của phòng tổ chức cần phải cực kỳ cẩn thận. Tử Quân Anh vừa mới làm trưởng phòng tổ chức, anh cần phải chú ý đến nhiều hơn siêu trung tắc đi song song với vương tử quân xuống lầu, cũng không quên mở miệng dặn dò. Mọi người căn bản đều cho rằng đáng sợ nhất chính là kẻ đứng phía sau sử dụng chiêu độc với mình, thực tế đang sợ hơn cả đứng phía sau chơi trò độc chính là một người căn bản luôn mở miệng nói anh là thiên tài, dù gì thì tán dương như vậy cũng xem như cực kỳ chú trọng quan tâm. Siêu trung tắc căn bản không có quá nhiều thiện ý với mình, vương tử quân biết rõ điều này. Nhưng hắn là cấp dưới, Hắn căn bản phải biểu hiện lắng nghe cực kỳ cẩn thận, thế nên hai người đi xuống lầu đều cười tươi hớn hở. Chương 12011 cho anh một cành ô liu. Vương Tử Quân có thể cảm nhận được độ cao tay chính trị của Lục Trạch Lương. Có một lần hắn kỳ vọng Diệp thừa dân có thể đẩy Lục Trạch Lương đi, nhưng Diệp thừa dân không thèm quan tâm, vẫn cứ chịu đựng Lục Trạch Lương. Vương Tử Quân hoàn toàn không thể hiểu được sự tha thứ của Diệp thừa dân, cảm thấy sự kiện này Diệp thừa dân căn bản là không quả quyết. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu, đẩy Lục Trạch Lương đi thì căn bản anh không thể chứng thực được người đến có như vậy hay không. Điều này là không nhất định, ít nhất đối với Vương Tử Quân thì Diêu Trung Tắc còn khó đối phó hơn cả Lục Trạch Lương. Hắn thấy rõ thủ đoạn của Diêu Trung Tắc, người này thích nâng lên rồi giết, liên tục thi triển thủ đoạn lợi hại sau lưng mình, hơn nữa nhìn chính diện thì căn bản là cực kỳ tích cực. Chỉ sau vài chiêu thì anh mới biết được đối phương chính là cao thủ ẩn giấu trong bóng tối mà thôi. Ôi trăng có lúc tròn lúc khuyết, con người ta có lúc thăng trầm. Hiệu trưởng chung là người rất tốt, không ngờ lại bị bệnh thành ra như vậy. Xem ra sau này cần phải cố gắng công tác và bảo đảm sức khỏe mới được. Siêu Trung Tắc đi đến bậc cầu thang thì chợt trầm giọng nói. Đúng vậy, anh Trung thật sự rất đáng tiếc. Vương tử quân giả vờ không hiểu, hắn dùng giọng khô cằn qua loa nói. Siêu Trung Tắc khẽ gật đầu, lúc này có hai người đi từ phía hành lang bên kia đến đi đầu là một người đàn ông trung niên hơn 50, khi người này đi đến bên cạnh Diêu Trung Tắc thì dùng giọng chú ý nói chào bí thư Diêu. Người đàn ông trung niên này phát hiện Vương Tử Quân đi cùng Diêu Trung Tắc xuống lầu, hắn vội vàng tiến lên chào hỏi chào bí thư Vương. Vương Tử Quân đã từng gặp mặt người này, là một vị phó hiệu trưởng khác của trường đảng tên là Lý Sâm Thăng. Khi Vương Tử Quân đi đến kiểm tra công tác của trường đảng tỉnh ủy, người này cũng có mặt trong đám thành viên ban ngành tiếp đãi hắn. A, à, chào hiệu trưởng Lý, bây giờ hiệu trưởng chung thế nào rồi? Vương Tử Quân bắt tay với Lý Sâm Thăng rồi trầm giọng hỏi. Bây giờ hiệu trưởng chung đã tỉnh lại thế nhưng tình huống căn bản là không tốt lắm. Tôi nghe bác sĩ nói, khả năng hoàn toàn hồi phục chỉ là 2%, căn bản là không quá lý tưởng. Lý Sâm Thăng tuy tỏ ra cực kỳ bi ai thế nhưng Vương Tử Quân có thể căn cứ vào cái nháy mắt để bắt được ý nghĩ của đối phương. Trợ thủ nào cũng đều có kỳ vọng được tiến lên làm lãnh đạo đơn vị, Lý Sâm Thăng sao có thể ngoại lệ được. Mặc dù kỳ vọng này của trợ thủ căn bản là không tốt, thế nương vương tử quân cũng chỉ có thể lắc đầu mà thôi, cũng không thể cho ra đánh giá gì khác. Lý Sâm Thăng sau đó lại mở miệng đảm bảo trường đảng tỉnh ủy sẽ không tiếc cái giá nào để chữa trị cho hiệu trưởng chung, sau đó mới nói lời cáo từ với Diêu Trung Tắc. Sâm Thăng này là một người rất tốt khi rời đi thì diêu trung tắc chợt dùng giọng cực kỳ có ý nghĩa nói với vương tử quân khi xe của diêu trung tắc chậm rãi chạy đi trong đầu vương tử quân mới lóe lên lời nói vừa rồi của đối phương tuy đây chỉ căn bản giống như là một cuộc gặp mặt ngẫu nhiên thế nhưng diêu trung tắc lại đang ném ra một cành ô lưu cho mình tuy hai người trước kia có nhiều va chạm thế nhưng lúc này diêu trung tắc lại ném ra một cành ô lưu nếu như vương tử quân giúp đỡ cho lý sâm thăng tiến lên sau này quan hệ giữa hai bên sẽ căn bản có đền bù. Nếu Vương Tử Quân từ chối, như vậy quan hệ của hai người sẽ đi đến kết cục khó thể nào vãn hồi. Phòng tổ chức có vị trí cực kỳ quan trọng ở phương diện tìm nhân tuyển trong quá trình đề bạt cán bộ, Diêu Trung Tắc sở dĩ ném cành ô lưu cho mình, xem ra chỉ vì quyền lợi này. Phó bí thư nắm công tác tổ chức căn bản đều có chế ước với công tác của Vương Tử Quân ở phòng tổ chức tỉnh ủy, nếu như hắn có thể xử lý tốt công tác với Diêu Trung Tắc như vậy sẽ là trợ lực không nhỏ cho Vương Tử Quân ở công tác sau này. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân có thể ngã về phía Diêu Trung Tắc được sao? Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu, Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình ở lầu 4 khu văn phòng phòng tổ chức tỉnh ủy. Vốn dựa theo sắp xếp của văn phòng thì sẽ chuẩn bị một gian phòng mới cho Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Tử Quân lại ngăn cản, hắn vẫn ở trong phòng làm việc cũ của Lục Trạch Lương. Tuy Lục Trạch Lương chỉ là người được điều động sang vị trí mới, thế nhưng kết cục này cũng không phải là tốt trong quan trường, đối với một vài người có tư tưởng nghi ngờ, căn bản sẽ không dùng phòng làm việc mà người trước đó đã từng sử dụng. Nhưng Vương Tử Quân cũng không tin vào điều tà dị như vậy, đối với hắn thì phòng làm việc nào cũng giống như nhau mà thôi. Vương Tử Quân vừa ngồi xuống được vài phút thì chủ nhiệm văn phòng Dương Tiêu Hàng khẽ đi đến. Sau khi pha trà rót nước cho Vương Tử Quân, hắn dùng giọng cung kính nói, trưởng phòng vương, điều hòa trong phòng tổ chức của chúng ta đã có vẻ cũ, phòng quản lý sự vụ cơ quan muốn thay mới cho chúng ta, ngài xem. Đổi cũ thay mới, nó có ý nghĩa là gì thì vương tử quân biết rất rõ, mà Dương Tiêu Hàng lại báo cáo điều này với mình, vương tử quân càng hiểu rõ ràng hơn. Hắn nhìn thoáng qua Dương Tiêu Hàng, sau đó lại giả vờ như không hiểu nói, những chuyện này anh xem xét rồi tự mình xử lý tuy vương tử quân giống như trao quyền cho Dương Tiêu Hàng, thế nhưng Dương Tiêu Hàng lại sinh ra cảm nhận không tốt. Lần này hắn đi đến nói như vậy chủ yếu là muốn tìm nguồn vui cho lãnh đạo mới, thế nhưng trưởng phòng vương giống như căn bản không có hứng thú. Sau khi báo cáo thêm vài hạng mục công tác thì Dương Tiêu Hàng rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, nhưng hắn rời đi cũng không có nghĩa là phòng làm việc của Vương Tử Quân được yên tĩnh. Không chờ Dương Tiêu Hàng đi được vài phút, Long Điền Hỷ được Du Giang Vĩ dẫn vào trong phòng trưởng phòng vương, tôi đi vào trong phòng làm việc của ngài và chợt sinh ra cảm giác vui vẻ thoải mái. Phòng làm việc của ngài rõ ràng được chú ý bố trí, nếu không thì ngài truyền cho tôi vài chiêu được không? Long Điền Hỷ nói vài câu khách sáo rồi dùng giọng thần bí nói. Vương Tử Quân hiểu rõ ràng ý nghĩa lời nói của Long Điền Hỷ, hắn cũng chỉ cười cười nói, cái này tôi cũng không quá rõ ràng, phòng làm việc của tôi chủ yếu là do Giang Vĩ bố trí. Nếu anh cảm thấy bố trí tốt, anh nên học hỏi từ Giang Vĩ. Xem như tôi lại làm phiền cậu Giang Vĩ. Long Điền Hỉ cười hi hi ha ha một lát, trước khi đi thì hắn dùng rong lơ đãng nói, trưởng phòng vương, khi ngài còn ở ủy ban tư pháp tỉnh ủy, khi đó ủy ban tư pháp tỉnh ủy có điều động 7-8 cán bộ đi về phía cương vị mới. Lúc này ngài đã là trưởng phòng tổ chức, đám thuộc hạ chúng tôi mòn mắt trông mong ngài quan tâm hơn. Trường 12012 cho anh một cành ô lưu. Long Điền Hỉ đi nhưng ý nghĩ của hắn đã được biểu hiện đúng chỗ, đó chính là hồ sơ thẩm tra của đám nhân viên được đề bạt bên phía Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy đã được thông qua. Vương Tử Quân căn bản thích nghe ngóng thái độ của Long Điền Hỉ, bây giờ hắn là trưởng phòng tổ chức, nếu như Long Điền Hỉ còn níu kéo không tha, như vậy rõ ràng là khiêu chiến với quyền uy của hắn. Sau khi nghe vài người báo cáo công tác thì Vương Tử Quân muốn tĩnh tâm ngồi xem xét văn kiện khi hắn chuẩn bị gọi điện thoại yêu cầu Du Giang Vĩ tìm những văn kiện chủ yếu của phòng tổ chức đến cho mình, đúng lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên. Người đi vào lần này là Phó Bí Thư ủy Ban Tư Pháp Phùng Thường Quốc, bây giờ hắn càng tỏ ra thản nhiên với Vương Tử Quân hơn cả trước kia. Vương Tử Quân là bí thư tiền nhiệm của Ủy ban Tư pháp, bây giờ đối mặt với bộ hạ cũ thì tất nhiên phải khách khí hơn một chút. Vương Tử Quân đi ra khỏi bàn làm việc rồi mỉm cười nói với Phùng Thường Quốc, Thường Quốc, gần đây công tác thế nào bí thư vương ngài đã xây dựng khối ủy ban tư pháp rất tốt công tác bây giờ được triển khai mở rộng cực kỳ hiệu quả ngài đi tuy là vì mục đích chung thế nhưng nói thật thì ủy ban tư pháp căn bản không thể nào muốn ngài đi mất phùng thường quốc là một người công tác lâu năm trong cơ quan tỉnh ủy tuy biểu hiện cực kỳ hào phóng sảng khoái thế nhưng lời nói có ý nghĩa nịnh hót vương tử quân quá rõ ràng tuy vương tử quân đã rời khỏi ủy ban tư pháp tỉnh ủy Thế nhưng quyền lợi thật sự còn nặng hơn vài phần. Chính Phùng Thường Quốc dù không có ý nghĩ cầu tiến chính trị, thế nhưng hắn cần phải cố gắng bảo trì quan hệ tốt với lãnh đạo tỉnh ủy, như vậy sẽ tạo nên tài phú cho mình. Khi Du Giang Vĩ đi đến dâng trà cho Phùng Thường Quốc, lúc này Phùng Thường Quốc chợt nói, "Bí thư Vương, tôi cảm thấy nên chờ một chút khi cho ra điều lệnh với đồng chí Giang Vĩ." Tuy đồng chí Giang Vĩ còn trẻ thế nhưng năng lực công tác rất mạnh, lại công tác nhiều năm trong ủy ban tư pháp. Đáng lý ra sắp được đề bạt, thậm chí đã làm tốt công tác lập hồ sơ cán bộ cấp cục, chuẩn bị điều động lên cấp phó cục, lại không ngờ bây giờ đồng chí Giang Vĩ lại là người có hại. Du Giang Vĩ nghe vậy mà hận không thể tiến lên che miệng Phùng Thường Quốc, những lời này nói trước mặt bí thư Vương căn bản là có ý gì khác, giống như mình đã có liên hệ với Phùng Thường Quốc vậy. Cũng may Vương Tử Quân luôn biết lắng nghe, cũng không tỏ thái độ, thế là Du Giang Vĩ mới cảm thấy yên ổn hơn một chút. Phùng Thường Quốc này ngoài miệng tuy nói về Du Giang Vĩ, thế nhưng thực tế lại đang tỏ thái độ với Vương Tử Quân. Du Giang Vĩ căn bản là không có khát vọng quá lớn với cấp phó cục, đối với hắn thì chỉ cần phục vụ tốt cho Bí Thư Vương, dù là một cấp phó cục ở nơi nào cũng không thiếu phần của hắn. Vương Tử Quân biết rõ lúc này Phùng Thường Quốc căn bản là thuận nước đẩy thuyền, thế cho nên hắn phất tay nói, Thường Quốc, chuyện này anh cứ nhìn qua là được, phương diện đề bạt cán bộ thì cần phải chú ý thật kỹ không thể vi phạm nguyên tắc của tổ chức được. Phùng Thường Quốc căn bản trăm phần đáp ứng lời yêu cầu của Vương Tử Quân, hắn nói vài câu với Vương Tử Quân rồi cười tủm tỉm bỏ đi. Tuy Phùng Thường Quốc căn bản đến đây tìm gặp để kéo quan hệ, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn nể mặt thuộc hạ cũ mà tiến chân đến tận cửa. Phương diện quan tâm của của Vương Tử Quân căn bản làm cho Phùng Thường Quốc cảm thấy rất có thể diện, thế nên rời khỏi phòng tổ chức tỉnh ủy mà hân cảm thấy khí khái ưỡn ngực hiên ngang. Vương tử quân cũng không quan tâm đến ý nghĩ của Phùng Thường Quốc, trong lòng hắn có một chuyện, đó là bây giờ vị trí bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy còn đang để chống, cũng không biết sẽ để lại cho ai. Nhưng vị trí này tỉnh ủy Nam Giang căn bản chỉ có quyền đề nghị mà thôi, rốt cuộc là của ai thì phải nhìn vào Trung ương. Sự kiện này một vị trưởng phòng tổ chức như Vương Tử Quân căn bản càng không có quyền lên tiếng. Trời thua cũng không trôi qua quá nhanh, 7 giờ tối Vương Tử Quân đi đến khách sạn Dương Lâu. Khách sạn Dương Lâu là một tòa nhà 7 tầng, tuy không quá tráng lệ nhưng căn bản có vài phần khí tức quý phái. Vương Tử Quân xuống xe thì Trình Viên Lệ đã đứng chờ sẵn, khi thấy Vương Tử Quân thì nàng tiến lên mỉm cười chào đón, "Trưởng phòng Tử Quân, Dương Lâu này tuy căn bản là bình thường nhưng chất lượng thức ăn lại thượng thừa, hôm nay chúng ta nếm thử món ăn đặc sắc nơi đây, cũng xem như tôi chúc mừng anh từng bước thăng chức." Vương Tử Quân nói hai câu khách khí với Trình Viên Lệ, sau đó cùng Trình Viên Lệ đi lên lầu. Khi lên một gian phòng trên lầu 7 thì Vương Tử Quân lại được gặp mặt hai người khác. Đây là hai người đàn ông trung niên, một người hơn 40 tuổi, mặc tây trang, căn bản rất có khí chất văn nhân. Một người đàn ông trung niên mặc trang phục nghỉ ngơi, nhưng trên sống mũi có một cặp kính cận dày cộp, lại làm cho hắn bùng ra vài phần khí tức cổ lão. Khi Vương Tử Quân đi vào thì hai người kia đang ngồi trò chuyện với nhau khi thấy vương tử quân đi vào thì người đàn ông trung niên mặc tây trang nhanh chóng đứng lên đi tới sau đó cung kính nói chào trưởng phòng vương người đàn ông trung niên mặc trang phục nghỉ ngơi thấy vương tử quân thì có chút xấu hổ tuy cũng đứng lên chào hỏi nhưng dù thế nào cũng làm cho người ta sinh ra cảm giác khó thể hòa đồng vương tử quân nhìn hai người kia mà trong lòng khẽ động hắn chợt cười với bọn họ chợt nghe vương tử quân chỉ vào người đàn ông mặc tây trang rồi nói trưởng phòng vương Vị này là phó bí thư thẩm kim minh của thành phố Phổ Thị, cũng là bạn học của anh Lý nhà tôi, còn đây là anh Lý nhà tôi. Anh Lý theo lời của Trình viên lệ chính là chồng Lý Thừa Sướng, Vương Tử Quân có liên hệ với Trình viên lệ và đã hiểu vài phần về người này. Lý Thừa Sướng là chồng của một người phụ nữ thành công, căn bản cũng không phải là người có vị trí cao. Trước kia khi Trình viên lệ còn chưa tiến lên thì hắn là giáo sư trường Đại học Đông Hồng, bây giờ là phó hiệu trưởng Đại học Đông Hồng nhưng bây giờ dù lý thừa sướng là ai đối phương vẫn là chồng của trình viên lệ vương tử quân vẫn phải tôn trọng vương tử quân mỉm cười với thẩm kim minh sau đó cũng khách khí bắt tay với lý thừa sướng hiệu trưởng lý anh chính là nhân tài cao cấp của tỉnh nam giang vài ngày trước tôi đi tụ hội với vài người bạn bọn họ nói anh là người nghiên cứu sâu ở phương diện triết học thật sự làm nổi tiếng giới học thuật tỉnh nam giang chúng ta lý thừa sướng cũng ít khi đến tham gia những trường hợp giao tế trong quan trường vì sao còn không phải vì địa vị của vợ mình quá cao sao điều này không khỏi làm cho hắn sinh ra cảm giác không thoải mái về tâm lý mặc dù hắn nhận được nhiều thành quả ở phương diện học vật thế nhưng những thành quả này cũng không mạnh bằng vị trí của vợ mình nhưng đại đa số trường hợp người ta chỉ cần giới thiệu lý thừa sướng tiêu chuẩn để người ta quan tâm đến hắn chỉ là chồng của trình viên lệ nhưng khi giới thiệu trình viên lệ, lại có ít người nói đây là vợ của một vị học giả nổi tiếng là Lý Thừa Sướng. Chương 1202, một tư tưởng không buông, đội ngũ không tiêu tan. Tuy Lý Thừa Sướng là người hào sảng thế nhưng cũng chịu ảnh hưởng của tư tưởng nam nữ truyền thống, điều này luôn làm cho hắn cảm thấy canh cánh trong lòng. Dù là thản nhiên đối mặt với những chuyện này thì hắn cũng không thể không có chút chú ý. Bây giờ Vương Tử Quân mở đầu lại tán thưởng học thức của Lý Thừa Sướng, lại không nhắc đến vợ, điều này làm cho Lý Thừa Sướng căn bản là rất vui sướng. "Chào trưởng phòng Vương, cảm ơn lời khích lệ của ngài." Nhưng Lý Thừa Sướng là người trời sinh không thích kết giao, dù hắn có hảo cảm với Vương Tử Quân, thế nhưng lời nói ra khỏi miệng lại có vài phần đông cứng. Vương Tử Quân bắt tay Hàn Huyên vài câu với Lý Thừa Sướng, sau đó mới cười cười nói với Thẩm Kim Minh, bí thư Thẩm tôi thấy gần đây công tác của thành phố các anh rất sinh động, đặc biệt là công tác xây dựng đảng. Thẩm Kim Minh không chút nào cảm thấy bất ngờ khi thấy bạn học cũ của mình bày thái độ như vậy với Vương Tử Quân, vì người ta có một người vợ chống đỡ mặt mũi. Hơn nữa trình viên lệ mời hắn đến gặp Vương Tử Quân, không phải là mình có quan hệ bạn học với Lý Thừa Sướng sao? Nếu không với vị trí hiện tại của hắn, cũng không có cơ hội được tiếp kiến vị trưởng phòng tổ chức như mặt trời giữa ban trưa như thế này cảm ơn trưởng phòng vương đã có lời khẳng định với công tác của thành phố chúng tôi sau này kính mong bí thư vương kiểm tra chỉ đạo và phê bình nhiều hơn chỉ thị của ngài sẽ làm cho chúng tôi đẩy mạnh công tác thêm một bước thẩm kim minh nói rất cẩn thận thế nhưng sự nhiệt tình của hắn chỉ nhận lấy được nụ cười thản nhiên của vương tử quân sau khi ngồi xuống thì trình viên lệ luôn yêu cầu vương tử quân tiếp quản vị trí chủ vị nhưng vương tử quân từ chối chị trình chúng ta ăn cơm gia đình chị còn đẩy tôi đi lên như vậy thì không quá hay. Hơn nữa có anh Lý ngồi ở chỗ này, tôi nào dám lỗ máng, vì vậy hãy để anh cho Lý ngồi thì hay hơn. Mặc dù hai bên từ chối một phen nhưng cũng không ai dám ngồi lên vị trí kia. Lúc này hào cảm của Lý thừa sướng với Vương Tử Quân lại tăng lên vài phần, trên bàn rượu càng hào hứng trò chuyện với Vương Tử Quân về phương diện triết học. Dưới sự cố gắng của Vương Tử Quân thì bữa cơm lần này xem như khách và chủ đều vui vẻ trình viên lệ không phải có vì chồng có mặt trong bữa cơm hay không mà tỏ ra cực kỳ an phận lý thừa sướng thì tỏ ra rất vui vẻ giống như hận đã gặp mặt vương tử quân quá muộn thẩm kim minh cũng đã làm xong công tác của mình sau khi uống xong một chai rượu thì vương tử quân cười nói chị trình hôm nay nhà tôi có chút việc tôi cần phải về nhà trước tôi thấy chúng ta nên để lần sau tiếp tục trò chuyện thì hay hơn Tuy Vương Tử Quân nói lời trưng cầu ý kiến thế nhưng lại là chỉ thị cao nhất của bữa cơm lần này. Trình Viên lệ nhìn về phía Vương Tử Quân rồi cười nói, tôi thấy như vậy là tốt nhất, lần sau nên gọi cả em Tiểu Bắc đến. Tôi nghe nói trưởng phòng Vương giấu vợ rất kỹ, đến bây giờ tôi còn chưa biết được em Tiểu Bắc có bộ dạng thế nào. Vương Tử Quân cười ha hả nói, điều này thì quá dễ dàng, vài ngày nữa không quá bận rộn thì tôi sẽ làm cơm ở nhà mời các vị đến làm khách. Trình Viên Lệ tất nhiên sẽ nhanh chóng đồng ý phương án làm tăng tiến mối quan hệ giữa hai gia đình của Vương Tử Quân. Trước khi rời đi thì Trình Viên Lệ cười nói với Vương Tử Quân, anh thẩm là bạn học cùng trường đại học của chồng tôi, công tác ở tuyến dưới nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, trước kia còn từng là phó hiệu trưởng trường đảng thị ủy, đã từng nhận được lời khen ngợi từ tỉnh ủy. Vương Tử Quân căn bản cũng không có lời bình luận nào với lời nói của Trình Viên Lệ, nhưng hắn đã hiểu ý của nàng. Sở dĩ có bữa cơm hôm nay, Nói trắng ra cũng là vì những lời này của trình viên lệ. Thẩm Kim Minh rõ ràng cũng muốn làm phó hiệu trưởng thường vụ trường Đảng tỉnh ủy. Vương Tử Quân ngồi lên xe mà tâm tư xoay quanh vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường Đảng tỉnh ủy. Hắn là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn là trạm kiểm soát cao nhất ở phương diện đề bà chức vụ này. Nhưng khi mà Diệp thừa dân và Diêu Trung Tác đều có biểu hiện, vị trí này rốt cuộc thuộc về ai thì cần phải nhìn vào đối thoại giữa hai vị lãnh đạo kia lúc này vương tử quân xem như chỉ có tác dụng là một người đầy tớ sau khi hắn suy xét kỹ càng thì xem như định vị chính xác vị trí của mình trong sự kiện này với tình huống của vương tử quân hiện tại thì tốt nhất là nên đi theo diệp thừa dân bây giờ trong mắt đa số mọi người thì mình rõ ràng là người của diệp thừa dân mình chứng thực quyết định của diệp thừa dân thì sẽ không có vấn đề gì nhưng vương tử quân làm theo đúng chỉ thị của diệp thừa dân thì vị trí kia sẽ rơi vào đúng người cần thiết sao lúc này hai vị trí bí thư và phó bí thư không có ý kiến đồng nhất chủ tịch trử vận phong lại chưa tỏ thái độ nhưng trừ vận phong sẽ giúp đỡ diệp thừa dân sao nếu trừ vận phong giúp đỡ cho diêu trung tắc như vậy khả năng đẩy ngã nhân tuyển của diệp thừa dân là rất lớn nếu là như vậy thì một trưởng phòng tổ chức như vương tử quân sẽ là thất bại thảm hại tuy uy tín của vương tử quân bây giờ căn bản không vì một sự kiện đề bạt cán bộ mà bị dung chuyển Thế nhưng nếu muốn làm cho mình trở thành một trong ba nhân vật có quyền quyết định nhân sự trong tình, như vậy cần phải có biểu hiện cho rõ ràng. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân rơi vào trầm tư. Tân Nha Trà ở vào khu vực phồn hoa nhất của thành phố Đông Hồng, thế nhưng quán trà này lại lấy động làm tính, được sắp xếp bố trí rất phù hợp, làm cho người ta đến và cảm nhận được bầu không khí yên tĩnh thoải mái. Ngồi trong một gian phòng cổ xưa, hương trà thoang thoảng, nhạc nhẹ như nước suối róc rách, nhìn người đi đường qua lại bên dưới, càng làm cho người ta sinh ra cảm giác thoát tục. Bên ngoài một gian phòng ở lầu Ba Tân Nha Trà, Phó Phòng Thường vụ phòng tổ chức tỉnh ủy Trần Viễn Lũng có chút do dự, sau đó hắn khẽ gõ cửa. Hắn là Phó Phòng Thường vụ phòng tổ chức tỉnh ủy, trong mắt nhiều người thì hắn là một đại nhân vật, có đôi khi một câu nói của hắn có thể quyết định tương lai của một người. Trần Viễn Lũng năm nay hơn 40 tuổi, dáng người tuy gầy thấp nhưng âm thanh lại cực kỳ lớn. Hắn là người tỉnh Nam Giang, sau khi tốt nghiệp đại học thì được phân công đến công tác ở phòng tổ chức tỉnh ủy, ngoài thời điểm đi xuống tuyến huyện công tác coi như lấy công tác cơ sở, hắn căn bản đều công tác ở phòng tổ chức tỉnh ủy. Chương 1202, hai tư tưởng không buông, đội ngũ không tiêu tan. Vì các vị trưởng phòng của phòng tổ chức đều là cán bộ từ đất khách đến nhận chức, thế cho nên vị trí của một vị phó phòng thường vụ như Trần Viễn Lũng là rất quan trọng. Hắn là người biết người biết mình vì vậy luôn nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm của lãnh đạo đơn vị. Trưởng phòng tổ chức tiền nhiệm là Lục Trạch Lương cũng có quan hệ không tệ với Trần Viễn Lũng, tuy đối với những phương diện bổ nhiệm bí thư và chủ tịch các thành phố trong tỉnh thì hắn không có quyền quá lớn, thế nhưng ở phương diện bổ nhiệm cán bộ cấp cục, hắn lại có độ nặng khá lớn. Cũng vì nguyên nhân này mà Trần Viễn Lũng được xem là đối tượng nịnh bợ của nhiều người, nhưng khi mà Lục Trạch Lương ảm đạm xuống đài, hắn chợt sinh ra một cảm giác nguy cơ rất lớn vì mỗi hoàng đế sẽ có một nhóm thần nhân riêng, bây giờ trưởng phòng vương tuy lúc nào cũng vui cười hớn hở, chưa từng can thiệp vào công tác của đám phó phòng bọn họ, thế nhưng Trần Viễn Lũng là người có quan hệ thân mật với Lục Trạch Lương. Hắn cảm thấy thời gian mình ở lại phòng tổ chức tỉnh ủy cũng không còn quá dài nữa. Vương Tử Quân không phải là lãnh đạo mới đến, đối phương từng đấu tranh với Lục Trạch Lương mới tiến lên vị trí hiện tại. Trần Viễn Lũng là trợ thủ của Lục Trạch Lương, Hắn không thể nào đứng ngoài ở sự kiện điều chỉnh ban ngành phòng tổ chức. Đồng thời hắn là người thân cận của Lục Trạch Lương, thế cho nên khó thể nào tránh trời khỏi nắng. Trần Viễn Lũng là phó phòng thường vụ phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn là một vị cán bộ lãnh đạo cấp giám đốc sở có độ nặng lớn nhất trong đơn vị. Nếu hắn được điều động, như vậy tốt nhất là xuống thành phố tuyến dưới làm lãnh đạo đứng đầu cấp ủy. Nhưng dễ dàng như vậy sao? Cho dù khi Lục Trạch Lương còn công tác ở phòng tổ chức tỉnh ủy thì cũng chỉ mở miệng nói sẽ nghĩ biện pháp cho Trần Viễn Lũng mà thôi. Lúc này người đến thay thế cho Lục Trạch Lương là Vương Tử Quân, đối phương sao có thể đề cử mình lên vị trí quan trọng cho được. Trần Viễn Lũng tuy có chút do dự với lời hẹn ngày hôm nay, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn phải chạy đến. Khi hắn gõ tay lên cửa phòng, trên gương mặt nhanh chóng xuất hiện nụ cười. Nếu đã không cải biến được thì chỉ có thể chủ động đối mặt mà thôi. Khi cửa phòng khẽ mở ra, phó hiệu trưởng trường Đảng tỉnh ủy Lý Sâm Thăng lộ mặt, khi thấy Trần Viễn Lũng thì hắn nhanh chóng nở nụ cười nhiệt tình, "Trưởng phòng Trần, tôi đang chờ ngài, mời ngài vào trong." Trần Viễn Lũng cười cười với Lý Sâm Thăng rồi cất bước đi vào trong phòng. Gian phòng này không quá lớn thế nhưng vật dụng rất tinh xảo, lúc này một người đàn ông đầu chọc chưa đến 50 ngồi ở một bên đã đứng lên nói, "Viễn Lũng, nếu lần này anh không đến như vậy bình trà phổ nhị này một mình tôi cũng dùng không hết. Ha ha ha, thư ký trưởng anh là người nổi tiếng phẩm trà trong đơn vị, có trà ngon gì chỉ có thể rơi vào tay ngài mới là tốt. Còn tôi chỉ là nhân sĩ nghiệp dư, căn bản không so được với ngài. Trần Viễn Lũng vừa nói vừa chủ động vươn tay với người đàn ông đầu chọc bên kia. Trong văn phòng cấp ủy và chính quyền tỉnh chỉ có hai người được gọi là thư ký trưởng, một người là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Đào Nhất Hành một người còn lại chính là thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh mới nhận chức là Tào Thịnh Cương. Lúc này người ngồi đây không phải là Đào Nhất Hành, cũng không phải là Tào Thịnh Cương, chính là phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Phòng Quảng Thắng. Phòng Quảng Thắng là một vị phó thư ký trưởng xếp hàng đầu tiên trong văn phòng tỉnh ủy, chịu trách nhiệm đảm bảo công tác văn phòng cho phó bí thư Diêu Trung Tắc, rất được bí thư Diêu tín nhiệm. Trong mắt nhiều người thì Phùng Thường Quốc căn bản là đại biểu cho bí thư Diêu sau khi bắt tay theo thói quen thì ba người ngồi xuống ghế trong phòng, dưới sự khiêm nhường của Trần Viễn Lũng và Lý Sâm Thăng, phòng Quảng Thắng chỉ có thể ngồi xuống vị trí chủ vị, lúc này Lý Sâm Thăng cũng nhiệt tình rót trà cho Trần Viễn Lũng. Sau khi nói vài câu buôn chuyện thì phòng Quảng Thắng chợt nói, anh Trung thật sự có chút đáng tiếc. Trần Viễn Lũng tất nhiên biết rõ người trong câu nói cảm thán của phòng Quảng Thắng là ai. Hắn là phó phòng thường vụ phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn tiếp xúc khá nhiều với trường đảng tỉnh ủy. Mặc dù biết phòng Quảng Thắng nói có ý nghĩ là gì, thế nhưng hắn vẫn cảm khái nói, anh Trung công tác rất tốt, là người phúc hậu, thế nhưng sức khỏe lại không quá tốt. Lý Sâm Thăng là người mời khách, hắn thấy hai người Trần Viễn Lũng nói lời cảm khái, hắn là người của trường đảng tỉnh ủy thì tất nhiên cũng không thể không nói. Vì không nên mang thù với người chết, mặc dù anh Trung còn chưa chết, thế nhưng hắn cũng không ngốc đến mức mở miệng mắng một kẻ phế nhân, dù sao thì những lời như vậy căn bản là không hay. Ôi, những năm qua anh Trung công tác ở trường đảng căn bản đã làm ra rất nhiều cống hiến, chúng tôi căn bản đều cực kỳ bội phục hiệu trưởng Trung, cũng không ngờ một người tốt như vậy lại ngã bệnh vào lúc này. Ba người Lý Sâm thăm nói vài câu thổn thức về tình hình sức khỏe của hiệu trưởng Trung, sau đó phòng quảng thắng cho thay đổi chủ đề, anh Lý, anh cũng đừng thương cảm như vậy, anh Trung tuy sức khỏe không tốt nhưng tính mạng sẽ được bảo vệ. Điều các anh cần làm bây giờ không phải là cứ mãi thương cảm anh Trung, mà cố gắng tiếp nhận và đẩy công tác của trường đảng tiến lên giai đoạn mới. Xem ra đây mới là mục đích muốn nói của phòng Quảng Thắng. Trong đầu Trần Viễn lũng lóe lên những ý nghĩ như vậy. Hắn dùng ánh mắt bất động nhìn hai người phòng Quảng Thắng biểu diễn. Chợt nghe Lý Sâm Thăng nói: Thư ký trưởng ngài cứ yên tâm, trường đảng chúng tôi nhất định sẽ biến đau thương thành lực lượng. Dưới sự chỉ thị của Bí thư Diêu, thừa theo trí nguyện của hiệu trưởng chung chúng tôi sẽ đẩy công tác của trường đảng tiến lên giai đoạn mới. Tốt, như vậy mới tốt, bí thư Diệp từng nói khó khăn không đáng sợ, vì tất cả chỉ là tạm thời mà thôi. Chỉ cần các anh không buông bỏ tư tưởng, độ ngũ không tan rã, tinh thần không suy sụp, mục tiêu không thay đổi, như vậy bất kỳ công tác gì cũng có tiến triển tốt đẹp. Phòng Quảng Thắng nói đến đây thì đưa mắt nhìn Trần Viễn Lũng rồi nói, anh Trần, anh xem hiệu trưởng Lý có quyết tâm thế nào. Hôm nay bí thư Diêu tìm anh Lý trò chuyện, nói anh ấy cần phải chuẩn bị tư tưởng tiếp nhận trọng trách vào thời điểm mấu chốt nên dũng cảm tiến lên gánh vác. Ánh mắt Lý Sâm Thăng cũng tập trung về phía Trần Viễn Lũng. Lần này vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng căn bản là bắt buộc với hắn, nếu như hắn muốn nắm chặt trong tay mình, như vậy phải làm tốt công tác với Trần Viễn Lũng. Trần Viễn Lũng nhìn vẻ mặt hai người phòng quảng thắng, hắn trầm ngâm dây lát rồi trầm giọng nói, hiệu trưởng Lý có năng lực công tác quá rõ ràng, tôi tin tưởng trường đảng dưới sự lãnh đạo của anh sẽ phát triển mạnh mẽ hơn chương 1203, một trưởng phòng tổ chức chỉ là Bình Hoa. Khi thấy Trần Viễn Lũng nói như vậy thì gương mặt của Lý Sâm Thăng đã khá hơn rất nhiều. Dù trước khi đến thì hắn cũng có lòng tin với sự kiện này, thế nhưng nó là sự kiện liên quan đến ích lợi của bản thân hắn, thế cho nên hắn căn bản cũng rất căng thẳng. Cảm ơn lời khích lệ của trưởng phòng Trần, tôi cũng vì sự phát triển mở rộng của công tác trường đảng mới đứng ra gánh trách nhiệm. Hiệu trưởng chung vì công tác của trường đảng mà đã lâm bệnh, tôi là đồng sự của anh ấy, tôi nào có thể trơ mắt nhìn những gì lãnh đạo cống hiến nhiều năm đổ sông đổ biển được. Lý Sâm Thăng nói càng làm cho Trần Viễn lúng cười thầm, hắn đã khảo sát qua nhiều cán bộ, hắn không hiểu ý nghĩ trong lòng người ta được sao. Người có năng lực công tác căn bản là rất nhiều, thế nhưng chỉ có một vị trí đứng đầu, thử nghĩ xem trong đơn vị có thiếu nhân tài sao. Tuy Trần Viễn Lũng nghĩ như vậy nhưng căn bản lúc cần làm kẻ ngốc thì vẫn tỏ ra ngây ngốc, hắn nhìn Lý Sâm Thăng tỏ thái độ mà chỉ nở nụ cười nhạt mà thôi. Phòng quảng thắng lần này đi đến cùng Lý Sâm Thăng, căn bản có ý nghĩa cổ vũ cho Lý Sâm Thăng. Hắn thấy đã đến đúng thời điểm, thế là cười nói với Trần Viễn Lũng, trưởng phòng Trần, hiệu trưởng Lý lần này có thể đi lên hay không thì phải nhìn vào anh, tôi tin tưởng anh sẽ không làm cho. Thất vọng khi nói đến câu cuối thì phòng quảng thắng cố ý dừng lại, cũng không nói đến người nào thất vọng. Hắn nói như vậy giống như không phải là mình thất vọng, lại giống như có ý kiến gì khác, mà ý nghĩa là gì thì còn tùy vào người ta phỏng đoán như thế nào. Một câu nói như vậy của phòng quảng thắng không khỏi làm cho Trần Viễn Lũng cảm thấy ngưng trọng, hắn trầm ngâm dây lát rồi nói, bản thân tôi tất nhiên là cố gắng giúp đỡ hiệu trưởng lý, thế nhưng sự kiện này không phải chỉ là một vị phó phòng như tôi có thể làm chủ được. Ha ha, trưởng phòng Trần, có phải anh cảm thấy tôi chưa từng công tác trong phòng tổ chức nên cố ý ức hiếp tôi không hiểu quy củ của phòng tổ chức hay không? Anh là người nắm ban số 2 của phòng tổ chức, ai lên ai xuống không phải chỉ là một lời nói của anh sao? Phòng Quảng Thắng nói đến đây thì dùng giọng giống như đùa giỡn nói, anh Trần, hai ngày trước tôi nghe được một câu, thật sự làm cho tôi cảm thấy hâm mộ. Phùng Thường Quốc nói đến đây thì nhìn Lý Sâm Thăng nói tiếp, hiệu trưởng Lý, anh có nghe qua lời nói kia không? lý sâm thăng có hơi sướng sốt hắn cười nói tất nhiên là có nghe nói ha 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 nếu muốn tiến lên thì tìm viễn lũng những lời này căn bản được không ít người tôn sùng ngay cả bí thư diêu cũng cảm thấy câu nói này có vài phần đúng đắn phòng quảng thắng nói đến đây thì nhìn về phía trần viễn lũng nói mọi người đều hiểu rõ lẫn nhau tôi tin tưởng trưởng phòng trần trên sự kiện này sẽ cố gắng tận tâm tận lực vì tâm nguyện của sâm thăng trần viễn lũng cũng từng nghe qua về những lời này Trước đó hắn còn cảm thấy tự đắc vì câu nói như vậy. Thế nhưng bây giờ nghe Phòng Quảng Thắng nói ra thì hắn lại cảm thấy trong lòng không yên. Dù sao hắn cũng chỉ là một vị phó phòng thường vụ phòng tổ chức, nếu như lời này rơi vào trong tai của trưởng phòng Vương, còn không biết sẽ lưu lại ấn tượng như thế nào. Lúc này Phòng Quảng Thắng lại đưa bí thư Diêu ra, nếu như Trần Viễn Lũng không đồng ý đối phương, như vậy chỉ sợ sẽ đắc tội với bí thư Diêu. Hắn là phó phòng thường vụ phòng tổ chức nếu như đắc tội với phó bí thư nắm công tác tổ chức trong tỉnh, chỉ sợ hắn khó có thể tiếp tục ở lại phòng tổ chức. Trần Viễn Lũng không có hy vọng quan hệ tốt với Vương Tử Quân, cũng không bằng tăng cường quan hệ với Bí Thư Diêu. Dù sao thì khi lãnh đạo chủ quản lên tiếng, Bí Thư Diêu vẫn có thể nói vài lời hay cho mình. Thư ký trưởng, anh xem mình nói gì kìa, thật sự là quá quan tâm đến tôi rồi. Làm việc cho Bí Thư Diêu căn bản là điều phải làm, nhưng sự việc này cũng cần phải liên hệ với trưởng phòng vương phòng quảng thắng là người trà trộn lâu năm trong quan trường lúc này thấy trần viễn lũng tỏ thái độ như vậy thì sao không hiểu hắn cười hì hì nói anh trần bí thư diêu là người nắm công tác tổ chức sự việc này rốt cuộc nơi ai còn chưa biết chắc được trần viễn lũng khẽ gật đầu mà không nói gì thêm sáng sớm hôm sau vương tử quân lật xem vài trang văn kiện sau đó yêu cầu du giang vĩ đưa trần viễn lũng đến phòng làm việc của mình Hắn căn bản là không hiểu quá nhiều về Trần Viễn Lũng, thế nhưng hắn căn cứ vào phương diện tỏ thái độ của đối phương, biết người này có chút thủ đoạn. "Trưởng phòng Vương, đây là tài liệu mà cán bộ văn phòng nói về phương diện tăng cường giáo dục đảng, tôi cảm thấy có vài đề nghị rất tốt." Sau khi cung kính đi đến trước mặt Vương Tử Quân, Trần Viễn Lũng cung kính đưa một phần tài liệu cho Vương Tử Quân. Sau khi tiếp nhận tài liệu Trần Viễn Lũng đưa đến, Vương Tử Quân đơn giản nhìn thoáng qua sau đó dùng giọng như tùy ý nói, trưởng phòng Trần cần phải liên tục nắm bắt công tác giáo dục đảng viên, anh trước kia nắm rất tốt công tác này, sau này nên chú ý tiếp tục nắm chặt là được. sau khi đơn giản nói vài hạng mục công tác thì Vương Tử Quân dùng giọng không quan tâm nói, trưởng phòng Trần hôm qua hiệu trưởng Chung của trường đảng tỉnh ủy trượt ngã bệnh, tuy đã cấp cứu kịp thời nhưng bệnh viện nói anh Chung căn bản không thể tiếp tục công tác, lãnh đạo chủ yếu thấy công tác của trường đảng căn bản không thể để chống. Thế cho nên yêu cầu phòng tổ chức chúng ta cho ra ý kiến về nhân tuyển. Trần Viễn Lũng nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, hắn không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Tuy hắn có quyết đoán ở sự kiện này, thế nhưng khi sự việc phát triển, hắn căn bản cảm thấy có chút không yên. "Trưởng phòng Vương, anh có ý kiến gì với nhân tuyển lần này không?" Trần Viễn Lũng có chút trầm ngâm, sau đó khẽ hỏi. Tuy Trần Viễn Lũng có quyết đoán nhưng ở sự kiện này hắn còn có thể lật hai hướng nếu như bí thư diệp và trưởng phòng vương cùng đề cử một người, như vậy mình căn bản là người biết thời biết thế, coi như ném một cái nhân tình. Dù sao thì vương tử quân là lãnh đạo trực tiếp của hắn, có thể đắc tội muộn một chút thì cũng hơn là đắc tội sớm. Vương tử quân nhìn gương mặt trần viễn lũng, hắn cười nhạt một tiếng rồi nói, tôi cũng không quá hiểu về cán bộ trong trường đảng, những chuyện này các anh cứ dựa theo nguyên tắc tổ chức để đề cử những cán bộ thích hợp. Trần Viễn Lũng đồng ý một tiếng, trong lòng có chút vui vẻ. Khi hắn chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, đúng lúc này Vương Tử Quân chợt gọi hắn lại, sau đó dùng giọng không quan tâm hỏi một câu, Khương Tập Minh là người như thế nào? Chương 1203, hai trưởng phòng tổ chức chỉ là bình hoa. Sau khi nghe được lời nói của Vương Tử Quân thì tâm tư của Trần Viễn lúng chợt chấn động, nếu như lúc này hắn không hiểu rõ lời nói của Vương Tử Quân như vậy thì hắn cũng khỏi cần phải làm phó phòng thường vụ phòng tổ chức tỉnh ủy. Hắn nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Vương Tử Quân, thế là có chút do dự rồi cười nói, nghe nói đồng chí này rất tốt, năng lực công tác rất mạnh. Vương Tử Quân không tiếp tục mở miệng, sau khi Trần Viễn Lũng đóng cửa lại thì trên mặt hắn mới nở nụ cười. Bây giờ hắn đã ném cơ hội cho Trần Viễn Lũng, nắm bắt được hay không phải nhìn vào Trần Viễn Lũng. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân cầm quyển tạp chí trong tay lên nhìn. Hắn đã xem tạp chí này nhiều lần, nhưng điều làm cho hắn chú ý ngoài vài bài viết về cải cách tổ chức, còn là chữ ký của những bài viết kia. Trì Hoa Trục, Vương Tử Quân rất có ấn tượng với cái tên này, năm xưa đã không ít lần xuất hiện trên báo chí. Nhưng năm xưa Vương Tử Quân chỉ là một tiểu nhân vật, căn bản không quan tâm đến những thứ này. Nhưng bây giờ thân phận của Vương Tử Quân đã khác, khi hắn nhìn thấy cái tên này thì bắt đầu suy tư thế nhưng ấn tượng kiếp trước của hắn căn bản không có bóng dáng của người này. Vương tử quân trần chờ dây lát, sau đó hắn bấm số điện thoại phòng làm việc của Du Giang Vĩ. Hai phút sau Du Giang Vĩ đi vào trong phòng làm việc của Vương tử quân. Hôm nay Du Giang Vĩ có vẻ rất vui, tuy hắn che giấu nụ cười của mình trước mặt Vương tử quân, thế nhưng tinh thần vui vẻ chấn động căn bản là khó thể nào che giấu được. Vương tử quân nhìn vẻ mặt hưng phấn của Du Giang Vĩ, hắn thầm mỉm cười hắn căn bản là biết rõ vì sao du giang vĩ lại vui vẻ như vậy vì lúc này phương án nhân sự của ủy ban tư pháp tỉnh ủy đã được thông qua du giang vĩ càng thuận lợi từ vị trí phó phòng đến phó cục căn bản tiến lên một bước trên đường làm quan những gì liên quan đến ủy ban tư pháp khi nào thì xong xuôi vương tử quân đặt bút trong tay xuống rồi mỉm cười hỏi du giang vĩ du giang vĩ cũng không ngờ bí thư vương lại quan tâm đến loại chuyện này hắn gãi gãi đầu nói hôm nay là có thể xong trưởng phòng Long sắp xếp cho chủ nhiệm Hà của văn phòng đi làm. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, Du Giang Vĩ là thư ký mình mang từ ủy ban tư pháp tỉnh ủy đến phòng tổ chức, tất nhiên nhân viên của phòng tổ chức phải nịnh bợ mình ở phương diện này. Đối với Vương Tử Quân thì đám người kia nếu không nịnh bợ thì mới là vấn đề. À, đi đến phòng tổ chức thì xem như cậu là lính mới, vì vậy thời điểm bình thường nên đặt nặng lên phương diện học tập. Càng ngày thì Vương Tử Quân càng thêm thưởng thức về Du Giang Vĩ, hắn thừa cơ hội lần này muốn gõ đối phương một chút dù sao thì đi về phía vị trí cao thì du giang vĩ cũng cần phải có kinh nghiệm tương ứng bí thư vương cứ yên tâm tôi nhất định sẽ đặt chỉ thị của ngài ở trong lòng tuy nghe rõ ý nghĩa lời nói muốn gõ lên đầu mình của vương tử quân thế nhưng du giang vĩ cũng không nhịn được mà cảm thấy vui mừng dù sao thì những cán bộ trong tỉnh nam giang căn bản không phải là ai cũng được trưởng phòng vương gõ lên đầu nếu không phải trưởng phòng vương coi mình là tâm phúc căn bản sẽ không nói ra những lời như vậy. Vương Tử Quân cười cười không nói thêm gì nữa. Tuy hắn tình nguyện bồi dưỡng cán bộ cấp dưới, thế nhưng cuối cùng có thành tài hay không thì phải xem vào bản lĩnh của bọn họ. Nếu như bản thân bọn họ không thể đổi cũ thành mới, như vậy thì mình có tâm tư sử dụng cũng không thành. Cậu đã nghe qua cái tên Trì Hoa Trục này chưa? Vương Tử Quân lấy bài viết trên báo ra chỉ vào phần tác giả rồi nói. Trì Hoa Trục, Du Giang Vĩ trầm ngâm một chút. Sau đó dùng giọng làm cho Vương Tử Quân bất ngờ nói: "Bí thư Vương, Trì Hoa Trục chính là giáo sư trường Đảng tỉnh ủy, là người rất có trình độ, tôi đã từng đến tham gia một khóa học của ông ấy." Nhưng người này tính tình kiêu ngạo, công tác ở trường Đảng cũng không quá hài lòng. Vương Tử Quân thật sự không ngờ Du Giang Vĩ có biết về Trì Hoa Trục, hắn có chút sững sốt, sau đó dùng giọng có hứng thú nói: "Cậu nói rõ chi tiết tôi xem." Du Giang Vĩ cũng không hiểu vì sao trưởng phòng Vương lại có hứng thú với Chỉ Hoa Trục, nhưng hắn cẩn thận nói những gì mình biết cho lãnh đạo. Vương Tử Quân nghe những lời giới thiệu của Du Giang Vĩ mà không khỏi nở nụ cười. Chỉ Hoa Trục người này rất có kiến thức nhưng lại có tính tình khác biệt, là một người có danh tiếng làm cho người ta đau đầu trong trường Đảng Tỉnh ủy. Tuy học vấn rất cao nhưng lại không được tuyến trên tán thưởng, mãi đến bây giờ cũng chỉ là giáo viên bình thường. Nhưng người này công tác cực kỳ có trình độ tuy không tiến lên nhưng là một người có nghiệp vụ nòng cốt của trường đảng, vì vậy công tác cũng khó thể nào ly khai khỏi người này. Cũng vì nguyên nhân như vậy mà căn bản không thể nào bị đá ra khỏi trường đảng tỉnh ủy. Vương Tử Quân nghe những chuyện về Trì Hoa Trục thì không khỏi cười nói, cậu đi gặp Trì Hoa Trục, để cho anh ấy viết một bài về vấn đề cán bộ. Vương Tử Quân nói đến đây thì trần chờ một chút, sau đó lại cười nói, thế này đi, chiều nay không phải không có chuyện gì sao chúng ta cùng nhau đi đến trường đảng tỉnh ủy một chuyến buổi chiều hôm nay vương tử quân vốn có sắp xếp tham gia hai hội nghị nhưng lúc này vương tử quân lại cho ra quyết định như vậy dù giang vĩ là thư ký tất nhiên không thể làm cho lãnh đạo mất hào hứng hắn thầm cảm thấy hâm một trì hoa trục đồng thời trong lòng thầm nghĩ người này được bí thư vương nhìn chúng nếu như không có sai lầm gì thì biết đâu sau này mình còn phải dựa vào đối phương vương tử quân là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy hắn đi đến trường đảng tỉnh ủy trên danh nghĩa là gặp mặt thăm hỏi các ban huấn luyện cán bộ. Tuy vương tử quân không phải là hiệu trưởng trường đảng, thế nhưng hắn là trưởng phòng tổ chức, hắn đến làm cho bầu không khí của trường đảng trở nên cực kỳ căng thẳng. Lúc này đang ở trong thời điểm cực kỳ mẫn cảm của trường đảng tỉnh ủy Nam Giang, hiệu trưởng Trung bị bệnh, vài vị phó hiệu trưởng lúc này đang mài ma đao soàn soạt, chuẩn bị chém giết một trận. Người có tác dụng lớn trong sự kiện này chính là Vương Tử Quân, Tất nhiên sẽ là đối tượng làm cho bọn họ kính sợ và nịnh bợ. Trước kia vì chưa quen thuộc với trưởng phòng Vương nên cho dù muốn kéo quan hệ thì cũng khó, giống như một con nhím đầy gai khó thể sờ vào. Nhưng bây giờ trưởng phòng Vương đến kiểm tra công tác của trường đảng, có thể nói tạo nên cơ hội tốt cho tất cả mọi người. Tất nhiên sẽ không người nào chịu bỏ qua cơ hội lần này. Lý Sâm Thăng là một vị phó hiệu trưởng trường đảng, hắn là người ở vị trí thứ hai trong các vị phó hiệu trưởng. Khương Tập Minh là người xếp trước. Nhưng lúc này anh Trung bị bệnh, hai người trở thành đối thủ của nhau, quan hệ giữa hai bên chợt trở nên có chút vi diệu. Khốn nổi cho dù bọn họ có thái độ khác thường với nhau như thế nào, bây giờ đối mặt với sự kiện Vương Tử Quân đến kiểm tra chỉ đạo công tác của trường đảng, thái độ của hai người lại chăm sông đổ về một biển. Hai người cực kỳ ăn ý, cố gắng làm tốt công tác lần này, cố gắng biểu hiện thật tốt trước mặt trưởng phòng Vương. Vì vậy hai người mở hội nghị chuyên môn, triệu tập những người có nghiệp vụ nòng cốt, thương nghị thật kỹ lưỡng công tác tiếp đãi trưởng phòng Vương. Chương 1204, một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán. Anh Trì, anh đi làm cái gì vậy? Khi mọi người đang bàn bạc nóng như lửa đốt thì Trì Hoa Trục là giáo sư trường Đảng lại đứng lên. Lý Sâm Thăng đang nói chuyện chợt có chút mất hứng, hắn trầm giọng nói với Trì Hoa Trục. Trì Hoa Trục cười cười nói, "Hiệu trưởng Lý, Tôi đau bụng quá, tôi muốn đi vệ sinh một chút." Mặc dù biết lời này của Trì Hoa Trục không nhất định là thật nhưng Lý Sâm Thăng cũng không thể nói gì hơn được, dù anh có lợi hại thế nào cũng không thể quản người ta đi vệ sinh được. Hắn đành khoát tay áo, cho Trì Hoa Trục đi ra ngoài, thế nhưng trong lòng lại thầm ghi sổ với đối phương. Trì Hoa Trục cười cười rời khỏi phòng họp, hắn đi về phía phòng làm việc của mình. Hắn căn bản không có kiên nhẫn với hội nghị lần này. Vì hắn biết làm như vậy thì mình căn bản là khác loài, thế nhưng không cần hắn cũng xong việc mà thôi. Tút tút tút, Trì Hoa Trục vừa lật hai trang sách thì điện thoại vang lên. Chiếc điện thoại này được sản xuất từ hai năm trước, hình dáng cũ kỹ, nhưng gần đây hắn mới mua nó. Sở dĩ hắn phải mua điện thoại vì đây là phúc lợi cho tất cả các giáo sư trong trường đảng. Khi hiệu trưởng chung còn là hiệu trưởng trường đảng, vì tôn trọng các phần tử trí thức nên phân phối cho mỗi vị giáo sư một chiếc điện thoại. Nhưng điện thoại của mỗi người cũng không giống nhau, rất nhiều vị giáo sư quan hệ tốt với hiệu trưởng chung thì được nhận điện thoại loại mới, chỉ có Trì Hoa Trục phải xài loại điện thoại cũ. Giáo sư Trì đã đặt sẵn điện thoại cho anh, thế nhưng vì không muốn làm ảnh hưởng đến quá trình sử dụng của anh, tôi đã đặc biệt yêu cầu bọn họ chiếc điện thoại này." Lời nói của chủ nhiệm văn phòng Trương Hiểu Minh chủ nhiệm hậu cần tuy rất khách khí nhưng có ý nghĩa là gì thì Trì Hoa Trục hoàn toàn hiểu rõ. Trì Hoa Trục căn bản là cực kỳ tức giận với chuyện này, thế nhưng cuối cùng thì hắn vẫn nhận lấy chiếc điện thoại thuộc về mình. Không cần cũng phải nhận, hơn nữa nếu hắn mở miệng làm lớn chuyện thì cũng chỉ rước lấy phiền mà thôi. Trì Hoa Trục nhìn thoáng qua dãy số, hai hàng chân mày chợt nhíu lại, nhưng hắn vẫn nghe máy. Vừa mới nối thông điện thoại thì chợt nghe đầu dây bên kia vang lên giọng nói của chị dâu, nhị đệ, chuyện của cháu thế nào rồi? Tôi nghe nói ban học tập của nó đã báo danh rồi thì phải. Trì Hoa Trục tất nhiên biết rõ điều này, thế nhưng hắn phải nói thế nào đây, căn bản là không làm được sao? Lời này ra khỏi miệng thì căn bản là mất mặt mũi. Nhưng hiệu trưởng Lý kia rõ ràng là có ý phá hoại, khi trước đối phương vỗ ngực đảm bảo thế nào thì bây giờ xem ra thất bại thảm hại thế ấy. Trì Hoa Trục công tác ở trường đảng, hắn biết đối phương là hiệu trưởng, muốn xử lý chuyện của cháu mình thì chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Bây giờ đối phương căn bản không làm giúp mình rõ ràng không phải là năng lực đối phương có hạn, mà là không muốn làm. Chị dâu, vấn đề này chị cũng đừng quan tâm, tiểu lỗi là cháu của tôi, dù tôi có nát đầu cũng phải đưa nó vào học tập. Chị Hoa Trục nói vài câu với chị dâu rồi cười đảm bảo. Chị dâu bên kia nở nụ cười, nhưng khi chị Hoa Trục đặt điện thoại xuống thì căn bản là không cười nổi. Chị Hoa Trục là con trai thứ hai trong nhà, anh của hắn vì muốn cho hắn được học tập mà phải nghỉ học, Điều này làm cho hắn cảm thấy mình làm cho anh mình bị thua thiệt hơn người khác. Khi hắn nhận được công tác ở trường đảng thì căn bản là không trợ giúp quá lớn cho gia đình, ngoài phương diện Tết đến mang về được vài phần quà, căn bản là chuyện lớn nhỏ trong nhà đều được anh xử lý. Lúc này con trai của anh Trì Hoa Trục sắp thi đại học, Trì Hoa Trục có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Hắn đã nghĩ kỹ càng, cho dù mình căn bản không thể nào được người ta nể mặt như vậy hắn cũng chuẩn bị lấy số tiền dành dụng trong hai năm qua để mua cho cháu một phần danh sách ôi chuyện này nếu là của giáo sư khác thì chỉ sợ đã thành công nhưng chính hắn thì chị hoa trục thầm cảm khái đúng lúc này điện thoại đã nhiều ngày im lặng chợt vang lên là một dãy số lạ chị hoa trục trầm ngâm dây lát rồi nghe máy bố đoán xem là ai đây đầu dây bên kia truyền đến giọng nói tinh nghịch của một cô gái chỉ hoa trục nghe được giọng nói của con gái thì tâm tình buồn bực chợt giảm đi phân nửa, hắn cười cười nói, đoán không được. Ba ba ngốc, còn lừa gạt con, con nói cho bố biết, hôm nay mẹ ban thưởng cho con, mua cho con một cái máy tính, dùng rất tốt. Chỗ này bán máy tính cho gọi miễn phí, con gọi điện thoại nói cho bố một tiếng. Tiếng cười khanh khách của con gái liên tục vang lên trong tai chỉ hoa trục. Chỉ hoa trục biết rõ chuyện con gái cần mua máy tính, Hắn cũng tình nguyện mua cho con gái. Lúc này nghe nói vợ mua máy tính cho con gái, hắn có chút vui vẻ, thế nhưng sau đó hắn nghĩ đến cái gì đó, gương mặt lại trở nên âm trầm. Nhưng cuối cùng Trì Hoa Trục cũng không nói gì, sau khi con gái cúp điện thoại thì hắn ném quyển sách trong tay xuống đất. Trong nhà có bao nhiêu tiền thì Trì Hoa Trục biết rõ ràng, lúc này vợ mua máy tính cho con gái, bây giờ mình phải lấy tiền đâu lo cho cháu trai? Đi mượn sao? Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Trì Hoa Trục, điều này làm cho hắn cảm thấy rất chán nản. Lúc này Trì Hoa Trục thậm chí thầm hận mình, có nhiều chuyện hắn hiểu hơn người ngoài, thế nhưng hiểu thì tính cách lại khó thay đổi, hắn cũng không muốn dán mặt nóng lên mông lạnh, vì vậy mới trở nên thế này. Thể diện thì làm được gì, có giải quyết được vấn đề gì sao? Trước kia mình ngông nghênh với mọi người, nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ cảm thấy làm như vậy căn bản là không đáng chút nào. Chỉ hoa trục cảm thấy rất chán nản, hắn ngã lưng lên ghế. Sau khi trầm ngâm dây lát thì hắn bấm số điện thoại của hiệu trưởng Lý, tuy sự việc căn bản là không lớn, thế nhưng lúc này chỉ có một hướng đi như vậy mà thôi. Ha ha, chào giáo sư trì, chuyện kia tôi luôn quan tâm đặc biệt. Thế nhưng anh trì, anh cũng không phải không biết trường chúng tôi cạnh tranh rất mạnh, tuyến trên còn hạ chỉ thị phải có yêu cầu cao với tuyển sinh lần này, tuyệt đối không cho phép có vấn đề nào xảy ra vị hiệu trưởng Lý kia vừa mở miệng đã kể khổ với chị Hoa Trục. Dù biết hiệu trưởng Lý kia chỉ biểu diễn cho mình xem nhưng chị Hoa Trục vẫn phải thành thật nói, hiệu trưởng Lý, chuyện này mong ngài quan tâm hơn, tôi thật sự vô năng nếu không cũng không ném sự việc lên đầu anh. Cháu ruột của tôi là một mầm mống tốt, kính mong anh quan tâm hơn, giúp đỡ nhiều hơn. Chị Hoa Trục nói những lời này thì miệng lưới có chút cứng nhắc, thế nhưng hắn không thể nào không mở miệng, dù sao thì nó cũng liên quan trực tiếp đến đứa con mà anh chị mình đang cực kỳ hy vọng cha mẹ đã già chính mình căn bản không ra gì thế nên chỉ nhờ vào anh chị mà thôi nếu như mình làm cho chị dâu tức giận ở sự kiện này như vậy kết quả sẽ là đổ cơn giận lên người cha mẹ chị hoa chụp căn bản không muốn chuyện này phát sinh thế cho nên dù lần này mất mặt thì hắn cũng phải làm cho tốt thế nhưng có một số việc mà dù anh có dùng bất cứ giá nào cũng không thể xong việc dù Trì Hoa Trục đã nói gãy lưới thế nhưng hiệu trưởng Lý cũng không cho ra một lời hứa xác thực, chỉ nói sẽ cố gắng hết sức mà thôi. Lời nói như thế này căn bản là từ chối. Từ sáng đến chiều Trì Hoa Trục không thể nào ăn cơm, hắn liên tục gọi điện thoại, thế nhưng đám người quen trước kia kẻ thì nói không làm được, kẻ nói sẽ cố gắng hết sức, thực tế thì bọn họ sẽ không làm gì cả. Đến lúc cần thì căn bản không có ai, không biết vì sao mà Trì Hoa Trục chợt nghĩ đến lời này. Khi hắn đang cảm khái định tìm người vay tiền thì tiếng gõ cửa vang lên. Chương 1205, một tri thức là lực lượng. Anh Trì, hiệu trưởng Lý thông báo cho các giáo sư cùng đi nghênh đón trưởng phòng Vương, lúc này trưởng phòng Vương đã đến rồi. Trì Hoa Trục căn bản không có cảm tình gì với người đến thông báo với mình, hắn khoát tay áo nói, làm phiền anh nói với lãnh đạo một tiếng, tôi bây giờ không có thời gian, không thể đi qua được. Người đến thông báo thấy thái độ của Trì Hoa Trục nhưng không thể trách, thế là hắn khẽ gật đầu rời khỏi phòng làm việc của Trì Hoa Trục, trước khi đi còn nở nụ cười nói: "Anh Trì, anh là người có học vấn, tôi nghe nói trưởng phòng Vương đến trường đảng lần này rất coi trọng những người có học vấn." Trì Hoa Trục không nói gì, coi trọng người có học vấn, hi hi, không phải coi trọng đám người nghe lời phát biểu của mình sao? Trước kia Trì Hoa Trục cũng không phải chưa từng tiếp xúc qua lãnh đạo Thế nhưng sau một thời gian tiếp xúc thì không ai thèm quan tâm đến hắn. Vì sao không quan tâm? Trì Hoa Trục hiểu rất rõ, chỉ là khi đó hắn cho rằng đây là một câu chuyện cười, nhưng hiện tại hắn lại có chút hối hận. Chẳng lẽ cuối cùng mình phải mất hết thể diện mới được sao? Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Trì Hoa Trục lại cầm lấy điện thoại, một loạt cái tên quen thuộc xuất hiện trong đầu hắn. Nhưng những cuộc điện thoại này liên tục làm cho hắn thất vọng. Những người kia nói những chuyện chung thì được, nhưng vừa nghe nói hắn mượn tiền thì căn bản lắc đầu còn nhanh hơn gõ trống bỏi. Anh chị, tôi cũng muốn cho anh mượn tiền, thế nhưng gần đây tôi thâm hụt quá nhiều, mới đó đã mất đi vài triệu. Lúc này căn bản là thiếu thốn rất nhiều, chỉ còn kém nhảy lầu tự sát mà thôi. Người bạn mở miệng nói, chị Hoa Trục biết rõ đối phương không nói sự thật, đối phương muốn cho mình mượn tiền chỉ đáng giá một bữa cơm, thế nhưng người ta căn bản là không có ý muốn cho mượn mình căn bản là không ra gì còn trách được ai chị hoa trục thầm cảm khái một tiếng sau đó buông điện thoại trong tay xuống không biết từ khi nào thì trong phòng làm việc của hắn đã đầy khói thuốc lúc này hắn chỉ có một ý nghĩ đó chính là nói rõ với anh chị để lấy của bọn họ một chút tiền chị hoa trục nghĩ đến phương diện mình phải mở miệng với anh chị thì căn bản đầu óc căng cứng hắn không phải là một người không quyết đoán sau khi có quyết định thì nhanh chóng đứng lên Trì hoa trục mở cửa sổ ra, hắn chuẩn bị hít vào một luồng không khí tươi mát, đúng lúc này thấy phó hiệu trưởng Khương Tập Minh và Lý Sâm Thăng đang một trái một phải đi cùng một người đàn ông trẻ tuổi. Bốn phía của người đàn ông trẻ tuổi này còn nhiều gương mặt quen thuộc, căn bản giống như sao sáng quanh trăng. Người này chính là trưởng phòng tổ chức phương tử quân sao. Đúng là quá trẻ. Trì hoa trục cảm khái một câu, sau đó khẽ đóng cửa lại. Hắn hít vào một hơi thật sâu, đang suy nghĩ xem nên mở miệng với anh mình thế nào, đột nhiên điện thoại vang lên. Tút tút tút, chị Hoa Trục cảm thấy vui vẻ, có người chịu hỗ trợ mình rồi sao? Nhưng khi hắn nhìn thấy số điện thoại gọi đến thì cảm giác vui mừng nhanh chóng tan biến. Cậu à, tôi biết rõ bây giờ muốn học cũng cần phải nộp phí, những năm này anh cũng dồn được chút tiền, đã để cho Tiểu Huy đưa đến cho cậu, cậu không cần phải cảm thấy khó xử. Giọng nói của anh trai vẫn căn bản là hùng hậu có lực như trước những giọt nước mắt chảy xuống trên mặt trì hoa trục, tuy đại ca của hắn đã cúp điện thoại, thế nhưng hắn mãi mà vẫn không thể bình tĩnh được, hắn cảm thấy mình thật sự phải xin lỗi đại ca. Một cảm giác vô năng tràn ngập trong lòng trì hoa trục, năm xưa khi hắn còn học đại học, đó là tin tức chấn động cả thôn, trường thôn còn chiếu phim 3 ngày miễn phí, chính mình kiêu ngạo thế nào. Nhưng những năm nay mình giúp đỡ gia đình được bao nhiêu? vì để cho mình được tiếp tục học đại học mà anh trai vốn học tập tốt hơn phải nghỉ học ở nhà, căn bản là cả đời ở trong thôn nghèo. Khi trì hoa trục cảm thấy ánh mắt mơ hồ thì tiếng gõ cửa khẽ vang lên, hắn trầm ngâm dây lát, khẽ lau khô những vệt nước mắt, sau đó mới trầm giọng nói, vào đi. Người đi vào là chủ nhiệm văn phòng trường đảng Hà Ngũ Bân, là một người luôn theo sát hiệu trưởng chung, căn bản không bao giờ quan tâm đến trì hoa trục. Hôm nay người này làm sao vậy? Vì sao lại chạy đến phòng làm việc của mình? Trong lòng có chút nghi hoặc, thế nhưng Trì Hoa Trục đã có ý nghĩ thay đổi mình, hắn có chút do dự rồi chủ động hỏi, "Chủ nhiệm Hà, anh có chuyện gì vậy?" Phản ứng của Hà Ngũ Bân làm cho Trì Hoa Trục cực kỳ bất ngờ, đối phương cung kính cười với hắn rồi khẽ nói, "Giáo sư Trì, trưởng phòng Vương mời ngài đi qua." Hà Ngũ Bân nói đến đây rồi cố gắng tỏ ra thân mật đi đến trước mặt Trì Hoa Trục hắn khẽ nói nghe nói trưởng phòng vương rất tán thưởng những bài viết của ngài tán thưởng những bài viết của mình là vị trưởng phòng trẻ tuổi đang đến kiểm tra chỉ đạo công tác của trường đảng sao nếu như là trước kia thì trì hoa trục căn bản sẽ chỉ cười nhạt thế nhưng bây giờ ý nghĩ của hắn đã khác đi thôi trì hoa trục có chút do so dự sau đó khẽ nói hà ngũ bân vốn đã làm tốt công tác đối phó với trì hoa trục không ngờ trì hoa trục lại sảng khoái đồng ý như vậy Thế là có chút bất ngờ. Nhưng hắn nhanh chóng mở miệng dặn dò, nghe nói trưởng phòng Vương rất quan tâm đến cán bộ trẻ và chuyên gia, lần này đến là vinh dự cho cả trường đảng chúng ta, lãnh đạo rất xem trọng. Chủ nhiệm Hà cứ yên tâm, tôi biết nên làm thế nào. Trì Hoa Trục trầm ngâm dây lát rồi dùng giọng phối hợp nói. Hà Ngũ Bân tuy cảm thấy phản ứng của Trì Hoa Trục có chút khác thường, thế nhưng lại không nói gì thêm dù sao thì một trì hoa trục nghe lời cũng làm cho lãnh đạo cảm thấy thoải mái hơn. Hai người đi đến đại lễ đường của trường đảng, Hà Ngũ Bân dẫn trì hoa trục đi vào với bước tiến cực kỳ nhẹ nhàng. Lúc này lễ đường đã ngồi đầy người, phần lớn là học viên trường đảng, Vương Tử Quân đang ngồi trên đài chủ tịch. Khi hai người trì hoa trục đi đến TSF Vương Tử Quân đang phát biểu vài lời, trì hoa trục nhìn vị trưởng phòng tổ chức trẻ tuổi trên đài chủ tịch, hắn cảm thấy tâm tư ảm đạm đi vài phần. Nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy có chút tự ngạo, dù người kia được mọi người chú ý, thế nhưng căn bản không có bản lĩnh thật sự. Nhưng khi từng câu từng chữ của Vương Tử Quân rơi vào trong tai của Trì Hoa Trục thì cảm giác tự ngạo trước đó từ từ tiêu tán. Tục ngữ có câu người thường thích náo nhiệt, nói phải biết nhìn hoàn cảnh, Trì Hoa Trục là giáo sư trường đảng, có vài vấn đề hắn nhìn khác với người khác. Lúc này trưởng phòng Vương nói chuyện rất ngắn gọn, cũng không mạnh miệng khách sáo. Thế nhưng từng câu từng chữ lại làm cho Trì Hoa Trục cảm thấy luôn nói đến điểm quan trọng. Đặc biệt là phương diện cải cách chế độ phân công cán bộ và bồi dưỡng cán bộ trẻ càng làm cho một chuyên gia như Trì Hoa Trục cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Xem ra Trưởng phòng Vương này cũng thật sự có chút bản lĩnh. Khi Trì Hoa Trục đang nghĩ mình nên trò chuyện với Trưởng phòng Vương này như thế nào, chợt nghe phía trước có người nói, nghe Trưởng phòng Vương nói như vậy thì những người như chúng ta căn bản là có hy vọng rất lớn. Điều này là tất nhiên, nhìn vào độ tuổi của trưởng phòng vương cũng đủ làm cho chúng ta có hy vọng rất lớn. chương 1205, hai trí thức là lực lượng. Khi hai người đang hi hi ha ha thì một người bên cạnh nói, hai người các anh nghe lãnh đạo phát biểu cũng phải chuyên tâm một chút, tôi nói cho các anh biết, các anh nếu không muốn nghe thì đi ra ngoài. Các anh cũng đừng thấy trưởng phòng vương còn trẻ tuổi mà xem thường, người ta đều là dựa vào công tác thực chất mà có được địa vị như bây giờ các anh có biết về trình độ phát triển của thành phố La Nam trước đó hay không? Tất cả là nhờ vào trưởng phòng vương đã sáng tạo ra. Nếu nói có người nào có ấn tượng sâu sắc nhất về sự phát triển của thành phố La Nam thì đó lại là Trí Hoa Trục. Hắn là giáo sư trường đảng, hắn là người thường xuyên nghiên cứu về quá trình phát triển kinh tế khắp nơi, mà sự phát triển của La Nam càng làm cho hắn phải nghiên cứu vài tháng. Nhưng khi đó Trí Hoa Trục chủ yếu nghiên cứu về kinh tế La Nam, căn bản không quan tâm đến cán bộ La Nam, cũng không ngờ vị trưởng phòng trẻ tuổi kia chính là người đã sáng tạo ra kỳ tích phát triển ở Lan Nam. Khi Trì Hoa Trục đang cảm thấy đầu óc đầy những ý nghĩ thì tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt, dưới tiếng vỗ tay của hàng trăm học viên trường đảng, Vương Tử Quân rời khỏi lễ đường. "Giáo sư Trì, mời ngài theo tôi." Khi Trì Hoa Trục nhìn về phía Hà Ngũ Bân, một người đàn ông trẻ tuổi nho nhã lễ độ đi đến bên cạnh dùng giọng cung kính nói, tuy trì hoa trục không biết người đàn ông này là ai thế nhưng gương mặt tươi cười của hà ngũ bân đã nói rõ vấn đề dưới sự dẫn đường của người đàn ông trẻ tuổi trì hoa trục đi đến phòng khách của vương tử quân vương tử quân căn bản sinh ra cảm giác nghe danh không bằng gặp mặt với trì hoa trục hắn khó thể tưởng một vị giáo sư hào hoa phong nhã với nụ cười ngạo nghễ trước mặt chính là một người nổi tiếng trên võ đài chính trị quốc nội sau vài năm tới giáo sư trì mời ngài ngồi khi thấy một nhân vật như vậy lúc này xuất hiện trước mặt mình lại có chút gò bó, Vương Tử Quân cười thầm thế nhưng biểu hiện lại là đứng lên nở nụ cười nói. Trì Hoa Trục nhìn Lý Sâm Thăng và Khương Tập Minh đang đứng cách đó không xa với nụ cười nịnh hót, thế là hít vào một hơi thật sâu. Hắn biết rõ đây là cơ hội của mình, nếu như nắm bắt được thì ảnh hưởng của nó với mình là cực kỳ sâu xa. Giáo sư Trì, tôi đã đọc bài viết về việc cải cách nhân sự của anh tôi căn bản là cực kỳ thừa nhận quan điểm của anh về phương diện cải cách nhân sự. Vương tử quân nói đến đây thì nâng ly trà lên uống một ngụm nói, đặc biệt là phương diện lựa chọn cán bộ một cách công khai, tôi rất muốn nghe lời giải thích của anh. Công khai lựa chọn cán bộ chính là trung tâm của một bài viết trước đó của Trí Hoa Trục, nhưng khi đó hắn chỉ nói ra vài điểm sơ lược, căn bản không ngờ Vương Tử Quân lại trực tiếp hỏi mình về vấn đề này. Lúc này chút cảm giác khinh thường của Trì Hoa Trục với vị trưởng phòng trẻ tuổi trước mặt đã tan biến, hắn có chút trầm ngâm rồi trầm giọng nói: "Trưởng phòng Vương, tôi cho rằng nếu muốn tiến hành cải cách nhân sự thì không thể không áp dụng phương án chọn lựa cán bộ một cách công khai. Chỉ khi nào chúng ta lựa chọn cán bộ công khai, như vậy mới có thể làm cho thể chế phân công cán bộ thêm minh bạch và công chính." Vương Tử Quân chăm chú nghe những lời nói của Trì Hoa Trục, hắn liên tục gật đầu. Tuy ý nghĩ của Trì Hoa Trục vẫn còn hướng về một bên, thế nhưng ý nghĩ như vậy vào lúc này căn bản lại là phán đoán cực kỳ chính xác cho xu thế phát triển 10 năm tới, hắn cảm thấy đối phương có vài phần hơn người. Sau khi Trì Hoa Trục nói xong thì Vương Tử Quân trầm ngâm lên tiếng, lựa chọn cán bộ một cách công khai chính là xu thế phát triển trong tương lai, tuy còn chưa thể làm một lần là xong, thế nhưng tôi tin tưởng tỷ lệ của nó sẽ càng ngày càng lớn. Vương Tử Quân nói không quá lớn nhưng giọng điệu lại cực kỳ khẳng định. Thái độ khẳng định này làm cho Trì Hoa Trục có chút khiếp sợ. Tuy hắn cảm thấy phương án lựa chọn cán bộ như vậy sẽ cải thiện cơ chế, thế nhưng lại không ngờ Vương Tử Quân sẽ tin tưởng như vậy. Khi Trì Hoa Trục cảm thấy khiếp sợ vì lời nói của Vương Tử Quân, người đàn ông trẻ tuổi trước đó đã đưa hắn vào đây chợt đi đến bên cạnh, khẽ nói với Vương Tử Quân hai câu. Sau đó Vương Tử Quân gật đầu rồi nói với Trì Hoa Trục, "Giáo sư Trì, tôi hy vọng anh có thể chú ý đến phương án lựa chọn cán bộ công khai." thời gian phải nhanh lên, tôi chờ xem ý nghĩ của anh. Vương tử quân đi, hắn đi rất nhanh, khi chiếc xe hơi màu đen chạy đi thì trì hoa trục mới xem như tỉnh táo trở lại. Khi trì hoa trục chuẩn bị rời đi thì phó hiệu trưởng Khương Tập Minh đi đến bên cạnh, hắn dùng giọng nhiệt tình nói, anh trì, trưởng phòng vương coi trọng quan điểm của anh, đây là lời khẳng định với công tác của trường đảng. Tôi thấy hay là thế này, những ngày nay anh đặt công tác của mình xuống, nên chuyên chú vào phương diện viết lách cho xong. Chỉ hoa trục còn chưa kịp đồng ý thì Khương Tập Minh lại giống như nghĩ đến điều gì đó, văn phòng trường đảng căn bản khá ồn ào rối loạn, thế này đi, anh đến khách sạn Nam Giang, nơi đó có văn phòng chuyên môn của trường đảng, hoàn cảnh lại yên tĩnh, anh đến đó viết bài thì tốt hơn. Văn phòng chuyên môn của trường đảng, trước nay chỉ hoa trục căn bản chưa từng được hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy, hắn thật sự cảm thấy đầu óc ngây ngốc, người mang đến cho hắn những thứ này chính là trưởng phòng vương kia. Cảm ơn hiệu trưởng Khương. Trì hoa trục đã không còn là trì hoa trục năm xưa, hắn trầm ngâm dây lát rồi khẽ nói. Ha ha ha, giáo sư trì, anh là người lấy vinh dự cho trường đảng, phải là tôi cảm tạ anh mới đúng. Khương tập minh nói, sau đó nói thêm vài câu với trì hoa trục rồi mỉm cười rời đi. Trì hoa trục tiến chân Khương tập minh, hắn cảm thấy ánh mắt người khác nhìn về phía mình có chút khác thường. Anh trì, có phải anh có một người cháu đang thi tuyển hay không? Khi Trì Hoa Trục chuẩn bị quay về phòng thì một người đồng sự từ phía sau chạy đến. Trì Hoa Trục nhìn người đồng sự có chút lạ lẫm trước mặt, sau đó khẽ gật đầu, bây giờ hắn còn cảm thấy khó xử vì điều này. "Ha ha, anh Trì, sao anh không nói sớm, anh họ của tôi là hiệu trưởng trường nhất trung, anh yên tâm, tôi đi tìm anh ấy nói vài lời là được." Người đồng sự kia vỗ vỗ vai của Trì Hoa Trục rồi dùng giọng cực kỳ thân mật nói. "À, cảm ơn, rất cảm ơn." Trì Hoa Trục không ngờ việc khó của mình lại được giải quyết đơn giản như vậy. Hắn liên tục nói lời cảm tạ với người đồng sự, trong lòng thầm đoán mục đích của đối phương. Hắn tìm quan hệ để giúp cháu trai, điều này nhiều người biết rõ, bây giờ người đồng sự này mới chạy đến, chẳng lẽ có liên quan đến sự kiện mình trò chuyện với trưởng phòng Vương. Khi Trì Hoa Trục và người đồng sự kia đã nói xong, điện thoại của hắn chợt vang lên. Hắn nghe máy, bên trong vang lên một giọng nói trầm bổng, anh Trì anh đang ở đâu, tôi mượn của bố vợ được một ít tiền, vừa vặn đủ cho anh. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 112